Đại hào môn Tiêu Phàm. Chương 1476, con vịt đã đun sôi cũng bay. Cái này hiển nhiên, trên đời này liền không có bằng bạch chỗ tốt. Bất quá, bản nguyên tổ yêu cầu cũng rất đơn giản, tiểu hữu chỉ cần nguyện ý buông ra thần thức, để ta gieo xuống cấm chế, bản nguyên tổ lập tức liền có thể thúc đẩy các ngươi Cửu Âm quốc cùng Thiên Ma đạo hợp hai là một, đảm bảo tiểu hữu trở thành mới Thiên Ma đạo giáo tổ. Huyết Quang thiếu niên không khách khí chút nào nói. Cửu Âm Thiên Vương giận tím mặt, người này biết bao phách lối, cũng dám hướng hắn đưa ra yêu cầu như vậy. Buông ra thần thức, mặc kệ gieo xuống cấm chế, còn đến mức nào. Này chỗ nào hay là hợp tác, rõ ràng chính là muốn triệt để nô dịch hắn. Về phần cái gọi là tân nhiệm Thiên Ma đạo tổ, ngày sau phi thăng lên giới cùng bao gồm chỗ tốt, đều chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Có lẽ Huyết Quang thiếu niên thật sẽ để cho Cửu Âm Thiên Vương đảm nhiệm mới Thiên Ma đạo tổ. Cũng có thể là chỉ điểm hắn phi thăng lên giới đủ loại quyết khiếu, nhưng tất cả những thứ này cùng thần thức cấm chế tương đối mà nói, chẳng đáng là gì. Một khi gieo xuống thần thức cấm chế, hắn hết thảy liền đều điều khiển tại Huyết Quang trong tay thiếu niên, để hắn sinh thì sinh, để hắn chết thì chết, lại không có chút nào kháng cự chi lực. Nhiều năm trước tới nay, Cửu Âm Thiên Vương chính là một phái chi tổ, mấy triệu môn nhân đệ tử chen chúc, Cửu Âm quốc trăm tỷ tỷ sinh dân thần chỉ, đã sớm quen thuộc cao cao tại thượng. Chúa tể hết thảy. Bây giờ trái lại, để hắn đem tài sản của mình tính mệnh giao cho người khác đi chúa tể, sao không gọi hắn giận phát như cuồng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất quá càng là phẫn nộ, Cửu Âm Thiên Vương mặt ngoài thì càng bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn hiện lên vẻ tươi cười. Liền đầu này, không có đừng đúng không, cái khác đều là bình thường. Đúng, nghe nói quý giáo Cửu Âm Hàn Ngọc Châu là thuộc tính âm hàn chí bảo. Có lẽ đối bản thủy tổ lần nữa ngưng kết thánh linh thân thể có chút trợ giúp, tiểu hữu đem cái khỏa hạt châu này giao ra đi. Huyết Quang thiếu niên đĩnh đạc nói, nguyên lai các hạ là vì Cửu Âm Hàn Ngọc Châu mà đến, ta xem như minh bạch. Cửu Âm Thiên Vương rốt cục nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười lên ha hả. Huyết Quang thiếu niên sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Cửu Âm Thiên Vương cái này không chút kiêng kỵ cười to, trên thực tế đã nói cho hắn đáp án. Không sai, bản giáo Cửu Âm Hàn Ngọc Châu. Đúng là đến hàn thuộc tính chí bảo, bất quá cùng các hạ không có một chút quan hệ. Các hạ muốn dựa dẫm vào ta đạt được Cửu Âm Hàn Ngọc Châu, kia là mơ mộng hão huyền. Cửu Âm Thiên Vương thiếu dung im bặt mà dừng, gắt gao tiếp cận Huyết Quang thiếu niên, từng chữ từ yết hầu chỗ sâu tóe ra. Huyết Quang thiếu niên liền cười, tựa hồ đối với đây hết thảy sớm có đoán trước, lập tức cũng lạnh lùng tiếp cận Cửu Âm Thiên Vương, từ tốn nói, ngươi không giao ra Cửu Âm Hàn Ngọc Châu, cái kia cũng không quan hệ. Cùng bản nguyên tổ bắt ngươi, đưa ngươi siêu hồn luyện phách, hết thảy tự nhiên không chỗ che thân. Thật sao, các hạ cố nhiên thần thông quảng đại, nhưng ở ta Cửu Âm quốc cấm địa. Cũng không cần quá tự cho là đúng, Cửu Âm Hàn Ngọc Châu ngay ở chỗ này, khỏi phải ngươi tìm kiếm. Nói, Cửu Âm Thiên Vương miệng hơi mở, phun ra một viên xanh mờ mờ hạt châu, phát ra sâu kín hàn quang. Tại trước ngực hắn hơn một xích chỗ xoay chậm chậm, cái khỏa hạt châu này bất quá trứng gà lớn nhỏ. Mặt ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng vừa mới xuất hiện, xung quanh trong không khí. Lập tức liền bắt đầu ngưng kết ra một chút xíu băng châu, nhiệt độ không khí trở nên kỳ hàn vô so. Các hạ có bản lĩnh, một mực tới lấy là được. Huyết Quang thiếu niên liếc mắt nhìn hai phía, lạnh cười nói, tiểu bối, người lớn mật như thế, là cảm thấy nơi đây trận pháp có thể dựa vào a? Nói cho ngươi, dạng này pháp trận, tại bản nguyên tổ trong mắt, chẳng đáng là gì. Muốn phá giải cũng chính là một cái nhấc tay. Niệm tình ngươi tu luyện tới hôm nay cảnh giới, rất không dễ dàng, bản nguyên tổ cuối cùng cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Hàng hay là không hàng, yêu nghiệt, ngươi nói nhảm nhiều quá. Cửu Âm Thiên Vương chợt quát lên, ngày bình thường tĩnh như xử nữ Cửu Âm Thiên Vương, bỗng nhiên nổi giận, toàn thân khí tức đại thịnh, bỗng nhiên một chưởng đánh vào trước mặt Cửu Âm Hàn Ngọc Châu phía trên, lập tức một cỗ kỳ hàn khí hơi thở, đập vào mặt. Trong hư không hiện ra một đạo xanh mờ mờ vòi rồng, bí mật mang theo vô tận băng tuyết hàn vụ, hướng Huyết Quang thiếu niên càn quét mà đi. Xanh mờ mờ vòi rồng những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt ngưng kết thành huyền băng. Cùng lúc đó, mấy chục trưởng bên ngoài Cửu Âm đại quốc sư, cũng bỗng nhiên xuất thủ, thi triển tuyệt kỹ, hướng Huyết Quang thiếu niên công giết đi qua. Tại tận mắt qua Thiên Thọ cung chi chiến hình ảnh về sau, vô luận Cửu Âm Thiên Vương hay là Cửu Âm đại quốc sư, trong lòng đều tựa như gương sáng. Dựa vào hắn sư huynh đệ hai người liên thủ, lại thêm nơi đây hộ vệ đại trận, cũng hoàn toàn không phải Huyết Quang thiếu niên địch thủ. Chỉ là tình cách thế cấm, không thể không toàn lực một trận chiến.
thật chẳng lẽ như yêu nghiệt này lời nói, buông ra mình thần thức, để hắn gieo xuống cấm chế, từ nay về sau, cả đời làm nô. Quả thật như thế, không bằng chết, không biết tốt xấu, ngu xuẩn, huyết quang thiếu niên thấy mình một phen lý do thoái thác, trôi theo nước chảy, cũng là giận tím mặt, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, phóng lên tận trời. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, một trận kinh thiên động địa tiếng vang, tại Cửu Âm Quốc tổng đàn vang vọng. Xa xa quan chiến đông đảo nguyên anh tu sĩ, từng cái quá sợ hãi. Bọn hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được, kia là cực hàn vực sâu hộ vệ đại trận bạo tạc mà sinh ra khí lãng. Làm Cửu Âm Quốc trung kiên nhất chiến lực, bọn hắn rất đúng hàn vực sâu bên kia hộ vệ đại trận tình hình, biết quá tường tận. Đại chiến bộc phát thời điểm, mười mấy tên nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ cấp cao, nghĩ muốn đi trước viện thủ, ai ngờ lại bị hộ vệ đại trận không khách khí chút nào ngăn tại bên ngoài, căn bản liền tiếp cận không được. Không hề nghi ngờ, lớn thiên vương cùng đại quốc sư, đã đem hộ vệ đại trận tất cả uy năng đều kích phát ra tới. Dù coi như thế, mọi người cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng. Nhiều năm như vậy, bọn hắn đã sớm đối hai vị sư tôn gần như mê tín sùng bái, nhất là Cửu Âm Thiên Vương, nhiều năm trước liền danh xưng là Nam Châu Đại Lục Ma Đạo đệ nhất cao thủ, từ khi tiếp nhận Cửu Âm Thiên Vương chi vị về sau, liền chưa từng nghe nói có thất thủ qua. Dù coi như tại giao diện đại chiến bên trong, thất dạ giới ma quân cũng rất thức thời, chưa hề quấy rối qua Cửu Âm Quốc. Bởi vì vô cực môn xuống dốc, trên thực tế, hơn nghìn năm đến, Cửu Âm Quốc đã bị không ít ma đạo tu sĩ phụng làm Nam Châu Đại Lục thứ nhất tông môn. Hai vị sư tôn đồng thời xuất thủ, đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Địch nhân bất quá một người mà thôi, cho dù mạnh hơn, lại có gì phải sợ chỗ. Nhưng mà cái này một tiếng vang thật lớn, đem mọi người đều hù sợ. Hộ vệ đại trận tự bảo, cái này sao có thể? Hai vị sư tôn muốn bị bước đến trình độ nào, mới có thể dẫn bạo cực hàn vực sâu hộ vệ đại trận? Phải biết nơi đó cũng không phải bình thường chi địa, mà là Cửu Âm thành thứ nhất phòng cấm, Cửu Âm giáo tổ địa, Cửu Âm thánh đàn liền xây ở cực hàn vực sâu. Dẫn bạo hộ vệ đại trận, không hề nghi ngờ đem triệt để phá hủy cực hàn vực sâu, thậm chí ngay cả Cửu Âm thánh đàn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dạng này đồng quy vu tận đấu pháp, sao có thể xuất hiện tại hai vị sư tôn trên thân. Trên đời này còn có người có thể lấy một địch hai, phá tan hai tên ngộ linh kỳ lão tổ. Huống chi trong đó còn có một tên sớm đã đạt đến tại ngộ linh trung kỳ cảnh giới siêu cấp đại năng. Nam Châu Đại Lục còn chưa nghe nói qua có ai đặt chân hiểu linh hậu kỳ. Thật muốn có như thế lão quái vật, đã sớm trốn đi không hỏi thế sự. Tập trung tinh thần chỉ chuẩn bị phi thăng lên giới, chứng mãi mãi sinh chi đạo. Ngay sau đó, càng làm cho mọi người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Từ cực hàn vực sâu chỗ sâu, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, độn sáng lóng lánh, bay thẳng cửu tiêu. Mặc dù cái này đạo độn quang nhanh làm cho người khác lóa mắt, không ít nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hay là thấy rõ ràng. Độn quang bên trong bao khỏa, chính là giống như hơn 20 thiếu niên Cửu Âm quốc chủ, Cửu Âm lớn thiên vương. Uy chấn thiên hạ, không đâu địch nổi Cửu Âm lớn thiên vương, giờ phút này ngay tại chạy trối chết. Bởi vì tại Cửu Âm thiên vương sau lưng, theo sát mặt khác một đạo độn quang, chính là một tên toàn thân máu lóng lánh thiếu niên. Không hề nghi ngờ, đây là đang truy sát Cửu Âm thiên vương. Cho đến lúc này, mọi người mới kinh hoàng phát hiện, Cửu Âm đại quốc sư không gặp. Hộ vệ đại trận tự bạo khói lửa bắt đầu tiêu tán thời điểm. Cửu Âm đại quốc sư khí tức đã điều tra không đến. Tại dạng này thế cục phía dưới, cái này kỳ thật chỉ mang ý nghĩa một việc, Cửu Âm đại quốc sư đã vẫn lạc. Nếu không, đại quốc sư tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đem khí tức của mình ẩn nấp đi. Giao thủ bất quá gần nửa canh giờ, lấy hai địch một, chẳng những tự bạo hộ vệ đại trận. Hơn nữa còn vẫn lạc một tên ngộ linh kỳ lão tổ. Quả thực khiến người khó có thể tin. Nhanh chóng rút lui, chia ra đào mệnh, màu đen độn quang nháy mắt liền xông phá Cửu Âm thành cấm bay cấm chế, hướng cực cao trên trời cao phi độn mà đi, cùng lúc đó, không trung bay xuống một câu nói như vậy, tám chữ. Chính là Cửu Âm thiên vương thanh âm, Cửu Âm thành đến trăm vạn mà tính môn nhân đệ tử, đầu tiên là sững sờ ngơ ngác một chút, lập tức liền, oanh, một tiếng, uyển như núi lở. Độn quang nổi lên bốn phía, vô số tu sĩ lái pháp bảo pháp khí, tranh nhau chen lấn, hướng bốn phương tám hướng bay vụt mà đi. Tình hình cực kỳ hùng vĩ. Lúc này, Cửu Âm thiên vương cũng không đoái hoài tới khác, chỉ có thể quẳng xuống một câu nói như vậy. Có thể đào tẩu bao nhiêu, liền nhìn Cửu Âm quốc khí vận. Hừ, nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Theo sát phía sau huyết quang thiếu niên cười lạnh liên tục. Hai người một đuổi một chạy, trong khoảnh khắc đi phải xa. Hóa thành hai cái chấm đen nhỏ,
biến mất ở phía xa chân trời. Cửu Âm Thiên Vương đi là tây nam phương hướng, hướng bắc là Bắc Minh biển cả, Thất Dạ Giới Ma Quân chính là từ cái hướng kia mà đến, hướng đông thì là Nguyên Linh Thành phương hướng, tuy nói đã đem ma quân xua đuổi xuống biển, nhưng Huyết Quang thiếu niên bỗng nhiên lần nữa giáng lâm Nam Châu đại lục, ai biết bên kia tình hình bây giờ như thế nào. Tây nam phương hướng các tông môn thụ ma quân độc hại ít, còn duy trì nhất định sức chiến đấu, có lẽ có người có thể xuất thủ tương trợ, cũng chưa biết. Kỳ thật Cửu Âm Thiên Vương cũng biết loại hy vọng này cực kỳ xa vời, ngay cả hắn đều ngăn cản không nổi địch nhân, phóng nhãn toàn bộ Nam Châu đại lục, còn có thể có mấy người có thể ngăn được. Chỉ sợ sẽ là trì trệ một lát đều khó mà làm được. Chỉ là việc đã đến nước này, cũng không thể khoanh tay chịu chết. Bất quá kỳ tích luôn luôn tại trong lúc lơ đãng bỗng nhiên phát sinh. Mấy cái canh giờ trôi qua, Cửu Âm Thiên Vương đã dần dần chân nguyên không kế, bị phía sau Huyết Quang thiếu niên càng đuổi càng chặt, cơ hồ ở vào chỉ cách một chút. Hắc hắc, hiện tại đầu hàng, giao ra Cửu Âm Hàn Ngọc Châu, bản nguyên tổ cao hứng, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Huyết Quang thiếu niên cười lạnh nói. Cửu Âm Thiên Vương thở dài một tiếng, bỗng nhiên dừng chân lại, liền muốn quay người cùng Huyết Quang thiếu niên liều mạng một lần, đúng lúc này, lại chỉ nghe một trận, suy suy, xé vải thanh âm truyền ra. Cửu Âm Thiên Vương đến cùng không hổ là siêu cấp cao thủ, nghe xong liền biết, đây là hư không vặn vẹo phát ra thanh âm. Ngay sau đó, một đạo chữ màu đỏ hỗn độn đồ án nổi lên, thoáng qua liền biến thành một cái chữ vòng xoáy màu đỏ, từ đó lộ ra cường đại đến cực điểm không gian ba động. Cái này chữ màu đỏ không gian vòng xoáy, liền xuất hiện tại Cửu Âm Thiên Vương bên người trưởng hứa chi ngoại, không sai biệt lắm là thiếp thân mà tới, không đợi Cửu Âm Thiên Vương kịp phản ứng. Liền không tự chủ được bị cái này cường đại không gian vòng xoáy hút vào. Lớn mật, Huyết Quang thiếu niên tự nhiên lập tức phát giác không đúng, gầm thét lên tiếng, nhấc tay vừa nhấc, một con đỏ tươi ướt át to lớn long chảo nổi lên, hướng Cửu Âm Thiên Vương một thanh bắt tới. Chỉ tiếc, hắn động tác dù nhanh, cuối cùng vẫn là chậm hơn nửa nhịp, huyết long chảo bắt đến thời điểm, Cửu Âm Thiên Vương thân ảnh đã tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ khắc này, Huyết Quang thiếu niên cơ hồ muốn chọc giận nổ lồng ngực. Ngay lúc sắp đắc thủ, lại bị người tại cái mũi của hắn dưới đáy, đem Cửu Âm Thiên Vương cứu đi. Con vịt đã đun sôi thế mà cũng bay. Chương 1477, Thiên Tôn lĩnh khách không mời mà đến. Đại Triệu Quốc, Đô Lương Thành, phi thường náo nhiệt, so sánh với trăm năm trước, Đô Lương Thành quy mô lại mở rộng, trong thành tu sĩ càng nhiều, phường thị ở giữa càng thêm náo nhiệt. Giao diện đại chiến, cũng không có quá nhiều tác động đến Đô Lương Thành, cho nên thành trì nguyên khí có thể giữ lại. Nhất là vô cực môn trở về sau, trong thành nhiều mấy triệu tu sĩ, vô cực sơn thiên tôn lĩnh bên trên, cao thủ nhiều như mây. Đối với đại quốc đô thành mà nói, có siêu cấp tông môn tỏa chấn, đây là tiếp tục phát triển tiền đề cùng bảo hộ. Trừ chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt như thế một vị ngộ linh kỳ tu sĩ bên ngoài, vô cực môn đã có một lần nữa trở thành Nam Châu đại lục chính đạo thứ nhất tông môn chỗ có điều kiện. Nhưng mà trưởng giáo Tiêu Phàm cùng đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt 100 năm ở giữa chưa từng lộ diện. Làm cho trên giang hồ lời đồn đại nổi lên bốn phía. Tiêu Phàm bị Thiên Ma đạo tổ truy sát tin tức, đã sớm truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Cho nên, không ít người đều đang âm thầm phỏng đoán, Tiêu trưởng giáo cùng Âu Dương đại trưởng lão, đến cùng đi nơi nào. Hoặc là nói, bọn họ có phải hay không còn sống. Điểm này, rất trọng yếu. Nếu như không có ngộ linh kỳ tu sĩ tọa chấn, dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ số lượng lại nhiều, tại trước mắt dưới tình hình như thế, cũng sẽ không bị mọi người công nhận là thứ nhất tông môn. Thậm chí là không có thể tại Đô Lương Thành trường kỳ đặt chân, đều là cái vấn đề. Tu chân giới, thực tế có rất nhiều đại thế lực, không nguyện ý nhìn thấy vô cực môn thật đông sơn tái khởi. Nhất là trăm năm trước giao diện đại chiến, cùng vô cực môn giao hảo mấy cái siêu cấp tông môn, tỉ như Thái Thượng Tông, Thái Cực Môn các loại, tại đại chiến bên trong tổn thất không nhẹ, thực lực đều có khác biệt trình độ suy yếu. Cái này liền mang ý nghĩa tại thời khắc mấu chốt. Vô cực môn rất khó thu hoạch được mạnh hữu lực chi viện. Khoảng thời gian này, thiên tôn lĩnh bên trên đề phòng xâm nghiêm. Trước đó không lâu, từ tây phía bắc đại lục truyền tới một khiến người cực độ khiếp sợ tin tức, danh xưng Nam Châu đại lục ma đạo thứ nhất tông Cửu Âm Quốc Đô Thành, bị triệt để phá hủy. Nghe nói Cửu Âm Quốc hai đại ngộ linh kỳ cao thủ Cửu Âm Thiên Vương cùng Cửu Âm Quốc Sư, song song gặp nạn. Bị tự xưng Thất Dạ Giới Thủy Tổ đại ma đầu diệt sát. Sau đó, cái kia đại ma đầu hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, tại Cửu Âm Thành đại khai sát giới, đồ sát Cửu Âm Quốc tu sĩ vô số. Không ít tu sĩ cấp cao vẫn lạc, ngày xưa hưng thịnh nhất thời ma đạo thứ nhất tông, gặp tai họa ngập đầu.
Tin tức này lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ Nam Châu Đại Lục. Cơ hồ tất cả tông môn tại chiếm được tin tức này về sau, đều không hẹn mà cùng tăng cường đề phòng. Nam Châu Đại Lục toàn bộ tu chân giới, lời đồn đầy đất, lòng người bàng hoàng. Vô Cực Môn cũng không ngoại lệ, chẳng những tăng cường tuần tra, mà lại không tiếc linh thạch, khởi động thiên tôn lĩnh bên trên đại trận hộ phái, mở ra bảy thành uy lực. Không có làm thật khai chiến thời gian bên trong, đem đại trận hộ phái mở ra bảy thành uy lực, đã coi như là đẳng cấp cao nhất đề phòng. Chỉ không biết, nếu như thất dạ giới đại ma đầu coi là thật đánh tới, cái này đại trận hộ phái có phải là thật hay không ngăn cản được. Truyền ngôn bên trong, cửu âm thành đại trận hộ phái mở ra đến 12 thành uy lực. Cũng giống vậy không làm nên chuyện gì, kia đại ma đầu hoàn toàn nhìn như không thấy. Một ngày này, thiên tôn lĩnh bên trên nghênh đón mấy vị khách không mời mà đến. Mấy vị này khách không mời mà đến rất không hữu hảo, vừa gặp phải đội tuần tra hỏi thăm. Liền không chút khách khí xuất thủ, đem mấy tên tuần tra đệ tử đả thương. Sau đó xông thẳng thiên tôn lĩnh tổng đàn, khiến người khiếp sợ là, Vô Cực Môn đại trận hộ phái, vậy mà đối bọn hắn không hề có tác dụng, cơ hồ hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Mấy người kia liền trực tiếp xông tiến vào Vô Cực Điện thiền điện bên trong. Khách không mời mà đến vô lễ cử động, tự nhiên lập tức kinh động Vô Cực Môn cao tầng, mấy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ vội vã đuổi đem tới, càng nhiều vệ sĩ tại Vô Cực Điện bên ngoài tụ tập, bày ra trận thế. Mấy tên khách không mời mà đến đối đây hết thảy lại là nhìn như không thấy, chắp hai tay sau lưng đứng tại thiền điện bên trong, đối vội vã chạy tới mấy tên Vô Cực Môn đại tu sĩ, ngạo nghễ mà xem. Vô Cực Môn chạy tới cái này mấy tên đại tu sĩ, đi đầu một người, râu bạc trắng tóc trắng, hồng quang đầy mặt, trong lúc phất tay, vô cùng có uy nghiêm, tu vi cảnh giới cũng đã đến nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong, tại đại tu sĩ bên trong, có thể xưng cực mạnh người. Vị này trạng thái đỉnh phong tóc trắng đại tu sĩ, vội vã mà đến, trên mặt lúc đầu rất có sắc mặt giận dữ, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy thiền điện bên trong đứng mấy người này, lại kinh hãi. Đến tổng cộng là 5 người, mặc dù trong đó 4 cái, tóc trắng đại tu sĩ đều không biết được, nhưng mặt khác một cái kia, hắn lại là nhận ra. Chính là Hạo Thiên Tông hiện nhâm tông chủ Âu Dương Minh Hạo. Mà lại từ 5 người này chỗ đứng vị trí đến xem, Âu Dương Minh Hạo cũng chỉ là kính bồi ghế chót. Tóc trắng đại tu sĩ thần niệm chi lực nhô ra, càng là kinh hãi vô so. 5 tên ngộ linh kỳ tu sĩ, đến cái này 5 vị khách không mời mà đến, vậy mà tất cả đều là ngộ linh kỳ lão tổ, ngộ linh kỳ tu sĩ uy áp, hào không biến mất thấu thể mà ra. Nhất là một người trong đó, vóc dáng thấp nhỏ, thân cao vẫn chưa tới 5 thước, còm nhom, toàn thân bao da lấy xương cốt, một cái đầu lại vô cùng lớn vô so, cứ như vậy chi lăng tại gầy tiểu nhân trên cổ, nhìn qua cực kỳ buồn cười quỷ dị, để người kìm lòng không được lo lắng, kia như là cổ gà gầy tiểu cái cổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ, răng rắc, một tiếng, từ đó bẻ gãy. Một đầu rối bời tóc, xám trắng nửa nọ nửa kia, từ vô cùng lớn trên đầu rủ xuống, hình tượng muốn bao nhiêu hèn mọn, liền có bao nhiêu hèn mọn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác là tên này đầu to quái nhân, dửng dưng ở giữa mà đứng, thần thái ngạo khí phi thường. Cái khác mấy tên ngộ linh kỳ lão quái đều rất tự giác cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, nhìn về phía người này ánh mắt bên trong, đều ẩn giấu đi từng tia từng sợi vẻ sợ hãi. Có thể làm cho cùng giai tu sĩ công nhiên e ngại, người này thần thông quảng đại, có thể thấy được chút ít. Tóc trắng đại tu sĩ thần niệm chi lực vừa hạ xuống đến trên người người này, liền chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, tóc trắng đại tu sĩ lập tức tâm thần rung mạnh, trong đầu một trận mê muội, một cái đứng không vững, kém chút té ngã trên đất, không khỏi vừa sợ vừa giận, gấp vội vàng lui về phía sau 2 bước, hướng đầu to quái nhân trợn mắt nhìn. Tiền bối vì sao xuất thủ đả thương người? Mặc dù biết rõ người này thâm bất khả trắc, dù coi như tại ngộ linh kỳ lão tổ bên trong cũng là không ai dám trêu chọc nhân vật lợi hại, tóc trắng đại tu sĩ vẫn là không nhịn được nghiêm nghị quát hỏi. Nơi này cũng không phải địa phương khác, chính là Vô Cực Môn tổng đàn. Bị người lấn tới cửa đến, công nhiên đánh mặt, dù là địch nhân mạnh hơn, đó cũng là không thể nhịn được nữa. Tiểu bối, dám đối bản lão tổ vô lễ, đương nhiên phải giáo huấn ngươi. Đầu to quái nhân lại là hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Mắt thấy tóc trắng đại tu sĩ còn muốn chống lại, một bên Âu Dương Minh Hạo bận bịu tức nói, dư đạo hữu không thể không lễ, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thương Mô lão tổ, người cùng còn không mau mau bái kiến. Thương Mô lão tổ, mấy người đồng thời lên tiếng kinh hô, hai mặt nhìn nhau. Đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, đối Vô Cực Môn mấy vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đến nói, Thương Mô lão tổ đúng là đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì dựa theo Vô Cực Môn điển tịch ghi chép,
Thương Ngô Thượng Nhân chính là cùng Vô Cực Môn đời thứ 32 trưởng giáo chân nhân Long Tượng Tổ Sư cùng thời đại nhân vật, đồng thời đã từng là Long Tượng Tổ Sư địch nhân. Mặc dù cuối cùng liên tiếp 3 lần thua ở Long Tượng Tổ Sư trong tay, nhưng Long Tượng Tổ Sư lại tại tự viết bên trong thân bút ký thuật cùng Thương Ngô Thượng Nhân giao thủ quá trình. Đồng thời vạch ra Thương Ngô Thượng Nhân là cực mạnh mẽ địch thủ, nếu như người này không phải lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo lời nói, nguyên bản tại tu vi bên trên còn có thể nâng cao một bước. Mấy vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều là từ Càn Khôn đỉnh, bên trong vô cực giới ra, dựa theo vô cực giới thời gian để tính, vị này Thương Ngô Thượng Nhân. Thực tế cách bọn họ quá xa xôi, chính là hơn 6.000 năm trước, cổ nhân. Dù coi như dựa theo Nam Châu Đại Lục thời gian để tính, Thương Ngô Thượng Nhân dưới mắt cũng nên có 2-3.000 năm tuổi. Long Tượng Tổ Sư sớm đã phi thăng lên giới. Tại mọi người ấn tượng bên trong, cùng Long Tượng Tổ Sư cùng thời đại nhân vật, hoặc là cũng đã phi thăng lên giới. Hoặc là liền sớm đã qua đời. Bây giờ một người như vậy, đều sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn, sao không gọi người nửa tin nửa ngờ. Hẳn là chỉ là trùng hợp, này Thương Ngô Lão Tổ. Cũng không phải là Vô Cực Môn điển tịch ghi lại Thương Ngô Thượng Nhân. Quả thật như thế, cái kia cũng quá xảo hợp. Có thể nào có hai tên Thương Ngô đạo hữu đều như thế nghịch thiên. Vô Cực Môn mọi người, căn bản liền không cách nào từ đây người lộ ra linh áp phía trên điều tra ra người này đại khái cảnh giới đến, chênh lệch của song phương. Thực tế quá cách xa, nhưng mà vẻn vẹn căn cứ tuổi tác cũng suy tính. Vị này Thương Ngô Lão Tổ nếu như cùng Vô Cực Môn điển tịch ghi lại Thương Ngô Thượng Nhân là cùng một người lời nói, như vậy tu vi của hắn cũng nhất định sớm đã vượt qua Ngộ Linh sơ kỳ, tối thiểu nhất cũng là một tên Ngộ Linh trung kỳ trở lên siêu cấp đại năng. Ngộ Linh sơ kỳ tu sĩ trên lý luận thọ nguyên hạn mức cao nhất, ước chừng là 2.000 tuổi khoảng chừng. Hừ, Tư Không Long Tượng đồ tử đồ tôn, đều là như thế một đám vô dụng bọc mủ phế vật a. Còn không có đám người lấy lại tinh thần, đầu to quái người đã rất không kiên nhẫn nói. Long Tượng Tổ Sư phục họ Tư Không, người này mở miệng gọi thẳng Long Tượng Tổ Sư tên đầy đủ, hoàn toàn không có kính trọng chi ý, có thể thấy được xác thực là năm đó Thương Ngô Thượng Nhân không thể nghi ngờ. Bị Âu Dương Minh Hạo xưng là dư đạo hữu tóc trắng đại tu sĩ, sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục vẫn là cố nén lửa giận, có chút cúi đầu, cao giọng nói, Vô Cực Môn chư vị đồng đạo, gặp qua Thương Ngô tiền bối, gặp qua gia vị tiền bối. Không biết gia vị tiền bối đại giá quang lâm thiên tôn lĩnh, có gì chỉ giáo? Thương Ngô Thượng Nhân cố nhiên vô lễ chi cực, vì Vô Cực Môn mấy triệu môn nhân đệ tử kế, dư đạo hữu tự nhiên cũng không dám tùy tiện cùng người này trở mặt. Thương Ngô Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, nói, dưới mắt các ngươi Vô Cực Môn lấy ai là chủ? Gọi tới thấy ta, dư đạo hữu ôm quyền nói, vãn bối thẹn cư Vô Cực Điện thủ tịch trưởng lão, phụng bản môn thái thượng trưởng lão chỉ thủy chân nhân chi mệnh, tạm thời trưởng quản bản môn tạp vụ sự vụ. Gia vị tiền bối có gì phân phó? Nguyên bản Tiêu Phàm không tại thời điểm, thiên tôn lĩnh bên trên hết thảy sự vụ, đều là Thiên Diệu Tiên Tử chủ trì, về sau chỉ thủy tổ sư xuất lĩnh lấy mấy triệu môn nhân đệ tử trở về, Thiên Diệu Tiên Tử tự nhiên liền đem những này trong môn tục vụ, đều giao cho chỉ thủy tổ sư bọn hắn đi quản lý. Năm đó Thiên Diệu Tiên Tử xuất Thiên Diệu Cung toàn thể nữ đệ tử gia nhập Vô Cực Môn, vì cũng là tăng thanh thế. Bây giờ Vô Cực Môn lập tức gia tăng môn nhân đệ tử đến trăm vạn mà tính, Thiên Diệu Cung liền có thể lần nữa độc lập ra. Cái này nguyên vốn cũng là Tiêu Phàm ý kiến, lúc trước liền cùng Thiên Diệu Tiên Tử nói tốt lắm. Cái gì thái thượng trưởng lão? Lập tức gọi hắn tới gặp ta. Thương Ngô Thượng Nhân lập tức quát, ngữ khí rất là bất thiện. Mời Thương Ngô tiền bối thứ lỗi, bỉ môn thái thượng trưởng lão trước mắt đang lúc bế quan, không tiện tiếp khách, tiền bối có gì chỉ giáo, cứ việc phân phó vãn bối là xong. Dư đạo hữu không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Mắt thấy đầu to quái người sầm mặt lại, liền muốn phát tác. Một tên người mặc xanh biếc váy lụa trung niên mỹ phụ, mỉm cười nói, thượng nhân an tâm chớ vội, chúng ta hay là trước đàm công sự quan trọng. Ngụ ý tự nhiên là nói, ngươi cùng Long Tượng Tổ Sư năm đó những ân oán kia, có thể áp sau lại nói. Chương 1478, năm đó chuyện xưa. Thương Ngô Thượng Nhân trùng điệp hừ một tiếng, tại chủ vị ngồi. Tu vi của người này kỳ cao, diện mạo lại là không đủ, tại một đám vãn bối trước mặt như thế nắm. Kia người mặc xanh biếc váy lụa trung niên mỹ phụ cũng không để ý tới thái độ của hắn, chuyển hướng dư đạo hữu, mỉm cười nói, dư đạo hữu, cửu âm thành thảm kịch, chắc hẳn đạo hữu đã biết đi. Dư đạo hữu bận bịu tức khom người thi lễ, nói có chỗ nghe nói. Chuyện lớn như vậy, hắn có thể không biết a? Trung niên mỹ phụ này nhìn qua 10 điểm cùng nhan duyệt sắc, làm thế nào đều thấp thoáng không ngừng trên thân lộ ra kia cỗ yêu tà chi khí, không hề nghi ngờ,
người này tu luyện tuyệt không phải chính đạo công pháp, dù coi như tại ma đạo tà tu bên trong, như thế tà dị, cũng không nhiều gặp, cho người cảm giác, luôn mang theo một cỗ mùi vị của tử vong. Người này bên ngoài đồng hồ như hoa như ngọc, kiều mị dị thường, ánh mắt càng là câu hồn đoạt phách, lại cho người ta như thế cảm giác, coi là thật quỷ dị cực kỳ. Cùng Thương Ngô thượng nhân đồng dạng, dư đạo hữu cũng vô pháp điều tra đến trung niên mỹ phụ này chân thực cảnh giới, bất quá người này thản nhiên ra mặt, ngay cả Thương Ngô thượng nhân đều bị nàng một câu liền đè xuống tính tình, đủ thấy địa vị chi cao. Chỉ sợ là năm vị ngộ linh kỳ lão tổ bên trong, gần với Thương Ngô thượng nhân siêu cấp cường giả. Âu Dương Minh Hạo nhìn về phía người này thời điểm, trong mắt vẻ kiêng dè, mảy may cũng không tại Thương Ngô thượng nhân phía dưới. Nói đến, vị này thất dạ giới thủy tổ, thực tế chính là ta Nam Châu đại lục một đại hạo kiếp, lấy Diêm đạo hữu chi năng, Cửu Âm quốc cường đại, vẫn ngăn cản không nổi người này, xem ra trường hạo kiếp này là miễn trừ không được. Nói, trung niên mỹ phụ khe khẽ thở dài, thần sắc mười phần trách trời thương dân. Dư đạo hữu thần sắc cẩn thận, tuyệt không lung tung đáp lời. Năm tên ngộ linh kỳ lão tổ bỗng nhiên tìm tới cửa, đồng thời rất không khách khí đả thương vô cực môn đệ tử, tuyệt không phải vì muốn cùng hắn nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Mà lại trung niên mỹ phụ mới mở miệng liền kéo tới thất dạ giới thủy tổ vị này kinh thiên đại ma đầu trên thân, liền càng làm cho người ta cảm thấy lo sợ. Mặc dù vô cực môn môn quy giáo nghĩa, là lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, nhưng mà song phương thực lực chênh lệch thực tế quá xa, nếu thật là cùng kia hung ma nhắc lên quan hệ, chỉ sợ vừa mới trung hưng cơ nghiệp, lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, mấy triệu môn nhân đệ tử tính mệnh khó đảm bảo. Bất quá, đã người ta đã đánh tới cửa, tránh là không tránh khỏi, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Vô cực môn từ trước tự xưng danh môn chính tông, chắc hẳn sẽ không đếm xỉa đến a. Quả nhiên, trung niên mỹ phụ lập tức liền đem chủ đề kéo tới vô cực môn trên thân. Không đếm xỉa đến, cái kia cũng muốn người ta đáp ứng mới được. Một tên nam tử tóc bạc hừ lạnh một tiếng, nói. Tên này nam tử tóc bạc bề ngoài có chút kỳ lạ, toàn thân làn da tuyết trắng như ngân. Tản ra như kim loại quang trạch, hoảng hốt cả người đều là từ kim loại cấu thành, nhất là tóc bạc trắng, càng là giống như thuần ngân chế tạo, ngân quang lóng lánh. Lộ ra sắc bén đến cực điểm khí tức, tiếng nói, đều giống như kim loại ma sát. Mặc dù dư đạo hữu có thể từ trên người người này cảm ứng được có thể so ngộ linh kỳ tu sĩ uy áp, lại không cách nào cảm ứng được linh lực của hắn ba động. Như vật chết, rất cổ quái. Cái này lão ma nói rõ là muốn tộc diệt chúng ta Nam Châu đại lục. Cho dù ai đều mơ tưởng không đếm xỉa đến. Nam tử tóc bạc ngữ điệu âm vang nói. Ngân đạo hữu nói rất có đạo lý, giá trị đại nạn này thời điểm. Nam Châu đại lục mỗi một cái tông môn mỗi một vị tu sĩ, đều phải đem hết toàn lực. Trung niên mỹ phụ khẽ vuốt cằm, nói, lập tức chuyển hướng dư đạo hữu. Trên mặt lại hiện lên cười ôn hòa ý, dư đạo hữu nghĩ có đúng không? Tiền bối dạy bảo phải là, dư đạo hữu kính cẩn nói, càng thêm cảnh giác vạn phân. Cái này liền rất tốt, xem ra dư đạo hữu cùng vô cực môn, cùng ý nghĩ của chúng ta là nhất trí. Dư đạo hữu, ta liền thẳng thắn nói cho ngươi đi, chúng ta mấy lão già, hôm nay trở lại thiên tôn lĩnh, liền là muốn ở chỗ này thiết một cái đại trận. Hảo hảo cùng vị kia thủy tổ đại nhân đấu một trận. Trung niên mỹ phụ nói, nụ cười trên mặt thu vào, dung mạo trở nên 10 điểm ngưng trọng. Cái này ngắn ngủi mấy câu bên trong, nội dung có thể thực phong phú. Vẻn vẹn, trở lại thiên tôn lĩnh, câu này, liền làm người ta trong lòng sợ hãi mà kinh. Bất quá so với nàng về sau nói câu nói kia, câu nói này tạo thành xung kích, bị dư đạo hữu bọn người không nhìn thẳng. Tiền bối, cái này là ý gì? Dư đạo hữu sắc mặt đại biến. Khẩn cấp hỏi, trung niên mỹ phụ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ ta còn không có nói rõ ràng ha? Dư đạo hữu trên trán toát ra nhỏ xíu mồ hôi, cũng không lo được lau, bận bịu tức nói, tiền bối, thiên tôn lĩnh chính là bỉ môn tổ địa. Các ngươi muốn ở chỗ này thiết một cái đại trận, chẳng phải là muốn đem chúng ta đều đuổi đi. Cái này là công nhiên lấn tới cửa đến. Âu Dương Minh Hạo trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được nói, phu sơn phu nhân, tại thiên tôn lĩnh thiết đại trận. Trước đó sao không người biết sẽ tại hạ? Hừ, ngươi hiểu được cái gì? Lúc trước chúng ta tại thiên tôn lĩnh bố trí thất tuyệt đại trận thời điểm, ngươi đều còn không biết ở nơi nào nữa. Đây là chúng ta mấy lão già này cùng các ngươi hạo thiên tông tổ sư ra ước định, vì sao muốn sự tình báo trước ngươi? Thông chi ngươi cùng một chỗ tới, bất quá là bởi vì trong tay ngươi có một khối thất sát trận lệnh bài mà thôi. Bằng không, hừ hừ, Thương Ngô thượng nhân cười lạnh một tiếng, nói, ngôn từ cực không khách khí. Quả thực chính là đem Âu Dương Minh Hạo xem như hậu sinh vãn bối đến răn dạy.
Vô cực môn mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Âu Dương Minh Hạo càng là sắc mặt tái xanh, hướng Thương Ngô thượng nhân trợn mắt nhìn, quai hàm chống lại chống, cuối cùng vẫn là không có thể đem ngụm kia ác khí ép xuống, lạnh lùng nói, thượng nhân cùng bỉ tổ tông sư có gì ước định, xin thứ cho tại hạ không biết. Đã thượng nhân cảm thấy nào đó ở đây là nhiều dư người, vậy ta liền không ở nơi này chướng mắt, cáo từ. Một lời vừa tất, ống tay áo lắc một cái, đứng dậy liền hướng đi ra ngoài điện. Đi, Thương Ngô thượng nhân hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một con gầy trơ cả xương bàn chân, trên mặt đất điểm mạnh một cái. Hoắc Xuy, Âu Dương Minh Hạo dưới chân bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách, Âu Dương Minh Hạo thân là Ngộ Linh lão tổ, một tông chi chủ, tự nhiên không phải dễ tới bối phận, mắt thấy biến khởi vội vàng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn lăng không mà đi, bỗng nhiên ở giữa, chỉ cảm thấy không khí chung quanh lập tức trở nên cứng như kim thiết, vậy mà không bay lên được. Lập tức dưới chân trầm xuống, liền hướng na nói vỡ ra lỗ hổng bên trong thẳng rớt xuống đi. Âu Dương Minh Hạo vừa sợ vừa giận, ra sức nhấc lên đan điền chân nguyên, cần phải thi triển thần thông, dưới chân thổ địa ầm vang có âm thanh, đã cực nhanh khép lại tới, đem hắn hai chân một mực hãm trên mặt đất gạch bên trong, một mực không tới đầu gối bộ vị, đường đường một tên Ngộ Linh kỳ lão tổ, lại bị hãm ở, không thể động đậy. Giờ khắc này, Âu Dương Minh Hạo xanh xám sắc mặt lại đỏ bừng lên, thân thể 180 độ xoay chuyển, gắt gao tiếp cận Thương Ngô thượng nhân, lửa giận đầy ngập, quát, đạo hữu y muốn như thế nào? Hẳn là muốn cùng ta Hạo Thiên Tông khai chiến không thành. Hừ, cùng Hạo Thiên Tông khai chiến thì sao? Chẳng lẽ sợ hãi sẽ là vốn lão tổ không thành? Thương Ngô thượng nhân mảy may cũng không thèm để ý Âu Dương Minh Hạo phẫn nộ, cười lạnh nói. Ngươi, Âu Dương Minh Hạo nộ khí bay thẳng trên đỉnh đầu, trong lúc nhất thời, ngay cả lời đều nói không nên lời. Trung niên Mỹ phụ khanh khách một tiếng, nói Âu Dương Tông chủ chớ có khí phách. Thương Ngô thượng nhân nói không sai, lúc trước chúng ta mấy lão già, đúng là cùng sư tôn của ngươi có ước định. Chúng ta giúp Quý Tông tại Thiên Tôn lĩnh bố trí thất sát đại trận, vĩnh cửu phong ấn nơi đây vương giả chi khí. Tôn sư cũng đáp ứng chúng ta, cần thời điểm, Hạo Thiên Tông sẽ cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Chẳng lẽ tôn sư vẫn chưa đem việc này chuyển cáo ngươi à? Quả thật như thế, đó chính là hắn không phải, lớn ra năm đó nhưng là bạn tốt. Nghe lời nói này. Dư đạo hữu vô cực môn người càng là hãi nhiên biến sắc. Nguyên lai năm đó muốn đối phó vô cực môn, cư lại chính là cùng là danh môn đại phái Hạo Thiên Tông. Bất quá Âu Dương Minh Hạo kinh ngạc cùng phẫn uất, mảy may cũng không tại vô cực môn người phía dưới, không nói những cái khác, đường đường Ngộ Linh kỳ tông chủ, bị người chỉ trong một chiêu liền chế trụ, mặc dù lấy tu vi của hắn, muốn tránh thoát cái này khu khu hậu thổ chi lực giam cầm, cũng không coi là nhiều khó, nhưng hôm nay cái mặt này, thực tế ném đến có chút lớn. Mà lại bị người trước mặt mọi người vạch trần, Hạo Thiên Tông là năm đó hủy diệt vô cực môn phía sau màn đẩy tay, ngay trước cái này rất nhiều vô cực môn người trước mặt, cũng thực xấu hổ. Âu Dương tiểu hữu, năm đó chúng ta thế nhưng là giúp các ngươi Hạo Thiên Tông tới, chẳng lẽ ngươi nghĩ qua sông đoạn cầu? Thật muốn như vậy, chỉ sợ cũng không phải Thương Ngô đạo hữu một cái nhân sinh khí, Ngân Mỗ cũng sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Nam tử tóc bạc cũng lạnh lùng nói, ý uy hiếp, tràn tại nói đồng hồ. Huống hồ, lần này chúng ta cũng không phải vì mình, mà là muốn đối phó kia đại ma đầu, vì toàn bộ Nam Châu đại lục ngàn tỷ đồng đạo thân ra tính mệnh. Dạng này sự tình, nguyên vốn phải là từ các ngươi chính đạo tông môn dẫn đầu, bây giờ lại từ chúng ta mấy cái ngoài vòng giáo hóa lão gia hỏa bỏ ra mặt, các ngươi tự xưng danh môn chính phái, chẳng lẽ liền mặt không đổ mồ hôi à? Trung niên Mỹ phụ cười khanh khách, ngữ khí càng thêm nhu hòa, lời nói ra lại mất thăng bằng, khiến người khó mà cãi lại. Đối phó kia đại ma đầu, ta Hạo Thiên Tông tự nhiên không dám lạc hậu hơn người. Âu Dương Minh Hạo hừ nói, sóng, một tiếng vang nhỏ, hai chân từ gạch bên trong rút ra, sải bước đi về chỗ ngồi của mình, sắc mặt âm trầm, lại không có lần nữa nổi giận. Nếu thật là gây kinh cái này mấy lão quái vật, thật đúng là hậu hoạn vô tận. Cùng mình cùng Hạo Thiên Tông mấy triệu đệ tử thân gia tính mệnh tương đối mà nói, ném chút mặt mũi tính được cái gì. Thương Ngô thượng nhân thấy thế, cũng không có tiếp tục xuất thủ. Rất tốt, Âu Dương Tông Chủ đã nói như vậy, ta cũng yên lòng. Dư đạo hữu, lại không biết quý môn ý như thế nào. Trung niên Mỹ phụ chuyển hướng vô cực môn mọi người, vừa cười vừa nói. Dư đạo hữu âm thầm cắn răng một cái, nói, xin hỏi tiền bối, thiên hạ có thể dùng để đối phó kia đại ma đầu địa phương không ít, lại không biết các vị tiền bối vì sao nhất định phải đem chiến trường tuyển tại Thiên Tôn lĩnh. Rất đơn giản, bởi vì Thiên Tôn lĩnh trên có một cái có sẵn thất sát đại trận. Trung niên Mỹ phụ mỉm cười nói, Phu Sơn phu nhân, cái này thất sát trận,
nhiều năm trước liền đã bị Xá Muội phá. Âu Dương Minh Hạo nhìn không được nói, đã đại trận này là các ngươi tự tay bày ra, chẳng lẽ chính các ngươi không cảm ứng được a? Phá, hắc hắc, Âu Dương tông chủ là làm thật không biết, hay là cố ý trêu chọc thiếp thân. Trung niên mỹ phụ khóe miệng có chút giơ lên, cười như không cười nhìn về phía Âu Dương Minh Hạo. Phu nhân cái này là ý gì? Âu Dương Minh Hạo song mi nhào, muốn phá thất sát trận, nhất định phải bảy mặt lệnh bài tề tụ. Hạo Thiên Tông bất quá chỉ có một mặt lệnh bài mà thôi, sao có thể chân chính phá được thất sát trận. Chương 1479, các hạ lá gan không tiểu. Dư đạo hữu cùng người đưa mắt nhìn nhau, người người biến sắc. Có quan hệ thiên tôn lĩnh thất sát trận sự tình, Bắc Ninh bán đảo đại chiến nhàn hạ thời điểm, Tiêu Phàm đã từng cùng mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đề cập tới, mọi người trở lại thiên tôn lĩnh về sau, cũng không có phát giác được có cái gì dị thường. Hiện tại nghe thuyết pháp này, thất sát trận vậy mà ép căn bản không hề phá giải. Tuyệt trận thất sát, bảy đi nó một, có thể nào xem như bài trừ rồi. Âu Dương Minh Hạo lại có chút nửa tin nửa ngờ, nhíu mày nói, Xá Muội lời nói, Tiêu Phàm cực kỳ tinh thông trận pháp chi đạo, cái này thất sát trận nếu như không có phá giải, hắn có thể nào không biết. Thương Ngô Thượng Nhân cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ là một tên nguyên anh kỳ hậu sinh vãn bối, hiểu được cái gì. Cái này thất sát trận nhưng mà năm đó huyền linh thượng giới lưu truyền tới nay tuyệt trận. Chúng ta mười mấy lão già, hao phí mấy năm công phu, mới kiến tạo. Ngươi cho rằng người nào đều có thể phân biệt. Về phần nói đến phá giải, trừ phi bảy mặt lệnh bài tề tụ, nếu không dù coi như là thần tiên hạ phàm, cũng thúc thủ vô sách. Dư đạo hữu tráng lấy can đảm nói, đã trận này chính là gia vị tiền bối sở kiến, kia sao không tìm cái khác phù hợp địa phương, xây lại một cái mới thất sát trận. Thương Ngô Thượng Nhân liếc nhìn hắn một cái, lạnh cười nói, người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Năm đó kiến tạo tòa đại trận này, mười mấy tên ngộ linh kỳ tu sĩ hoa thời gian 5, 6 năm, ngươi cho rằng kia thất giả giới thủy tổ, có thể lại cho chúng ta thời gian 5, 6 năm a? Lại nói, thất sát trận trận cước, liền chôn ở thiên tôn lĩnh linh mạch bên trong, cùng toàn bộ linh mạch hợp làm một thể. Khởi động thời điểm, nhất định phải lấy toàn bộ linh mạch làm đại trận cung cấp linh lực. Các ngươi nơi này, là toàn bộ Nam Châu đại lục linh khí nhất là dư thừa chỗ, đi đâu lại tìm cái này nơi thích hợp đi. Dư đạo hữu sắc mặt đại biến, nói tiền bối chi ý, là muốn đem thiên tôn lĩnh linh mạch tiêu hao sạch sẽ. Cái này thất sát trận đã muốn lấy toàn bộ linh mạch làm căn cơ, như vậy tiêu hao linh lực nhiều, tự nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Nói không chừng đánh một trận xong, toàn bộ thiên tôn lĩnh thậm chí đô lương thành lòng đất linh mạch, đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những người này năm đó đối vô cực môn như thế cửu hận, dưới mắt từ cũng sẽ không có mảy may thương hại chi ý. Kia là tự nhiên, nếu không phải như thế, lại sao có thể đối phó được một giới thủy tổ. Thương Ngô Thượng Nhân lạnh lùng nói, tựa hồ hết thảy đều là đương nhiên. Dư đạo hữu trầm giọng nói, tiền bối, vô cực môn mấy triệu môn nhân đệ tử. Lại đi về nơi đâu? Thương Ngô Thượng Nhân lạnh cười nói, ta nói để các ngươi rời đi sao? Dư đạo hữu tức giận không vui. Nói tiền bối cái này là ý gì? Vô cực môn nếu là cử tông rút lui, kia thất giả giới thủy tổ nhân vật bậc nào, há có thể không có chút nào hoài nghi. Nơi nào sẽ còn ngoan ngoãn tiến vào ta cùng bày sát trận? Dư đạo hữu lập tức liền hiểu được, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lúc trước cẩn thận chi ý cũng thu vào, lãnh đạm nói tiền bối chi ý. Là để chúng ta vô cực môn mấy triệu môn nhân đệ tử ở đây làm mồi dụ làm kia thất giả giới thủy tổ mắc lừa. Đúng vậy. Thương Ngô Thượng Nhân lập tức gật đầu, lập tức trên mặt lại lộ ra khinh thường chi ý. Dựa vào các ngươi như thế điểm tu vi, trừ làm mồi nhử, còn có thể làm cái gì? Dư đạo hữu tức giận nói, các hạ lời ấy, không khỏi khinh người quá đáng, tha thứ khó tòng mệnh, lớn mật, ngươi là ai, dám tại vốn lão tổ trước mặt như thế làm càn. Thương Ngô Thượng Nhân một tiếng quát lớn, nhấc tay một trường, liền hướng dư đạo hữu vỗ tới. Một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ. Thậm chí ngay cả nửa điểm âm thanh đều không có, liền phảng phất Thương Ngô Thượng Nhân là lộ ra không có chuyện làm. Nhấc tay vung vẩy một chút, nhưng mà dư đạo hữu sao dám lãnh đạm, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn hướng một bên lóe lên mà đi, ai ngờ trước mặt hư không một trận vặn vẹo, một cỗ to lớn cự lực. Bỗng nhiên liền đến phụ cận, như là Thái Sơn áp đỉnh, trong lúc nhất thời ngay cả khí đều không kịp thở, toàn thân trên dưới, thậm chí cả ngón tay đầu đều không động đậy. Dư đạo hữu không khỏi hoảng hốt, Thương Ngô lão quái cái này căn bản cũng không phải là muốn giáo huấn hắn, đây là muốn lấy tính mệnh của hắn, giết gà dọa khỉ a. Chỉ tiếc, song phương cảnh giới thực tế cách biệt quá xa,
Thương Ngô lão quái lại là đột nhiên gây khó khăn, trước đó nửa điểm dấu hiệu đều không có, so như đánh lén. Dư đạo hữu đừng bảo là kháng cự né tránh, liền xem như liều mạng, đều không thể nào ghép thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không có biện pháp nào. Đúng lúc này, một cỗ nhu hòa đại lực bỗng nhiên từ ngoài cửa tuôn ra đem tiến đến, đi sau mà tới trước, vô thanh vô tức ngăn tại dư đạo hữu trước mặt. Kia nhìn như không gì không phá cự lực, phảng phất gặp lớp kín dày đặc vô so vách núi, trùng điệp đụng vào, đâm đến đầu rơi máu chảy, vách núi không nhúc nhích chút nào. Tại vô cực điện xuất thủ đả thương người, các hạ lá gan cũng thật không tiểu. Lập tức, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhu hòa bên trong lộ ra vô tận uy nghiêm. Là ai? Nguyên bản dửng dưng ở giữa mà ngồi Thương Ngô thượng nhân, đột nhiên đứng dậy, nổi giận đùng đùng quát. Nam tử tóc bạc cùng một cái khác một mực chưa từng mở lời, xuyên trường sam màu xanh nước biển nam tử, cũng không nói tiếng nào đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Thương Ngô lão quái bản sự, bọn hắn là biết rõ, mặc dù bọn hắn cũng ở trong lòng không thích lão quái này vật cổ quái tính cách cùng cao cao tại thượng ngạo khí, lại cũng không thể không thừa nhận, luận tu vi thủ đoạn, Thương Ngô lão quái xác thực càng thêm cao hơn một bậc. Ai ngờ Thương Ngô lão quái nén giận xuất thủ, lại bị người cử trọng nhược khinh, không tốn sức chút nào liền hóa giải mất. Cần gấp nhất chính là, lấy bọn hắn thần niệm mạnh, bị người lấn đến gần như vậy phạm vi bên trong, thế mà không có chút nào phát giác, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hư không một trận vặn vẹo, ba cái bóng người nổi lên. Đi đầu một người, áo trắng bạch bào, trường thân ngọc lập, dung mạo tuấn lãng, ước chừng hai mười mấy tuổi, chính là vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân Tiêu Phàm. Theo sát phía sau, thì là hồng y váy đỏ, phong hoa tuyệt đại vô cực môn thủ tịch đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt. Vị cuối cùng, lại toàn thân hắc phụ quấn, đem dung mạo cùng thân thể đều che lại, không thể nào phải biết tôn phạm. Bất quá người này lộ ra khí tức mặc dù chợt mạnh chợt yếu, rất không ổn định, nhưng có thể khẳng định, cũng là một tên ngộ linh kỳ đại cao thủ. Tiêu trưởng giáo, dư đạo hữu hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếp, ngay tại vừa mừng vừa sợ, bỗng nhiên bên trong nhìn thấy Tiêu Phàm hiện thân. Không khỏi vui mừng quá đỗi. Mấy vị khác nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng từng cái mừng rỡ. Dư sư huynh, Giang sư huynh, Tiêu Phàm mặt mang mỉm cười, hướng mấy vị đồng môn gật đầu làm lễ. Mảnh bàn về đến, mấy vị này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đều là chỉ thủy tổ sư thế hệ con cháu, cùng Tiêu Phàm xem như sư huynh đệ, tuổi tác đều so Tiêu Phàm phải lớn. Dư đạo hữu bọn người nhao nhao tiến lên cùng Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt làm lễ. Mặc dù bọn hắn trước đây đều chưa từng thấy qua Âu Dương Minh Nguyệt, nhưng đối vị này thủ tịch đại trưởng lão, cũng biết quá tường tận, như thế phong hoa tuyệt đại vưu vật, lại là ngộ linh kỳ đại cao thủ, còn đi theo tại Tiêu Phàm bên cạnh thân, trừ Âu Dương Minh Nguyệt, sẽ không còn có người khác. Một kia tiểu bối, người chính là Tiêu Phàm, mắt gặp bọn họ làm lễ hàn huyên, nói liên miên lải nhải, không về không, trực tiếp đem mấy tên ngộ linh kỳ đại cao thủ phơi ở một bên, Thương Ngô lão quái lập tức liền kìm nén không được. Từng có lúc, hắn bị người coi thường như thế, Tiêu Phàm lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía Thương Ngô thượng nhân, trên mặt mỉm cười, nháy mắt thu liếm, thần sắc trở nên 10 điểm lãnh đạm. Không sai, ta chính là Tiêu Phàm, các hạ người nào, Thương Ngô thượng nhân cười lạnh nói, ta là người như thế nào. Hắc hắc, lúc trước ta cùng Tư Không Long tượng so chiêu thời điểm, người tiểu bối này còn không biết ở nơi nào đâu. Trưởng giáo, người này là Thương Ngô thượng nhân, năm đó Long tượng tổ sư kình địch. Dư sư huynh vội vàng truyền âm nói, sợ Tiêu Phàm không biết này người lai lịch, không cẩn thận liền ăn phải cái lỗ vốn. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, từ tốn nói, nguyên lai các hạ chính là Thương Ngô lão quái. Năm đó bị Long tượng tổ sư đánh cho thất bại thảm hại, hôm nay còn dám đến nhà, các hạ lá gan cũng là không tiểu. Người này công nhiên tại vô cực điện động thủ đả thương người, đồng thời xuất thủ tàn nhẫn vô tình, Tiêu Phàm từ đối với hắn cũng không chút khách khí. Tiểu bối, người rất trương cuồng. Thương Ngô thượng nhân một trương da bọc xương mặt xấu, lập tức triệt để chìm xuống dưới, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, âm trầm trầm nói. Trước mắt Tiêu Phàm, nhìn qua nhu hòa vô so, anh hoa nội liếm, giản dị tự nhiên, thần niệm chi lực nhô ra, vậy mà như là từ hư vô chỗ đảo qua, những nơi đi qua, giống tuếch, đừng bảo là không cách nào điều tra đến Tiêu Phàm chân thực cảnh giới, thậm chí ngay cả người này phải chăng thật sự ở nơi này, cũng mảy may đều không cảm ứng được. Mặc dù Tiêu Phàm thanh thanh sở sở liền đứng ở trước mắt, Thương Ngô lão quái mấy người cũng cơ hồ muốn hoài nghi đây là huyễn thuật. Chính vì vậy, Thương Ngô lão quái mới không có vội vã xuất thủ lần nữa. Hắn ngược lại không lo lắng Tiêu Phàm tu vi cao hơn chính mình, mà là lo lắng, vạn nhất đứng ở trước mặt hắn quả thật chỉ là một cái huyễn ảnh, mình tùy tiện xuất thủ, cái mặt này liền ném lớn.
Đường đường Ngộ Linh trung kỳ siêu cấp đại cao thủ, thậm chí ngay cả đối thủ là thật sự là huyễn đều không phân biệt được, lan truyền ra ngoài, Thương Ngô lão quái lập tức thanh danh quét rác. Tiêu Phàm lãnh đạm cười một tiếng, ánh mắt lại tại Vu Sơn phu nhân, nam tử tóc bạc cùng hán tử áo lam trên thân một quét qua qua, thần sắc càng thêm không vui, song nghi cao lại, lạnh nhạt nói, chư vị hôm nay thành quần kết đội đi tới Thiên Tôn lĩnh, đến cùng cần làm chuyện gì? Trung niên mỹ phụ sóng mắt lưu chuyển, quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Phàm, nở nụ cười xinh đẹp, nở rộ phong tình vạn trùng. Tiểu ca nhi, ngươi thật đúng là có chút ý tứ. Ngươi cảm thấy bày ra dạng này một bộ dáng, liền có thể dọa được ở ai? Chúng ta bốn người người chung vào một chỗ, khoảng chừng hơn 10.000 tuổi. Ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi hù sợ. Trung niên mỹ phụ yên nhiên nói, như thế trần trụi khiêu khích ngôn ngữ, tại miệng nàng bên trong nói ra, thế mà cũng là nũng nịu. Hừ, làm gì cần bốn người chung vào một chỗ mới có hơn 10.000 tuổi. Các hạ cỗ này thi tiêu thân thể, chí ít cũng tại Hoàng Tuyền địa phủ tế luyện 10.000 năm lâu ha. Cứ việc các hạ huyễn thuật 10 điểm cao minh, lại cũng khó có thể tận che đậy kia cỗ khí tức tử vong. Tiêu Phàm cũng nhìn từ trên xuống dưới trung niên mỹ phụ, không khách khí chút nào nói. Bá, trung niên mỹ phụ trong chớp nhoáng liền rời khỏi mấy trượng xa, cái này mới đứng vững thân thể, hung tợn chừng Tiêu Phàm một chút, trong ánh mắt đều là đề phòng cùng vẻ cảnh giác, bất quá cái này cảnh giác đề phòng thần sắc chỉ là một cái thoáng tức thì, lập tức lại phát ra lạc lạc yêu kiều cười thanh âm, càng thêm kiều diễm vô song. Ta hiện tại bắt đầu có chút minh bạch, tại sao là ngươi đến Trung Hưng vô cực môn? Xem ra tiểu hữu quả nhiên có chút môn đạo, hi hi, có ý tứ, rất có ý tứ. Chương 1480, giáo huấn. Trưởng giáo, cái này các vị tiền bối, muốn tại chúng ta Thiên Tôn lĩnh trùng kiến thất sát trận. Dư đạo hữu sợ Tiêu Phàm vừa tới, không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng truyền âm hướng Tiêu Phàm nói rõ tình huống. Tiêu Phàm song mi bỗng nhiên dương lên, lần nữa dò xét Thương Ngô lão quái bọn người vài lần, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng, chậm rãi nói, nguyên lai năm đó giết hại ta vô cực đồng môn, chư vị đều có phần. Cái này liền rất tốt. Đã các ngươi đều đến, tránh khỏi ta từng cái tới cửa đi tìm. Hôm nay các ngươi lại đả thương ta vô cực đồng môn, có phải là hẳn là cho Tiêu nào đó một cái công đạo? Tiểu bối, Thương Ngô thượng nhân quát lớn, ngươi muốn cái gì bàn giao? Dù coi như Tư Không Long tượng ở đây, cũng không dám dạng này nói chuyện với ta. Người này 2-3.000 năm tuổi, tính tình nhưng như cũng như là người thiếu niên nóng nảy. Bất quá, đây cũng là thực lực cho phép, không có tu vi như vậy thực lực như vậy, tính tình của hắn chỉ sợ muốn so hiện tại tốt hơn nhiều. Tiêu Phàm lạnh cười nói, các hạ coi là Long Tượng Tổ Sư đã phi thăng, vô cực môn liền không người có thể thu thập ngươi rồi. Năm đó ngươi là Long Tượng Tổ Sư bại tướng dưới tay, dưới mắt vô cực môn, cũng không phải do ngươi làm càn. Tiểu bối, tức chết ta, Thương Ngô thượng nhân giận tím mặt, cổ tay khẽ đảo, hai thanh thổ hoàng sắc cự trùy nổi lên. Hắn dáng người còm nhom, cái này hai thanh cự trùy, mỗi một chuôi đầu búa đều so thân thể của hắn còn muốn cực đại. Hai tay một nắm ở đại trùy, cơ hồ liền đem thân thể của hắn hoàn toàn che khuất nhìn không thấy, hình tượng muốn bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Tư Không Long tượng kia lão bất tử không có giáo huấn qua ngươi, vậy thì do vốn lão tổ đến làm thay. Tiểu bối, ăn ta một trùy. Hô, một đạo một ngạt đến cực điểm tiếng xé gió vang lên, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cường đại đập vào mặt, dư đạo hữu mấy tên tu vi kém cỏi, lập tức liền không chịu nổi. Nhao nhao về sau nhanh chóng thối lui. Dù coi như là Vu Sơn phu nhân mấy vị này ngộ linh kỳ cao thủ, cũng riêng phần mình hướng hộ thể lồng ánh sáng bên trong rót vào chân nguyên pháp lực, ngăn cản cỗ này áp lực. Thương Ngô thượng nhân nhìn qua thấp nhỏ như khỉ, tu luyện lại là thuần chính nhất thổ thuộc tính ma công, thổ hệ công pháp lấy lực đại chiêu chìm chứ danh. Năm đó hắn sở dĩ nhiều lần hướng Long Tượng Tổ Sư khiêu chiến. Cũng là bởi vì Long Tượng Tổ Sư tu luyện cũng là thuần chính thổ thuộc tính hạo nhiên chính khí, Long Tượng nặng tay uy chấn thiên hạ. Thương Ngô thượng nhân không phục lắm. Bây giờ bỗng nhiên hướng Tiêu Phàm xuất thủ, một cái lửa giận ngút trời, thứ hai cũng là muốn báo năm đó nhiều lần bại vào Long Tượng Tổ Sư chi thủ cừu hận. Tiêu Phàm mặc dù không phải Long Tượng Tổ Sư đệ tử đích truyền, lại là vô cực môn đương đại trưởng giáo, thu thập tiểu bối này. Cũng có thể chút cơn giận, lạnh lùng nhìn qua mãnh nhào tới Thương Ngô thượng nhân, Tiêu Phàm không tránh không né, thậm chí ngay cả đứng lập tư thế đều không có nửa điểm cải biến. Thật giống như căn bản liền không có đem người này để vào mắt. Dư đạo hữu bọn người không khỏi sắc mặt biến hóa. Tiêu Phàm đây cũng quá nhờ lớn. Trăm năm trước, Tiêu Phàm vẫn chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Cứ việc thần thông xa tại tầm thường cùng giai tu sĩ phía trên,
nhưng cũng vô pháp đột phá nguyên anh kỳ cực hạn. Bây giờ trăm năm trôi qua, có lẽ Tiêu Phàm đã đột phá nguyên anh kỳ ràng buộc. Nâng cao một bước, nghĩ đến cũng bất quá là ngộ linh sơ kỳ tu vi. Cái này Thương Ngô lão quái lại là Long Tượng tổ sư cùng thời đại nhân vật. Hợp thành tên đã lâu Hạo Thiên Tông Âu Dương Minh Hạo ở trước mặt hắn đều chó chân chó tay, không phải địch thủ. Tiêu trưởng giáo như thế khinh địch, chỉ sợ muốn hỏng việc. Nhưng là lập tức, bọn hắn liền phát hiện mình sai. Tiêu Phàm cũng không phải là một điểm phản ứng đều không có. Khí tức của hắn, chính đang biến hóa. Một cỗ dọa người khí thế, thấu thể mà ra, nhanh chóng trở nên cực kỳ cường đại. Vậy mà tại nháy mắt đã đột phá nguyên anh kỳ bình cảnh, trực tiếp bước vào ngộ linh kỳ, mà lại không có chút nào giảm bớt, còn tại cấp tốc dâng lên, thoáng qua liền đột phá hiểu linh sơ kỳ hạn mức cao nhất, thẳng tới ngộ linh trung kỳ. Trong chớp nhoáng, nguyên bản anh hoa nội liếm, giản dị tự nhiên vô cực môn trưởng giáo chân nhân, trở nên lăng lệ vô song, uy thế bức nhân. Thương Ngô thượng nhân hai thanh cự chùy cũng đã đánh tới trước người. Long Tượng nặng tay, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, một trưởng đánh ra. Cuồng phong gào thét, bốn phía hư không tại cự lực áp bách phía dưới, bỗng nhiên vặn vẹo. Ầm ầm nổ vang, Thương Ngô thượng nhân một tiếng quái khiếu, ngay cả người mang chùy đập ầm ầm tại trên sàn nhà. Sinh sinh bị Tiêu Phàm một trưởng chụp lại, một cỗ cường đại sóng xung kích, cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Lần này, ngay cả Vu Sơn phu nhân, nam tử tóc bạc những này ngộ linh kỳ đại năng, đều có chút không thể chịu được kình, kìm lòng không đặng rời khỏi mấy trượng bên ngoài. Tay áo tung bay. Phanh phanh, âm thanh bên trong, thiền điện bên trong bàn trà, cái bàn các loại vật phẩm, nháy mắt hóa thành bột mịn. Tiểu bối, Thương Ngô thượng nhân lập tức nhảy người lên, một miếng da bao lấy xương cốt mặt gầy, đỏ thắm như máu, hai tay một dương, hai thanh thổ hoàng sắc cự chùy biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cây dài tám thước súng, hai cánh tay một dương, hồng anh điểm điểm, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo thương ảnh, bốn phương tám hướng hướng Tiêu Phàm đâm tới. Có câu nói là, súng làm binh bên trong chi tặc. Thương pháp nhất là phiêu hốt, không thể phỏng đoán. Người này có thể trong nháy mắt từ chí cường chí cương song trùy chuyển đổi thành chí linh đến xảo hoa súng, cũng coi là có chút được. Mà lại mỗi một đạo thương ảnh bên trong, đều bí mật mang theo từng tia âm sát khí. Loại này âm sát khí nhìn qua cũng không thế nào lợi hại, lại cực kỳ xảo trá ác độc, chỉ cần nhiễm phải một chút điểm, liền sâu tận xương tủy, lại cũng khó có thể trừ bỏ. Nhất là đối phó chính đạo công pháp, chính là một lớn lợi khí. Trung niên Mỹ phụ bọn người âm thầm kinh hãi. Cùng Thương Ngô lão quái như vậy giao tình nhiều năm, bọn hắn tự nhiên biết, đây là Thương Ngô lão quái tuyệt kỹ. Vừa lên đến liền sử xuất như thế cường hãn sát chiêu, đủ thấy tại lão quái trong lòng, trước mắt người trẻ tuổi kia phân lượng hoàn toàn không phải hắn luôn mồm tiểu bối, như thế không quan trọng gì. Ai ngờ Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn, lại là một trưởng đánh ra. Long Tượng nặng tay. Kết quả cùng vừa rồi cũng không có gì khác biệt, Thương Ngô thượng nhân lần nữa hú lên quái dị, cả người đều bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra xa mười mấy trượng, mới trùng điệp rớt xuống đất. Đầy trời thương ảnh, tự nhiên biến mất trống không, chí cường rất đơn giản, đại xảo bất công, tiểu bối, Thương Ngô thượng nhân hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, còm nhom thân thể, bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ không gặp. Tiêu Phàm, lão quái này tinh thông thuật độn thổ, phải cẩn thận nhiều hơn. Lúc này, Tiêu Phàm vang lên bên tai Âu Dương Minh Hạo truyền âm thanh âm. Ngay tại Thương Ngô thượng nhân biến mất nháy mắt, Âu Dương Minh Hạo sớm đã dùng thần niệm chi lực từng điều tra toàn bộ đại điện, không gặp tung tích. Duy chỉ có hướng dưới mặt đất điều tra thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngạnh sinh sinh cản lại. Không thể nghi ngờ, lão quái này nghĩ muốn nhờ thuật độn thổ giết Tiêu Phàm một trở tay không kịp. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, giơ chân lên, nhẹ nhàng đập mạnh xuống dưới. Trong chốc lát đất rung núi chuyển, toàn bộ thiền điện đều đung đưa. Hoắc xuy, một tiếng, từ Tiêu Phàm trước người mấy trượng chỗ, bay ra một đạo thấp bé bóng người, chính là Thương Ngô thượng nhân. Bất quá thời khắc này Thương Ngô thượng nhân, mặt mũi tràn đầy tức hổn hển thần sắc, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Tiêu Phàm thân thể lắc một cái, thanh sáng lóng lánh, 108 chuôi vảy rồng màu xanh kiếm bay múa mà ra. Trong khoảnh khắc liền bố thành bên trong ba tầng ngoài kiếm trận, đem Thương Ngô thượng nhân bao vây vào giữa. Tiêu Phàm tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải từng đạo pháp quyết đánh ra. Màu xanh đoản kiếm quang hoa đại phóng, lộ ra thấu xương băng hàn chi khí. Chạm, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, 108 chuôi màu xanh đoản kiếm, cuồn cuộn hướng về phía trước cắt mà đi. Cái này thông thiên kiếm trận chính là vô cực môn đời thứ ba trưởng giáo thông thiên tổ sư tự tay sáng tạo, còn tại nguyên anh kỳ thời điểm.
Tiêu Phàm thúc đẩy tòa kiếm trận này, 10 điểm phí sức. Bây giờ tiến giai ngộ linh trung kỳ, cả tòa kiếm trận uy lực đại tăng, khu xử cũng biến thành 10 điểm nhẹ nhõm, điều khiển như cánh tay. Chỉ cần vừa nghĩ lại ở giữa, kiếm trận liền có thể bố thành. Thương Ngô bên trên người sắc mặt đại biến, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh nộ. Hắn đương nhiên nhận biết kiếm trận này lợi hại, không nói hai lời, lúc này tế ra hai thanh thổ hoàng sắc cự chùy, hướng không trung ném đi, liền hướng về vòng thứ nhất 36 chuôi vảy rồng kiếm quét ngang mà đi, cuồng phong gào thét, uy mãnh vô so. Mắt thấy cự chùy tới gần, 36 chuôi vảy rồng kiếm khẽ run lên, chỗ mũi kiếm bắn ra từng tia hàn mang, chừng 5-6 thước dài, chính là kiếm đạo tu luyện tới nơi cực sâu mới có thể tự hành phun ra kiếm mang. Tu sĩ tầm thường, có thể đem một thanh bản mệnh lợi kiếm tu luyện ra 3 thước kiếm mang, đã vô cùng ghê gớm, 36 chuôi đoạn kiếm đồng thời phun ra 6 thước kiếm mang, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Suy suy, âm thanh bên trong, nhìn như uy mãnh vô song hai thanh thổ hoàng sắc cự chùy là, liền bị cắt thành mảnh vỡ, hóa thành một cỗ màu vàng sa trần, tại trong kiếm trận xoay quanh bay múa. Vòng thứ nhất 36 chuôi vảy rồng kiếm nhất rung động, cứ thế biến mất không gặp, vòng thứ hai 36 chuôi vảy rồng kiếm nổi lên, tiếp tục cuồn cuộn hướng về phía trước. Kiếm trận chia làm 3 tầng, đây là Tiêu Phàm một mình sáng tạo, ngay cả thông thiên kiếm trận đều không có, Tiêu Phàm đem cả hai hợp hai là một, kiếm trận uy lực đại tăng. 108 chuôi vảy rồng kiếm tuần hoàn qua lại, không đem đối thủ triệt để diệt sát, liền vĩnh viễn không ngừng. Dù coi như địch nhân có cái gì lợi hại thần thông, có thể để cho một bộ phân vảy rồng kiếm nhận tổn thương, cũng sẽ không phá hủy toàn bộ kiếm trận. Thương Ngô bên trên người biến sắc, nhấc tay một dương, xoay quanh bay múa cát vàng, hóa thành trên dưới 100 nói hoa súng. Thương Ngô thượng nhân há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành từng tia huyết vụ, nháy mắt liền bị hoa súng hút dọn sạch. Mỗi một chuôi hoa súng trên mũi thương, âm sát khí quấn quanh, hướng vòng thứ hai 36 chuôi vảy rồng kiếm nghênh kích đi lên. Không có chút nào ngoài ý muốn, tại sắc bén vô song vảy rồng kiếm cắt phía dưới, tất cả hoa súng lần nữa bị cắt thành mảnh vỡ, hóa thành bay múa cát vàng. Nhưng mũi thương bên trên âm sát khí, nhưng cũng quấn quanh đến vảy rồng trên thân kiếm, 36 chuôi vảy rồng kiếm cùng kêu lên gấp minh, mặt ngoài linh quang nhanh chóng ảm đạm đi, đồng thời bị âm sát khí ô nhiễm. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, Thương Ngô thượng nhân còn không tới kịp đắc ý, tầng thứ ba vảy rồng kiếm lại đã từ trong hư không nổi lên, lóng lánh tử vong hàn mang, hướng vây ở trong kiếm trận tâm lão quái vật tật trảm mà đi. Thương Ngô lão quái vừa sợ vừa giận, thân thể lắc một cái, liền muốn thi triển thuật độn thổ bỏ trốn mất dạng. Lại chỉ nghe, hoắc xùy, một tiếng vang nhỏ, một mặt cổ phác hương đồng, ra hiện tại đỉnh đầu của hắn, một đạo kim nhiễm bắn ra, lập tức liền đem Thương Ngô thượng nhân bao phủ nó hạ. Kính chiếu yêu, Thương Ngô thượng nhân chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, quanh mình hư không lập tức trở nên cứng như kim thiết, lại cũng đừng hòng di động nửa phân. 36 chuôi vảy rồng kiếm, đã giết tới trước mắt. Dừng tay, Thương Ngô thượng nhân dưới tình thế cấp bách, há mồm kêu to lên. Thất sát trận lệnh bài tại ta chỗ này, mắt thấy tính mệnh khó đảm bảo, lão quái này cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1481, bá khí. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nâng tay khẽ vẫy, Thương Ngô thượng nhân chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, kính chiếu yêu đã bay trở về, 108 chuôi vảy rồng kiếm cũng trong chớp nhoáng không thấy bóng dáng. Thương Ngô thượng nhân lại nao nao, nguyên lai tưởng rằng Tiêu Phàm sẽ làm chúng buộc hắn giao ra thất sát trận lệnh bài, rồi quyết định xử trí như thế nào hắn, ai ngờ dứt khoát như vậy thu thần thông, từ Tiêu Phàm kia bình thản ung dung thần thái đến xem, tựa hồ mảy may cũng không sợ hắn đổi ý, ngươi dám đổi ý, ta tùy thời thu thập ngươi. Đây là đối với mình cực độ tự tin, trung niên mỹ phụ bọn người, từng cái trợn mắt hốc mồm, lại cũng không nghĩ ra, là kết quả như vậy. Vậy mà nhanh như vậy liền phân ra được thắng bại. Chỉ thấy Thương Ngô thượng nhân mặt âm trầm, nhấc tay một dương, đem một khối điêu khắc tinh xảo, lại có vẻ có mấy phân cổ xưa ngọc bài, hướng Tiêu Phàm thả tới. Tiêu Phàm cười cười, tiếp trong tay. Lão quái này mặc dù tính khí nóng nảy, động một chút lại muốn xuất thủ đả thương người, nhưng cũng không phải không còn gì khác. Tối thiểu nhất có chơi có chịu, không hỗn lại, Tiêu Phàm ánh mắt, lập tức rơi vào trung niên mỹ phụ trên mặt. Phu Sơn phu nhân miễn cưỡng cười một tiếng. Ngượng ngùng nói, Tiêu trưởng giáo thần thông quảng đại, thiếp thân bội phục. Không dối gạt Tiêu trưởng giáo nói, thiếp thân bọn người hôm nay đến đây thiên tôn lĩnh, cũng không phải vì bản thân chi tư, là vì toàn bộ Nam Châu đại lục ngàn tỷ tu chân đồng đạo phúc lợi. Tiêu trưởng giáo sẽ không phải đối với chúng ta có chỗ hiểu lầm a.
Nam tử tóc bạc hừ một tiếng, trực tiếp nói, Tiêu đạo hữu, nghĩ muốn chúng ta đem thất sát trận lệnh bài giao cho ngươi không khó, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn điều kiện của chúng ta là được. Tiêu Phàm hỏi ngược lại, Ngân đạo hữu muốn có được cái gì? Phi thăng lên giới, nam tử tóc bạc không chậm trễ chút nào nói. Lời vừa nói ra, một mực yên lặng đi theo Tiêu Phàm bên người Âu Dương Minh Nguyệt mở miệng, lãnh đạm nói, các hạ hẳn là trong truyền thuyết, thất tinh các thái thượng trưởng lão A. Thất tinh các tại Nam Châu Đại Lục cũng coi như phải là đại danh đỉnh đỉnh, chính là ma đạo 10 đại tông môn một trong, đồng thời thực lực xếp hạng trước 3. Thất tinh các truyền thừa công pháp, cũng chỉ bình thường, cũng vô 10 điểm chỗ đặc biệt. Nhưng bọn hắn khôi lỗi chế tạo thuật, lại là thiên hạ nghe biết. Hoàng Tuyền thần điện khôi lỗi thuật cũng coi như là rất không tệ, nhưng cùng thất tinh các so ra, quả thực liền là trò trẻ con. Nói một câu khôi lỗi thuật có 102 thiên hạ, tuyệt không khoa trương. Chỉ bất quá vị này trong truyền thuyết thất tinh các thái thượng trưởng lão. Hẳn là sớm tại rất nhiều năm trước liền đã thọ nguyên cuối cùng, tỏa hóa rơi. Ai ngờ Âu Dương Minh Nguyệt chợt dạng này đặt câu hỏi. Nam tử tóc bạc cũng không phủ nhận, cạc cạc nói, không sai, chính là lão phu. Âu Dương Minh Nguyệt liền cười, từ tốn nói, các hạ nếu là tiền bối, đối với phi thăng sự tình, tự nhiên so với chúng ta muốn nghiên cứu được nhiều chút. Điều kiện như vậy, hướng chúng ta nói ra, chẳng phải là buồn cười. Bình thường đến nói, người tu chân một khi đặt chân ngộ linh kỳ, cơ hồ cũng chỉ còn lại có một sự kiện, phi thăng. Trong mỗi ngày muốn làm, chính là như thế nào tiếp tục tăng lên tự thân tu vi. Sớm ngày phi thăng lên giới, chứng nói trường sinh, vui vẻ tiêu dao. Nếu như không phải là bởi vì giao diện đại chiến, những lão quái vật này như thế nào lại ra chạy loạn khắp nơi. Riêng lấy niên kỷ mà nói, Âu Dương Minh Nguyệt tại trước mặt người này, kia là mạnh mẽ vãn bối. Nam tử tóc bạc cười lạnh một tiếng, nói các người đương nhiên không biết, nhưng thất dạ giới thủy tổ khẳng định biết. Kia hung ma đã tự xưng là thủy tổ hạ giới, dù thế nào cũng sẽ không phải trống rỗng tạo ra. Thánh linh thân thể tại cái này một giới là khẳng định không cách nào có, nhưng hắn phân hồn bên trong. Nhất định lưu lại có thượng giới ký ức, nghe xong lời ấy, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt liếc nhau, lập tức rõ ràng trong lòng. Khó trách mấy vị này ma đạo đại cao thủ. Sẽ chủ động nghĩ cách đi đối phó huyết quang thiếu niên, nguyên lai mục đích ở đây. Từ tình hình của bọn hắn đến xem, xác thực đều không thể lạc quan. Thương Mô lão quái là trong đó tu vi cao nhất người, dưới mắt cũng vẫn là dừng lại tại ngộ linh trung kỳ, đời này kiếp này, chỉ sợ là rất khó đột phá bình cảnh, đạt đến tại ngộ linh hậu kỳ đại thành chi cảnh. Mọi người đều biết, người hạ giới, chỉ có tu luyện tới hiểu linh hậu kỳ cảnh giới đại thành, mới có thể xúc động giao diện pháp tắc, tự động phi thăng lên giới. Cái khác ngộ linh tu sĩ, nghĩ muốn phi thăng, chỉ có thể đầu cơ trục lợi, tìm kiếm tương đối yếu kém không gian giới điểm, cưỡng ép đột phá giao diện trở ngại, lén qua, đi huyền linh thượng giới. Trung niên Mỹ phụ nhìn qua phong tình vạn trùng, kỳ thật nhục thân sớm đã tọa hóa, bây giờ bất quá là đem nguyên thần sống nhờ tại một bộ 10.000 năm thi tiêu trong thân thể. 10.000 năm thi tiêu, là quỷ vật bên trong cao nhất cấp bậc, cùng nhân loại ngộ linh kỳ tu sĩ tương xứng. Lại không biết trung niên Mỹ phụ này là như thế nào thu hoạch được cỗ này thi tiêu thể xác, muốn tới làm năm cũng là trải qua ác chiến, mới cuối cùng diệt sát thi tiêu nguyên thần. Nhưng mà cái này dù sao không phải kế lâu dài. Tình hình như vậy, phát triển tiếp sẽ chỉ có hai loại kết quả, nó một, trung niên Mỹ phụ nguyên thần thời gian dài không cách nào đạt được nhục thân tẩm bổ, dần dần tiêu tán, hai, nguyên thần bị thi tiêu thể xác đồng hóa, cuối cùng triệt để hóa thành quỷ vật, vĩnh đọa địa ngục. Nam tử tóc bạc tình hình. Cùng trung niên Mỹ phụ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tại Tiêu Phàm thiên nhãn thần thông phía dưới, tự nhiên có thể nhìn ra được, nam tử tóc bạc này thể xác, nhưng thật ra là một bộ luyện chế phải cực kỳ tinh xảo khôi lỗi. Nam tử tóc bạc đem mình nguyên thần sống nhờ tại khôi lỗi bên trong, không biết dùng loại nào bảo vật, tẩm bổ thần hồn của hắn, một mực kiên trì đến bây giờ, chưa từng tiêu tán. Bất quá Tiêu Phàm rất rõ ràng, dù coi như là cực phẩm nhất hồn hương mộc, cũng vô pháp thời gian dài tẩm bổ nguyên thần, không có nhục thân, nguyên thần cuối cùng là phải tiêu tán rơi. Trừ phi tu thành chân tiên thân thể, kia lại coi là chuyện khác. Về phần kia người mặc trường sa màu xanh nước biển nam tử, lại cùng Thương Mô lão quái không sai biệt lắm, cũng đã đặt chân ngộ linh trung kỳ, chỉ bất quá nghĩ muốn tiến giai hậu kỳ, chỉ sợ cũng muôn vàn khó khăn. Loại chuyện này, vốn là muốn nhìn khí vận, cái này mấy lão quái vật, xem chừng những năm này vì phi thăng sự tình. Không biết hao phí bao nhiêu tinh thần. Nhưng mà trên đời này đường tắt chung quy là rất ít, kỳ tích càng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh. Vậy mà đem chủ ý đánh tới thất dạ giới thủy tổ trên thân.
nghĩ muốn phi thăng thượng giới, tự nhiên là tìm một cái từ thượng giới đến ra hỏa, tìm hiểu tin tức đáng tin nhất. Bằng mấy người các ngươi, liền muốn đối phó kia lão ma đầu. Một cái thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên vang lên, ánh mắt của mọi người, lập tức đồng loạt hướng Tiêu Phàm sau lưng tên kia toàn thân hắc phụ quấn người nhìn qua. Đạo hữu khí tức trên thân, rất quen thuộc, ngược lại để thiếp thân nhớ tới một vị lão hữu, bất quá, theo lý vị lão hữu kia hẳn là. Trung niên Mỹ phụ nhìn từ trên xuống dưới đoàn hắc phụ kia. Hơi kinh ngạc nói, hẳn là đã sớm vẫn lạc, đúng không? Ngược lại để cho Vu Sơn đạo hữu thất vọng, Diêm Mỗ còn sống. Người kia lãnh đạm nói, cả người quấn hắc phụ một chút xíu tiêu tán, lộ ra một gương mặt thanh tú lỗ, chỉ là dị thường tái nhợt. Không có một tia huyết sắc, quả nhiên là ngươi, trung niên Mỹ phụ giật mình, lập tức lại lạc lạc nhẹ cười lên. Lớn Thiên Vương hiểu lầm, thiếp thân chỉ là quan tâm an nguy của ngươi thôi. Bây giờ Lớn Thiên Vương không việc gì, thiếp thân rất là vui vẻ. Bất quá cho dù ai nghe xong, đều biết lời này ra sao chờ nghĩ một đằng nói một nẻo. Xem ra Vu Sơn phu nhân cùng Cửu Âm Thiên Vương quan hệ trong đó, có phần không đơn giản. Mặc dù cùng là ma đạo cao nhân, chỉ sợ lẫn nhau kết oán không cạn. Thương Ngô Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, nói, Diêm đạo hữu, truyền ngôn bên trong, người không phải đã bị kia hung ma diệt sát rồi sao? Đây là có chuyện gì? Ngôn từ hoàn toàn như trước đây không khách khí. Cửu Âm Thiên Vương liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói, Diêm Mỗ vận khí không tệ, bị kia hung ma truy sát thời điểm. Trên nửa đường gặp Tiêu đạo hữu cùng Nguyệt tiên tử. Làm sao, Thương Ngô đạo hữu không vui lòng rồi. Thương Ngô thượng nhân hai mắt đi lên lật một cái, cười hắc hắc nói, ta có cái gì không vui lòng. Ngươi cùng ta không oán không cừu, sống hay chết cùng ta có liên can gì. Bất quá liền dưới mắt đến nói, ngươi còn sống đương nhiên càng tốt hơn một chút. Bất kể như thế nào, bây giờ nơi này chỉ có ngươi cùng kia hung ma giao thủ qua. Đối tình hình của hắn hiểu rõ nhất, vậy ngươi liền sai. Tiêu đạo hữu cùng Nguyệt tiên tử thật lâu trước đó, liền đã cùng cái này hung ma chiếu qua mặt, cũng giao thủ qua. Ồ, có loại sự tình này. Ánh mắt của mọi người, lập tức lại đồng loạt rơi vào Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt. Tiêu Phàm cười cười, nói kia đúng là thật lâu chuyện lúc trước, lúc ấy kia hung ma còn tại ngưng tụ nhục thân, chỉ có một bộ linh thân, bằng không mà nói, ta cùng nội tử, thật đúng là chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Bất kể nói thế nào, các ngươi cùng hắn đánh qua đối mặt. Còn giao thủ qua, đối tình hình của hắn liền so với chúng ta muốn quen thuộc chút. Trung niên Mỹ phụ mỉm cười nói, Tiêu trưởng giáo, Vô Cực Môn từ trước lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, bây giờ muốn đối phó kia hung ma, chắc hẳn Tiêu trưởng không dậy nổi chối từ a. Tiêu Phàm từ tốn nói, tự nhiên sẽ không chối từ. Bất quá nên như thế nào đối phó kia hung ma, lại muốn từ Tiêu Mỗ đến chuẩn bị. Chí ít chư vị vừa rồi nói tới kế hoạch kia, chỉ sợ là không làm được. Chư vị còn muốn đem thất sát trận lệnh bài đều giao ra. Trung niên Mỹ phụ song mi có chút nhăn lại, nói Tiêu trưởng giáo làm gì rất cố chấp. Thiên tôn lĩnh cố nhiên là Vô Cực Môn tổ địa, thế nhưng một khi kia hung ma tứ ngược, đừng bảo là thiên tôn lĩnh, liền xem như toàn bộ Nam Châu Đại Lục, chỉ sợ đều sẽ lập tức thối nát. Thật giống như Cửu Âm Quốc, Diêm đạo hữu thứ lỗi, thiếp thân bất quá là luận sự mà thôi. Cửu Âm Quốc gì cùng cường thịnh, bây giờ lại như thế nào? Đúng vậy. Trung niên Mỹ phụ vừa dứt lời, nam tử tóc bạc lập tức phụ họa theo đuôi. Tiêu đạo hữu nếu quả thật tinh thông trận pháp, nên nhìn ra được, thất sát trận tuyệt không phải bình thường đại trận có thể chịu được so sánh. Coi như tìm lượt toàn bộ Nam Châu Đại Lục, cũng tất nhiên rất khó tìm đến cái thứ hai dạng này uy lực to lớn tuyệt trận. Chỉ muốn tiêu diệt kia hung ma, tiêu đạo hữu cùng Vô Cực Môn chính là Nam Châu Đại Lục anh hùng, đến lúc đó thiên hạ chi lớn, nơi nào tìm không thấy thích hợp nơi an thân. Chúng ta mấy lão già có thể ở đây lập xuống lời thề, diệt sát kia hung ma về sau, vô luận tiêu đạo hữu nhìn chúng cái kia khối phong thủy bảo địa, nơi này chính là Vô Cực Môn. Liệu tất trong thiên hạ, cũng không có người có thể cản trở được. Nam tử tóc bạc ngạo nghễ nói, không có người phản bác hắn lời nói này. Bây giờ nơi này cơ hồ tụ tập Nam Châu Đại Lục mạnh nhất mấy tên ngộ linh kỳ lão tổ, phóng nhãn thiên hạ, xác thực không người dám cùng cái này, đoàn đội, đối nghịch, kia là thuần túy tìm chết. Tiêu Mỗ đã nói qua, muốn đối phó cái kia hung ma có thể, nhưng như thế nào đối phó, nhất định phải từ Tiêu Mỗ đến chuẩn bị. Chư vị có ai không nguyện ý, có thể rời khỏi, nhưng nhất định phải giao ra thất sát lệnh bài. Tiêu Phàm chậm rãi nói, ánh mắt tại trên mặt mọi người một quét qua, sắc mặt nháy mắt trở nên lăng lệ. Bằng không mà nói, đừng trách Tiêu Mỗ trở mặt vô tình. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có chút nào chỗ thương lượng. Chương 1482, trao đổi.
Tiêu chân nhân, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Trung niên Mỹ phụ lạc lạc cười duyên, một đôi mắt đẹp tại Tiêu Phàm trên thân tới tới lui lui, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn trùng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù ai cũng khó mà tin được, một bộ thi tiêu, vậy mà có thể mị hoặc đến cực hạn. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại càng thêm lăng lệ. Mặc dù vô cực môn trưởng giáo chân nhân trạch tâm nhân hậu, bác ái kiêm chúng, nhưng thất sát lệnh bài quan hệ đến vô cực môn căn cơ, lại không có nửa điểm cò kè mặc cả chỗ trống. Nói thật, Tiêu chân nhân, nếu như dưới mắt vô cực môn còn là năm đó vô cực môn, hay là Long Tượng chân nhân cùng Thái Hưng chân nhân chấp trưởng vô cực môn, trưởng giáo chân nhân một lời đã nói ra, thiên hạ không người không tin. Nhưng mà sự tình cách ngàn năm, hiện nay vô cực môn đến cùng sẽ như thế nào làm việc, chúng ta vẫn chưa từng gặp qua, vì vậy chúng ta trong lòng còn có nghi hoặc, cũng là tình có thể hiểu. Trung niên Mỹ phụ cũng không thèm để ý Tiêu Phàm lăng lệ ánh mắt, phối hợp nói. Vu Sơn phu nhân nói đúng, các hạ muốn để chúng ta tín nhiệm vô điều kiện ngươi, tổng cũng muốn xuất ra chút thật sự đồ vật tới. Nam tử tóc bạc lập tức phụ họa theo đuôi, mắt thấy Tiêu Phàm cường đại như thế, ngay cả Thương Mô lão quái cũng không là đối thủ, những này vô cực môn năm đó mạnh thù đại địch, sớm đã từng cái lật lật lo lắng, vạn nhất Tiêu Phàm muốn thu sau tính sổ sách, nhưng ngăn cản không nổi. Thất sát trận lệnh bài, dưới mắt là bọn hắn hộ thân phù, há chịu tùy tiện giao ra. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh cười nói, lúc trước các ngươi tại vô cực môn tổ địa kiến tạo thất sát trận, vốn cũng không đúng, bây giờ ngoại tử chỉ là để các ngươi giao ra thất sát lệnh bài, chưa hề nói muốn truy cứu năm đó sự tình, đã coi như là 10 điểm khoan hồng độ lượng, còn ở nơi này líu lo không ngừng đàm điều kiện gì, chẳng lẽ khi vô cực môn dễ bắt nạt a? Trung niên Mỹ phụ khanh khách một tiếng, nói, đại trưởng lão lời ấy, xin thứ cho thiếp thân nghi hoặc, chúng ta năm đó thế nhưng là đáp ứng lời mời mà tới. Việc này thật muốn truy cứu, liền làm phiền ngươi mình trước hướng Tiêu chân nhân thỉnh tội, lại tìm Hạo Thiên Tông hảo hảo tính toán sổ sách, sau đó mới đến phiên chúng ta. Nói đến đây, trung niên Mỹ phụ tiếng cười khẽ im bặt mà dừng, dưới chân khẽ động. Trong chớp nhoáng phía bên trái chớp nhoáng mà đi, lại nguyên lai lúc này, Tiêu Phàm không nói hai lời, bỗng nhiên liền ra tay với nàng. Tiêu chân nhân, ngầm thi đánh lén. Đây chính là bây giờ vô cực môn tác phong làm việc a. Trung niên Mỹ phụ tránh thoát Tiêu Phàm một kích, thân thể không chút nào dừng lại, tại thiền điện bên trong nhanh chóng du tẩu. Trên mặt lại thiếu dung không giảm, dù bận vẫn ung dung nói. Nam tử tóc bạc cùng lam sam nam tử thấy thế, đồng loạt đứng dậy, sắc mặt âm trầm như nước. Thương Ngô lão quái trong mắt cũng hiện lên một vòng âm lãnh chi sắc. Tiêu Phàm tuy mạnh, nếu như bốn người bọn họ liên thủ, tự nhiên lại muốn coi là chuyện khác. Lúc này, bóng người trước mắt lóe lên, Cửu Âm Thiên Vương đã vô thanh vô tức đứng tại Thương Ngô thượng nhân trước mặt, nhàn nhạt tiếp cận hắn. Không nói một lời, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Âu Dương Minh Hạo hai huynh muội liếc nhau, cũng thân thể nhoáng một cái. Ngăn lại nam tử tóc bạc cùng lam sam nam tử. Nam tử tóc bạc cùng lam sam nam tử sắc mặt càng thêm trở nên khó coi. Đang lúc bên này dương cung bạt kiếm thời điểm, bên kia tòa đã phân ra cao thấp. Chỉ nghe trung niên Mỹ phụ hét lên một tiếng. Bỗng nhiên liền dừng lại thân hình, không nhúc nhích. Đầu có chút bên trên dương, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, liền như là gặp ma. Mọi người theo ánh mắt của nàng đồng loạt đi lên nhìn lại, lập tức cũng từng cái thần sắc cổ quái. Chỉ thấy trung niên Mỹ phụ phải phía trên, có một đoàn mây xám bên trong, thỉnh thoảng nhô ra một tên mấy tuổi tiểu niếp, hai mắt xoay tít chuyển động, gắt gao tiếp cận trung niên Mỹ phụ, kia ánh mắt thật giống như nhìn thấy thiên hạ vị ngon nhất món ngon. Tùy thời chuẩn bị lao xuống ăn như gió cuốn. Trời sinh quỷ linh, nam tử tóc bạc hít vào một ngụm khí lạnh, cùng trung niên Mỹ phụ đồng dạng, sắc mặt trở nên khó coi vô so. Làm khó hắn khôi lỗi thân thể, vậy mà có thể làm đến như thế giống như đúc, thực tế cũng coi như phải là thần hồ kỳ kỹ. Tiêu Phàm, ngươi là vô cực môn trưởng giáo, làm sao lại có loại vật này? Trung niên Mỹ phụ tức hổn hển hét dầm lên, đã sớm đem cái gì thận trọng cái gì ưu nhã đều ném đến chảo hoa nước đi. Nàng tình hình bây giờ, là tu sĩ nhân tộc nguyên thần chiếm cứ thi tiêu thể xác, oán linh chính là nàng sợ nhất thiên địch. Thua ở Tiêu Phàm thủ hạ, có lẽ còn có chỗ thương lượng, Tiêu Phàm nhìn qua không giống lắm là loại kia người hiếu sát, thế nhưng là một khi bị oán linh cuốn lấy, vậy liền là chân chính tai họa ngập đầu, ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Tiêu Phàm nhẹ hừ một tiếng, cũng không để ý tới nàng thét lên, duỗi tay ra, liền tóm lấy trung niên Mỹ phụ trắng bóc cổ tay trắng. Tại oán linh uy hiếp phía dưới, trung niên Mỹ phụ một cử động nhỏ cũng không dám, liên tục né tránh động tác cũng không dám có, tựa hồ sợ triệt để chọc giận cái kia trời sinh quỷ linh. Nhìn qua,
con vật nhỏ kia sớm đã ma quyền sát trưởng, kích động, nếu không phải Tiêu Phàm trưởng khống nàng, chỉ sợ sớm đã bổ nhào xuống tới. Trung niên Mỹ phụ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến cực điểm thần niệm chi lực, bay thẳng thần trí của nàng trong biển, không khỏi hoa dung thất sắc. Bất quá lúc này, nàng đã hoàn toàn rơi vào Tiêu Phàm trong khống chế, ngay cả nửa điểm sức phản kháng đều không có, vô luận Tiêu Phàm muốn làm gì, nàng đều chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Cũng may kia cỗ thần niệm chi lực chỉ ở thần trí của nàng trong biển thoáng nhất chuyển liền biến mất không thấy gì nữa, vẫn chưa cưỡng ép khống chế thần trí của nàng. Phu Sơn đạo hữu, cái này thi tiêu lúc trước nguyên thần, đã bị ngươi dung hợp rồi. Tiêu Phàm lập tức buông tay ra, suy nghĩ một chút, liền là nói. Trung niên Mỹ phụ lấy làm kinh hãi, nhẹ gật đầu, nói, thi tiêu mạnh nhất là nhục thân, nguyên thần chi lực cũng không thế nào cường đại. Cái này liền rất tốt, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm. Trung niên Mỹ phụ kinh ngạc hỏi, rất tốt là có ý gì? Tiêu Phàm cười cười, nói, rất tốt ý tứ chính là, ta có biện pháp, để ngươi thi tiêu thân thể tái sinh máu thịt, để ngươi nguyên thần cùng nhục thân, hòa làm một thể. Kia không có khả năng, Tiêu Phàm lời còn chưa dứt, trung niên Mỹ phụ liền đã hét dầm lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Thương Ngô lão quái, nam tử tóc bạc cùng lam sam nam tử, cũng đồng loạt lộ ra thần tình giống nhau. Thậm chí ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt huynh muội cùng Cửu Âm Thiên Vương, đều nửa tin nửa ngờ. Thi tiêu cũng không phải phổ thông quỷ vật, mà là 10.000 năm cương thi biến thành. Nếu như nói, để mới tử chi người khởi tử hồi sinh, hồi hồn hoàn dương, chỉ cần y thuật cao minh, còn có một phần khả năng, để thi tiêu tái sinh máu thịt, vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả ý nghĩ như vậy, đều là điên cuồng. Chuyện như vậy, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Trung niên Mỹ phụ khẳng định nói. Lần nữa lắc đầu liên tục. Có thể đoạt xá thi tiêu, đã coi như là dị số, nếu không phải nàng vận khí đặc biệt tốt, đoạt xá thời điểm trùng hợp kia thi tiêu nguyên thần trọng thương, thần trí không rõ, căn bản liền không khả năng thành công. Tiêu Phàm từ tốn nói, ngươi chưa nghe nói qua, không đại biểu người khác làm không được. Trung niên Mỹ phụ chố mắt một chút, lập tức bình tĩnh tiếp cận Tiêu Phàm, nói từng chữ từng câu, Tiêu chân nhân, chuyện này là thật. Tiêu Phàm có chút ngóc lên đầu. Tựa hồ khinh thường tại trả lời vấn đề ngu xuẩn như vậy. Tốt, chỉ yếu Tiêu chân nhân có thể để cho thân thể tái sinh máu thịt, để thiếp thân nguyên thần cùng nhục thân hòa làm một thể. Từ nay về sau, thiếp thân chính là vô cực môn nhất khăng khăng một mực bằng hữu. Tiêu chân nhân nhưng có chỗ mệnh, đều nghiêm túc tuân theo. Trung niên Mỹ phụ nhìn qua yêu mị dụ hoặc, giờ khắc này lại là vô so nghiêm túc, cung cung kính kính hướng Tiêu Phàm bái, thành khẩn hướng vạn phần nói. Không trách nàng như thế hứa hẹn. Thực tế đây hết thảy đối nàng mà nói quá trọng yếu. Lúc trước đoạt xá thi tiêu, cũng là bất đắc dĩ, đã nhiều năm như vậy, cỗ này quỷ vật thân thể, sớm chỉ tại không ngừng bài xích nàng nguyên thần, dù có linh đan cùng bí thuật, cũng càng ngày càng khó coi là kế. Nếu như đúng như Tiêu Phàm lời nói, thật có thể để nàng nhục thân tái sinh máu thịt, để nguyên thần cùng nhục thân hòa làm một thể, kia kỳ thật liền là chân chính trùng sinh, triệt để có được lần thứ hai sinh mệnh. Cơ hội như vậy. Dù là chỉ có 1% hy vọng, Phu Sơn phu nhân cũng sẽ không chút do dự sử xuất 100% khí lực đi tóm chặt lấy. Lập tức cổ tay khẽ đảo, một mặt ngọc bài nổi lên, hai tay đưa tới Tiêu Phàm trước mặt, thần sắc kính cẩn. Tiêu Phàm cũng không khách khí, đưa tay đem lệnh bài tiếp tới, lập tức móc ra một cái bình ngọc, đưa cho trung niên Mỹ phụ, nói, nơi này có mấy viên thuốc, là lấy 10.000 năm hồn hương mộc chất lỏng luyện chế mà thành, Phu Sơn đạo hữu trước luyện hóa, vững chắc thần hồn. Mấy ngày nữa Tiêu Mỗ lại cùng đạo hữu nói chuyện. Vâng, nhiều tạ Tiêu chân nhân. Trung niên Mỹ phụ hai tay tiếp nhận bình ngọc, ngữ khí càng thêm cung kính cẩn thận. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng nam tử tóc bạc cùng lam sam nam tử nhìn lại. Nghe nói Tiêu chân nhân năm đó là Kim Châu Thành y thánh. Nam tử tóc bạc đột nhiên hỏi. Tiêu Phàm cười cười, nói, nhận được Hạnh Lâm đồng đạo nâng đỡ, kia đã là rất nhiều năm trước sự tình. Được, nam tử tóc bạc không giải thích được nói như thế một cái, tốt chứ, cũng cổ tay khẽ đảo, móc ra một mặt nhìn qua đã có chút tàn tạ thất sát lệnh bài, ném Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp được, cẩn thận nhìn thoáng qua, liền là gật đầu, lại móc ra một cái bình ngọc, ném cho nam tử tóc bạc. Nam tử tóc bạc tiếp được bình ngọc, mở ra nắp bình, lập tức một cỗ mùi thơm sóng ngầm, nam tử tóc bạc hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tựa hồ tại tinh tế phẩm vị, chốc lát, lộ ra 10 điểm vẻ mặt hài lòng. Cẩn thận từng ly từng tí nhét tốt nắp bình, lại tay lấy ra phù lục, đem miệng bình phong bế, lúc này mới đem bình ngọc thu nhập chữ vật vòng tay, hướng Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lấy đó cảm tạ. Tình hình của hắn, cùng trung niên Mỹ phụ có thật nhiều chỗ tương thông, chỉ bất quá hắn là khôi lỗi thân thể,
Tiêu Phàm thần thông quảng đại nữa, cũng không có khả năng để khôi lỗi sinh ra máu thịt, nhưng đưa cho hắn mấy viên thuốc, đều có an hồn định phách kỳ hiệu, 10 điểm đối chứng. Việc đã đến nước này, Lam Sam nam tử không nói hai lời, cũng lấy ra thất sát lệnh bài, giao cho Tiêu Phàm. Mặc dù hắn dưới mắt vô cầu tại Tiêu Phàm, nhưng tại dưới tình hình như thế, hắn hiển nhiên không có cách nào độc cầm dị nghị, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, bằng không mà nói, chỉ sợ Tiêu Phàm lập tức liền sẽ trở mặt động thủ. Tiêu Phàm đem mặt này lệnh bài tiếp trong tay, trầm ngâm. Trung niên Mỹ phụ tựa hồ biết hắn tại suy nghĩ cái gì, bận bịu tức nói, mời Tiêu chân nhân yên tâm, mặt khác hai mặt lệnh bài, thiếp thân cũng biết tại trong tay ai, chúng ta đã phái người đi tìm năm đó hai vị kia đồng đạo hậu nhân, không bao lâu, kia hai mặt lệnh bài cũng có thể tụ họp. Chỉ có 7 mặt lệnh bài hội tụ cùng một chỗ, mới có thể triệt để bài trừ thất sát trận. Đương nhiên, nếu như muốn toàn diện khởi động cái này tuyệt trận, cũng là có thể. Chương 1483, kế hoạch thế nào? Bốn phía dò xét thêm vài lần, Cửu Âm Thiên Vương khẽ vuốt cằm, nói, vô cực môn linh nhãn chi địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Dung mạo cũng chỉ là nhàn nhạt, cũng không thế nào kích động. Làm một ngoại nhân, có thể tiến vào thiên tôn lĩnh linh nhãn chi địa, Tiêu Phàm lòng dạ, không thể bảo là không uyên bác, đối xử mọi người không thể bảo là không chân thành. Dù sao hắn danh xưng là Nam Châu Đại Lục ma đạo đệ nhất nhân, từ trước đến nay chính tả bất lưỡng lập. Mặc dù nói hiện tại mọi người có cùng chung một địch nhân, nhưng mà cái này lòng dạ, hay là vô cùng ghê gớm. Đổi chỗ mà xử, Cửu Âm Thiên Vương tự hỏi nhưng chưa chắc có thể làm đến dạng này. Tiêu Phàm mỉm cười nói, không phải mấy vị kia cũng sẽ không muốn tại thiên tôn lĩnh bày trận, đối phó kia hung ma. Cửu Âm Thiên Vương trầm mặc một chút, chậm rãi nói, Tiêu chân nhân, ngươi cố nhiên lòng dạ uyên bác, nhưng mấy vị kia nhân phẩm, xác thực vô cùng bình thường, không thể dễ tin. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, mặc dù như thế, dù sao kia hung ma dưới mắt là ta giới công địch, nghĩ đến điểm này bọn hắn cũng là minh bạch. Hắc hắc, nếu như hết thảy thuận lợi, ngược lại cũng dễ nói, một khi chiến cuộc không thuận, mấy vị này là không có thể chống đến cuối cùng, vậy coi như khó nói. Kia hung ma thần thông quảng đại, nếu như là một đám người ô hợp, sợ nhân thủ lại nhiều, cũng là uổng công. Tiêu Phàm nói, điểm này, lớn thiên vương cũng không cần lo lắng, ta cùng kia hung ma giao thủ qua, người này ngạo khí phi phàm, mà lại lòng dạ cực kỳ hẹp nhỏ, có thù tất báo. Đến lúc đó, coi như có người muốn lâm trận rút lui, chỉ sợ kia hung ma cũng chưa chắc chịu đáp ứng. Sống chết trước mắt, trừ tử chiến đến cùng, ai cũng không có lựa chọn nào khác. Cửu Âm Thiên Vương nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói, đã nhiên Tiêu chân nhân tính trước kỹ càng, vậy tại hạ liền yên tâm. Vị này Nam Châu Đại Lục ma đạo đệ nhất cao thủ, như hồ đã hoàn toàn tán đồng Tiêu Phàm tại việc này bên trong vị trí chủ đạo. Cái này cũng bình thường, tính mạng của hắn là Tiêu Phàm cứu. Bởi vì cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tiếp xuống, Tiêu Phàm muốn làm thế nào, mình một mực đi theo chính là. Cửu Âm quốc bị này trọng thương, trên thực tế đã không có thực lực kia đến tranh khi lãnh tụ. Mà lại ngay cả Thương Ngô lão quái đều không phải Tiêu Phàm đối thủ, riêng lấy thần thông mà nói. Trừ cực kỳ cá biệt trong truyền thuyết ngộ linh hậu kỳ lão quái vật, phóng nhãn toàn bộ Nam Châu Đại Lục, chỉ sợ cũng không có cái gì người so Tiêu Phàm càng mạnh. Cửu Âm Thiên Vương tự hỏi, dù coi như mình tại thời kỳ toàn thịnh, cùng Tiêu Phàm so chiêu, cũng hơn nửa không chiếm được lợi ích đi. Tại tu chân giới, dù sao vẫn là nắm đấm lớn người có nhiều quyền phát biểu hơn. Lúc nói chuyện, hai người tới một chỗ độc lập động phủ. Chỗ này động phủ không nói là toàn bộ linh nhãn chi địa linh khí nồng nặc nhất chỗ, cũng đã rất không tệ. Cửu Âm Thiên Vương tất nhiên là hết sức hài lòng. Lấy tu vi của hắn như thế cảnh giới, muốn nhanh chóng khỏi hẳn thương thế, khôi phục thực lực, cần thiết linh khí nhiều. Là cấp thấp tu sĩ khó có thể tưởng tượng, toàn bộ linh nhãn chi địa tây nửa bộ khu vực, cơ hồ đều vạch cho hắn, ở đây tu luyện cái khác vô cực môn đệ tử, tạm thời rời xa linh nhãn chi địa. Mà linh nhãn chi địa nửa phía đông khu vực, thì là chỉ thủy tổ sư chiếm cứ lấy. Chỉ thủy tổ sư từ nguyên linh thành tiền tuyến vừa về tới thiên tôn lĩnh, liền là bắt đầu bế quan. Nhiều năm qua, vẫn luôn đang yên lặng tích xúc chân nguyên pháp lực, hơn 40 năm trước, đã từng thử qua một lần xung kích ngộ linh kỳ bình cảnh. Chưa thể thành công, từ đây liền yên tĩnh lại, vì lần thứ hai xung kích làm chuẩn bị. Đã nhiều năm như vậy, liệu tất lần thứ hai chuẩn bị cũng làm được không sai biệt lắm, lúc nào cũng có thể lần nữa xung kích bình cảnh. Đáng tiếc, ta Cửu Âm Hàn Ngọc Châu cùng kia hung ma tác chiến thời điểm hủy đi. Cửu Âm Thiên Vương thở dài nói, tối hậu quan đầu, nếu không phải hắn cưỡng ép dẫn bạo Cửu Âm Hàn Ngọc Châu, chỉ sợ ngay cả chạy trốn ra cực hàn vực sâu cơ hội đều không có.
Cũng may Cửu Âm Hàn Ngọc Châu là Cửu Âm Quốc bảo vật trấn giáo, Cửu Âm Thiên Vương một mực chưa từng đem luyện hóa thành mình bản mệnh pháp bảo, bằng không mà nói, bản mệnh pháp bảo tự bạo, bị thương càng nặng. Bất quá dưới mắt không có Cửu Âm Hàn Ngọc Châu, hắn chữa thương khôi phục tốc độ bị chậm hơn nhiều. Mặc dù nói tại bọn hắn dạng này Ngộ Linh lão tổ mà nói, dùng nhiều thời gian 3 năm 5 chữa thương không tính là gì, nhưng cái này quan trọng trước mắt, kia hung ma nhưng không thấy phải sẽ cho hắn thời gian lâu như vậy. Tiêu Phàm cười cười, nói ta cũng đã được nghe nói Cửu Âm Hàn Ngọc Châu là quý giáo bảo vật trấn giáo, cùng lớn thiên vương tu luyện công pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ta chỗ này có một gốc linh thảo, có lẽ lớn thiên vương có thể cần dùng đến. Ồ, Cửu Âm Thiên Vương lập tức lộ ra vẻ tò mò, ẩn ẩn xen lẫn vẻ hưng phấn. Tiêu Phàm thế nhưng là đã từng Kim Châu thành y thánh, hắn đã nói như vậy, bụi linh thảo này liệu tất không phải vật tầm thường. Tiêu Phàm không có vội vã lấy ra kia gốc linh thảo đến, ngược lại lắc một cái ống tay áo, đem động phủ lớn cửa đóng lại, đồng thời tay trái bấm quyết, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh ra, đem chọn cái động phủ phòng hộ pháp trận triệt để kích phát, chỉ thấy cả phòng phủ văn lấp lánh, từng đợt pháp quyết chi lực mãnh liệt mà ra. Thấy Tiêu Phàm như vậy chỉnh trọng việc dáng vẻ, Cửu Âm Thiên Vương cũng có chút khẩn trương. Lúc này, Tiêu Phàm mới cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc chưa mở ra, toàn bộ động phủ nhiệt độ không khí liền vội đột nhiên hạ xuống, trong chốc lát, vậy mà liền hà hơi thành băng. Cửu Âm Thiên Vương nhẹ khẽ hít một cái khí. Hắn tu luyện chính là cực hàn thuộc tính công pháp, ngày bình thường ở tại cực hàn vực sâu, có thể nói là toàn bộ Nam Châu đại lục nhất nghiêm hàn chỗ, chí ít cũng là một trong, lại chưa cảm nhận được dạng này thấu xương kỳ hàn. Mà lại, hộp ngọc còn không có mở ra. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, hộp ngọc bên trên phong ấn lập tức chóc ra, một tiếng thanh thúy phượng gáy, phóng lên tận trời, tuy là ở trong mật thất, lại cũng giống như xông lên tận 9 tầng trời. Ngay sau đó, một đầu óng ánh trắng noãn băng phượng phóng lên tận trời. Cửu Âm Thiên Vương chỉ cảm thấy một cỗ có thể đem người linh hồn đều đông cứng kỳ hàn, bỗng nhiên từ băng phượng trên thân thấu thể mà ra, hướng hắn cuồn cuộn cuốn tới, lập tức không dám thất lễ. Đem hộ thể lồng ánh sáng tế ra, hắc mang lấp lánh ở giữa, đem kia cỗ kỳ hàn chi khí ngăn tại bên ngoài. Hắn tu luyện mặc dù là cực hàn công pháp, cái này băng phượng lai lịch không rõ, nhưng cũng tuyệt không dám để cho cỗ hàn khí kia tùy tiện dính vào trên thân. Chỉ thấy Tiêu Phàm tay phải năm ngón tay lần nữa luân chuyển, từng đạo chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, bắn ra, bố thành một cái vòng thật to, đem băng phượng vòng ở trong đó, mặc cho cái này băng phượng như thế nào tả xung hữu đột. Từ đầu đến cuối đều không thể chạy ra hỗn độn đồ án vây quanh, rằng co sau một lát, băng phượng lần nữa một tiếng huýt dài, vỡ vụn thành từng mảnh, cứ thế biến mất không gặp. Lại nhìn trong hộp ngọc, lẳng lặng nằm một gốc dài vài tấc linh thảo, đỉnh mở ra một đóa óng ánh trắng noãn tiểu hoa, thô thô xem xét, chính là một con vi hình băng phượng bộ dáng. Cực hàn băng phượng hoa, Cửu Âm Thiên Vương gắt gao tiếp cận kia gốc linh thảo, hít một hơi thật sâu, nói, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Quả thực không dám tin. Tiêu Phàm hơi sững sờ, tựa hồ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cửu Âm Thiên Vương một chút liền đem linh thảo này lai lịch nhận ra được. Cần biết cái này cực hàn băng phượng hoa chính là huyền linh thượng giới mới có kỳ hoa dị thảo, lẽ ra không nên sinh trưởng tại hạ giới. Hắn cũng là bởi vì Nam Cực Dược Điển trên có ghi chép, mới biết được có dạng này một loại cực hàn kỳ hoa. Tựa hồ nhìn ra Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng, Cửu Âm Thiên Vương lập tức giải thích nói, bản giáo tu luyện công pháp vô cùng hàn thuộc tính là chủ, cho nên mà đối với hết thảy kỳ hàn chi vật, đều đặc biệt mẫn cảm. Cái này cực hàn băng phượng hoa, tại bỉ giáo trong cổ tịch cũng nhớ được có, dù coi như tại huyền linh thượng giới cực hàn chi vật bên trong, cũng có thể xếp tiến vào vị trí thứ 10 liệt kê. Lại không biết Tiêu chân nhân cái này cực hàn băng phượng hoa, là từ chỗ nào được đến. Ngay cả hắn dạng này cả một đời đều đang thu thập cực hàn chi vật Ngộ Linh kỳ đại cao thủ, đều chưa từng thấy qua cực hàn băng phượng hoa vật thật. Mà lại, từ vừa rồi kia thấu xương kỳ hàn lai nhìn, đóa này băng phượng hoa, hẳn là có trên 10.000 năm công hiệu đi. Băng không mà nói, dù coi như là thượng giới chi vật, cũng không nên có to lớn uy năng. Tiêu Phàm liền cười, đóa này cực hàn băng phượng hoa, đúng là có 10.000 năm công hiệu, hắn đem băng phượng hạt giống hoa tử đặt ở Nam Cực Tiên Ông Linh Dược Vườn gấp trăm lần khu bên trong bồi dưỡng. Trong đó một gốc, hắn sớm đã luyện chế thành đan dược, số trong 10 năm vẫn luôn tại phục dụng. Làm cho nước của hắn thuộc tính công pháp uy năng, đột bay mãnh tiến vào. Bất quá nhưng cũng bởi vậy thiên hướng về cực hàn con đường, không tính là 10 điểm chính tông thủy thuộc tính thần thông. Lớn thiên vương quả nhiên mắt sáng như đuốc, đây đúng là cực hàn băng phượng hoa, cũng có 10.000 năm,
tin tưởng đối lớn thiên vương thương thế không thể không có lợi. Tiêu Phàm nói, đem hộp ngọc một lần nữa khép lại, đưa cho cửu âm thiên vương. Có cái này gốc băng phượng hoa, xem chừng có một năm nửa năm công phu, liền có thể khỏi hẳn. Cửu âm thiên vương cũng không khách khí, đưa tay tiếp tới, mỉm cười nói. Đến bọn hắn dạng này cảnh giới, cái gì cảm tạ, lại là không cần phải nói, đây cũng không phải là một phen cảm tạ chi từ liền có thể còn được ân tình. Tiêu chân nhân, người có kế sách thần kỳ đối phó kia hung ma. Cửu âm thiên vương lập tức hỏi, Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, kế sách thần kỳ là chưa nói tới, muốn tiêu diệt kia hung ma, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực. Cửu âm thiên vương sau mi có chút nhăn lại, nói chỉ sợ đơn thuần bằng thực lực còn chưa đủ. Kia hung ma nói đến rất rõ ràng, chiến cùng không chiến, ở nơi nào chiến, là hắn định đoạt. Đây là lời nói thật, đối mặt một cái đơn binh năng lực tác chiến xa mạnh hơn xa bọn hắn dị loại, bọn hắn chỉ có thể liên thủ tác chiến. Nhưng mà liên thủ tác chiến lớn nhất chóp mũi ngay tại ở, người mãi mãi cũng không cách nào đem mấy người mười mấy người huấn luyện giống là một người, nhất là khi những người này đều là ngộ linh kỳ lão quái bên trong cực mạnh người thời điểm, liền càng thêm ngạo khí phải không được, muốn chỉ huy bọn hắn, cơ vốn thuộc về mơ mộng hão huyền. Mà lại, nhiều người liên thủ, có lẽ chiến lực bên trên nhưng cùng thất dạ giới thủy tổ đánh đồng, nhưng ở tốc độ bay bên trên lại không cách nào thêm vào. Một khi kia hung ma phát giác tình hình khác thường, lập tức liền có thể cao chạy xa bay, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, ai cũng không làm gì được hắn. Lần sau lại nghĩ tìm hắn quyết chiến, vậy liền khó càng thêm khó. Nhất định phải tìm một chỗ như vậy, triệt để đem hắn vây khốn. Tiêu Phàm chậm rãi nói, trong mắt tinh sáng lóng lánh. Cửu âm thiên vương khe khẽ thở dài, nói chỗ như vậy, chỉ sợ khó tìm. Mà lại dù coi như có thể tìm tới, kia hung ma cũng chưa chắc chịu lên khi. Thất dạ giới thủy tổ, chẳng những chiến lực cường hãn, mà lại cơ trí siêu quần. Bất kể nói thế nào, cũng là từ thượng giới xuống tới thủy tổ hóa thân. Cho nên, phải làm cho hắn tại không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới, đạp tiến vào cái chỗ kia. Chương 1484, quý khách. Ở nơi nào cùng hắn quyết chiến? Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Đây là đang linh nhãn chi địa phía đông động phủ, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt ngồi bên ngoài ở giữa, phòng trong mật thất, chính là chỉ thủy tổ sư đả tọa nơi tu luyện. Chỉ thủy tổ sư vẫn luôn đang bế quan, Tiêu Phàm trở về, đương nhiên phải trước đến thăm sư phụ, mặc dù không thể quấy nhiễu, tại sư phụ bế quan mật thất bên ngoài đợi một lát, cũng coi như tận hiếu. Âu Dương Minh Nguyệt bồi tiếp hắn cùng một chỗ tới. Tự nhiên đầy bụng tâm tư đều đặt ở sắp cùng máu vảy long triển khai quyết chiến phía trên. Có lẽ những người khác những tông môn khác, còn có cùng máu vảy long chỗ để thỏa hiệp, Tiêu Phàm cùng vô cực môn, lại là tuyệt đối không có. Trừ tử chiến đến cùng, lại vô đầu thứ hai đường ra. Từ năm đó máu vảy long nói tới vô cực thiên tôn lúc vẻ mặt và ngữ khí đến phân tích, người này đối vô cực thiên tôn quả thực căm thù đến tận xương tủy, đối vô cực thiên tôn hậu nhân cùng truyền lại tông môn, tuyệt sẽ không bỏ qua. Sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Ngươi cho là thế nào? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Sáu vương cốc, Âu Dương Minh Nguyệt trầm ngâm nói, ngữ khí không phải 10 điểm khẳng định. Vì cái gì? Sáu vương cốc là danh phù kỳ thực cấm địa, năm đó chúng ta ở nơi đó gặp được thất dạ giới ngộ linh kỳ tu sĩ phục kích, đa số lợi hại thần thông đều không thi triển ra được, bị thiệt lớn. Cái này máu vảy long cố nhưng lợi hại, chỉ cần không phải trời sinh thánh linh chân thân, tại sáu vương cốc cũng giống vậy lại nhận áp chế. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, sáu vương cốc đối tất cả mọi người áp chế, đều là giống nhau. Mà lại máu vảy long nguyên thần, hẳn là đến từ thượng giới, hẳn là so với chúng ta càng có biện pháp đến ứng đối sáu vương cốc cấm chế, đến lúc đó này lên kia xuống, đối với chúng ta chỉ có càng thêm bất lợi. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, cái này kỳ thật cũng là nàng do dự nguyên nhân. Kỳ thật, thất sát trận uy lực xác thực không nhỏ, nếu là toàn lực phát động. Dù coi như kia máu vảy long lại khó lường, cũng khó có thể ngăn cản. Chốc lát, Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Âu Dương Minh Nguyệt giật nảy mình, nói, người thật muốn làm như vậy. Đây chính là muốn cược bên trên toàn bộ thiên tôn lĩnh khí vận. Làm không tốt, toàn bộ đô lương thành linh mạch, đều sẽ bởi đó khô kiệt. Đây chính là vô cực môn tổ địa. Tiêu Phàm trầm giọng nói, nếu là diệt không được kia hung ma. Thiên tôn lĩnh linh mạch lại tốt, chỉ sợ cũng cùng vô cực môn không quan hệ. Mà lại, chỉ cần khống chế được pháp, cũng chưa chắc phải nhất định sẽ đem toàn bộ linh mạch đều hủy đi. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa. Luận đến trận pháp chi đạo, Tiêu Phàm mới là đại tông sư, hắn nói có thể thực hiện. Âu Dương Minh Nguyệt mảy may cũng không nghi ngờ. Chốc lát,
Tiêu Phàm còn nói thêm, mà lại đối phó máu vải long, chỉ dự thiết một cái chiến trường, hiển nhiên không đủ. Âu Dương Minh Nguyệt xinh đẹp song mi có chút dương lên, mang theo trưng cầu chi ý. Tiêu Phàm lập tức cổ tay khẽ đảo, càn khôn đỉnh, nổi lên, ở trước ngực chậm rãi chuyển động. Minh Nguyệt, người mang theo, càn khôn đỉnh, đi không linh đảo. A, à, dù là Âu Dương Minh Nguyệt cơ trí hơn người, lần này cũng là kinh hãi. Càn khôn đỉnh, chính là vô cực môn trấn giáo tam bảo đứng đầu. Từ trước là từ trưởng giáo chân nhân chấp trưởng. Âu Dương Minh Nguyệt mặc dù là vô cực môn thủ tịch đại trưởng lão, tu luyện lại cuối cùng không phải vô cực môn thần thông, mà là hạo dương thần lôi. Tiêu Phàm khóe miệng hơi nhếch lên, hiện lên mỉm cười, thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, không linh đảo là thích hợp nhất chiến trường sao? Ở nơi đó bày trận, riêng là không gian loạn lưu, liền đủ kia máu vải long uống một bình. Muốn ở nơi đó bày trận, đó là đương nhiên là ngươi đi. Âu Dương Minh Nguyệt càng thêm không hiểu, mặc kệ là trận pháp chi đạo hay là không gian chi đạo, đều không người có thể ra Tiêu Phàm chi phải, nói đến tại không linh đảo địa phương như vậy bày trận, trừ Tiêu Phàm, liền càng thêm không người có thể đảm đương nhiệm vụ này. Âu Dương Minh Nguyệt cứ việc cũng là ngộ linh kỳ lão tổ, đối điểm này lại là có 10 điểm thanh tỉnh nhận biết. Ta phải lưu tại Thiên Tôn lĩnh, xem chừng sau này một đoạn thời gian, tới tìm ta người biết không ít. Tiêu Phàm nói, vô cực môn Tiêu trưởng giáo đánh bại Thương Ngô lão tổ, thu lưu Cửu Âm Thiên Vương tin tức, rất nhanh liền sẽ truyền khắp giang hồ. Phàm là muốn hợp lực đối phó thất dạ giới thủy tổ tu sĩ cấp cao, đều sẽ nghe theo gió mà đến, cùng Tiêu Phàm cùng bàn đại kế. Lúc này, Tiêu trưởng giáo nhất định phải tọa trấn Thiên Tôn lĩnh, chủ trì chuẩn bị. Ngươi yên tâm, đến không linh đảo, bày trận sự tình liền toàn bộ giao cho Trống Trơn Nhi tốt, ngươi cần phải làm là vì hắn cung cấp vật liệu. Không gian chi đạo, hắn so ta còn muốn tinh thông. Mà lại, trước khi đại chiến, còn có rất nhiều chuyện phải làm an bài xong. Thiên Tôn lĩnh mấy triệu môn nhân đệ tử, đều muốn từng nhóm rút đi. Tại như thế đẳng cấp đại chiến bên trong, đừng bảo là kim đan kỳ trúc cơ kỳ đệ tử cấp thấp, dù coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều không có tư cách tham dự, ngay cả đứng ngoài quan sát tư cách đều không có. Thậm chí liền ngay cả bình thường ngộ linh kỳ lão tổ, đều chưa hẳn thấy có thể bị Tiêu Phàm chọn chúng. Vì toàn bộ giao diện tương lai, Tiêu Phàm có thể cắn răng bỏ qua Thiên Tôn lĩnh tổ địa. Nhưng vô cực môn mấy triệu môn nhân đệ tử, đều nhất định phải bảo toàn xuống tới. Không có những này môn nhân đệ tử, liền không có vô cực môn tương lai. Đã dạng này, vậy liền để Trống Trơn Nhi cùng ta tiến về không linh đảo tốt, càn khôn đỉnh hay là lưu trong tay ngươi. Âu Dương Minh Nguyệt vẫn như cũ cảm thấy, đảm bảo, càn khôn đỉnh, nhiệm vụ này, thực tế quá mức trọng đại. Tại không linh đảo bày trận, không có càn khôn đỉnh, không được. Âu Dương Minh Nguyệt lúc này mới chần chờ tiếp nhận. Càn khôn đỉnh, vào tay nhẹ như không có vật gì, Âu Dương Minh Nguyệt lại cảm thấy cái này tiểu tiểu phương đỉnh có vạn cân chi trọng. Sau mấy tháng, Thiên Tôn lĩnh một cái hoa trong viên. Đình nghỉ mát, hai người ngồi đối diện nhau. Trung niên Mỹ phụ Vu Sơn phu nhân đem hai mặt cổ xưa lệnh bài, hai tay giao đến Tiêu Phàm trong tay, mỉm cười nói, bảy mặt lệnh bài đều đủ, may mắn không làm nhục mệnh. Tiêu Phàm tiếp nhận lệnh bài, nhẹ nhàng gật đầu, nói, làm phiền Vu Sơn đạo hữu. Tiêu chân nhân quá khách khí, một cái nhấc tay, không cần phải nói. Vu Sơn phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức dung mạo nghiêm, thấp giọng nói, nghe ngân đạo hữu lời nói, Tiêu chân nhân hay là có ý định tại Thiên Tôn lĩnh cùng kia hung ma quyết chiến, nhưng có việc này. Thật có việc này, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản, trung niên Mỹ phụ liền lộ ra trưng cầu chi sắc, đã năm đó mấy vị đạo hữu hao phí to lớn tâm huyết, bày ra tòa này thượng giới đại trận, cứ như vậy vứt bỏ, không khỏi quá đáng tiếc. Tòa đại trận này, quả nhiên là đối phó kia hung ma lợi khí. Trung niên Mỹ phụ không khỏi nổi lòng tôn kính, nói chân nhân quả nhiên lòng dạ uyên bác, không hổ vô cực môn trung hưng chi tổ. Tiêu Phàm khoát tay áo, lạnh nhạt nói, lòng dạ uyên bác là chưa nói tới, bất quá là tính cách thế cấm, không thể không nhưng. Dù sao tiêu diệt thất dạ mãng, chính là ta Nam Châu đại lục tu chân giới trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chân nhân nói đúng, bất quá kia hung ma thần thông quảng đại. Không biết chân nhân phải chăng còn liên hệ đạo hữu khác, cùng cử hành hội lớn. Trung niên Mỹ phụ cẩn thận hỏi, vẻn vẹn bằng chúng ta mấy cái, sợ không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù phi thăng lên giới là rất dụ hoặc, nhưng rõ ràng chuyện chịu chết, trung niên Mỹ phụ là tuyệt đối không làm. Tiêu Phàm tay trái ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa nhẹ nhàng khẽ động, liền làm mỉm cười nói, Vu Sơn đạo hữu an tâm chớ vội, cái này liền có khách quý đến nhà. Ồ! Trung niên Mỹ phụ cũng hiểu được xem bói chi học,
nhưng thấy Tiêu Phàm dạng này bình chân như vại dáng vẻ, trong lòng cũng không khỏi hiện lên một tia ý tò mò. Nàng nhưng không có cao minh như thế thủ đoạn. Một lời chưa tất, một cái thanh âm nhàn nhạt xa xa truyền đến, công chính bình thản, không mang mảy may lệ khí. Nam Dương Tử Duy Ma, Bạch Mã Sơn Trang tấm 5, cầu kiến Vô Cực môn trưởng giáo Tiêu chân nhân. Duy Ma thái tử, trung niên mỹ phụ giật nảy cả mình, đột nhiên đứng dậy. Tại tu sĩ tầm thường trong tai, Bạch Mã Sơn Trang Trương Ngũ Tiên Sinh tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh, về phần Nam Dương Tử Duy Ma lại là ít có người nghe nói. Mà ở trung niên mỹ phụ xem ra, Bạch Mã Sơn Trang tấm 5 có thể hoàn toàn không nhìn, vị này Duy Ma thái tử mới thật sự là khiến người ngưỡng mộ đại nhân vật. Không khỏi ngay cả Tiêu Phàm đều hưng khởi nồng hậu dày đặc ý tò mò, không biết vị này Duy Ma thái tử đến cùng là loại nào khó lường địa vị, lập tức đứng dậy, chậm rãi nói, hai vị đạo hữu quá khách khí, Tiêu Phàm không dám nhận. Hai vị không chê quê mùa, liền mời vào bên trong dâng trà. Nhiều tạ Tiêu chân nhân, kia công chính thanh âm bình thản lần nữa lời nói. Sau một lát, trước mắt hư không một trận vặn vẹo, hai đạo nhân ảnh nổi lên, đứng sóng vai. Bên phải người, một bộ thanh sam, dung mạo gầy gò, dưới hàm ba tròm râu dài, nghiễm nhiên người trong chốn thần tiên. Chính là danh chấn Nam Châu đại lục tu chân đệ nhất thế gia bên trên đại gia chủ Trương Ngũ Tiên Sinh, từng tại Bạch Mã Sơn Trang trên không ngăn lại Thiên Ma đạo tổ, vì Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt tranh thủ đến quý giá nhất mấy canh giờ cơ hội thở dốc, nói đến, cũng là Tiêu Phàm ân nhân. Nếu không phải mấy tháng này sự tình thực tế quá nhiều, Tiêu Phàm sớm nên thân hướng Bạch Mã Sơn Trang gửi tới lời cảm ơn. Người bên trái, thì toàn thân đen nhánh, trên đầu song giác, mũi vểnh lên trời, miệng đầy răng nhọn. Dung mạo cực kỳ hung ác xấu xí, bất quá trên thân lộ ra khí tức, lại 10 điểm đường hoàng chính đại, từ bên trong mà bên ngoài, không mang nửa phân tà mị yêu ma chi khí. Tiêu Phàm mặc dù không có đi qua Nam Dương Thiên Thọ Đảo, chưa từng cùng Dạ Xoa tộc nhân đã từng quen biết, đơn thuần bằng người này như vậy tướng mạo, cũng có thể một chút liền nhận ra được, đây là Dạ Xoa tộc đại năng. Hai người vừa hiện thân, liền là song song ôm quyền, hướng Tiêu Phàm xá giải làm lễ, rất khách khí nói, gặp qua Tiêu chân nhân. Không dám nhận, Tiêu Phàm không dám chút nào lãnh đạm, lập tức ôm quyền hoàn lễ, cũng giống vậy xá giải tới đất. Thực tế hai vị này đều không thể coi thường, hơn 100 năm không gặp, Trương Ngũ Tiên Sinh trên thân lộ ra linh áp cực kỳ cường đại, ẩn ẩn đã đặt chân ngộ linh trung kỳ, có thể xưng Nam Châu đại lục tu chân giới đứng đầu nhất cường thủ một trong. Bất quá Trương Ngũ Tiên Sinh cố nhiên cao minh, cùng bên cạnh hắn Duy Ma thái tử tương đối, lại hơi có vẻ kém. Vị này Dạ Xoa tộc đại năng hách nhưng đã đạt đến tại ngộ linh trung kỳ nhất cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể bước tiến vào ngộ linh hậu kỳ, trở thành dưới cùng giao diện chân chính người mạnh nhất. Trừ những cái kia trong truyền thuyết 100.000 năm khó gặp ngộ linh hậu kỳ lão quái vật, Duy Ma thái tử có thể nói là Tiêu Phàm chỗ được chứng kiến cao thủ mạnh nhất, thậm chí ngay cả năm đó ngàn tỷ bên trong đuổi giết hắn Thiên Ma đạo tổ, đều có vẻ không bằng. Bỏ qua một bên không nói những cái khác, hai vị này tuổi tác, thực tế so Tiêu Phàm lớn quá nhiều. Chính là mạnh mẽ cao nhân tiền bối. Như thế khiêm cung ôn hòa, Tiêu Phàm chỗ này dám khinh thường. Chương 1485, Duy Ma thái tử. Cùng Tiêu Phàm hàn huyên nghỉ, Duy Ma thái tử lại hướng trung niên mỹ phụ ôm quyền làm lễ, mỉm cười nói, Phu Sơn đạo hữu, từ biệt mấy năm, đạo hữu phong thái còn thắng trước kia, thật đáng mừng. Trung niên mỹ phụ lập tức mặt mũi tràn đầy thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, liên tục không ngừng chỉnh đốn trang phục hoàn lễ. Kiều Thanh nói, đều nhờ thái tử quải niệm, thiếp thân. Kích động vạn phân, nàng là thật kích động, có vẻ như năm đó nàng bất quá cùng vị này Duy Ma thái tử từng có gặp mặt một lần, lúc ấy nàng bất quá là một tên nguyên anh trung kỳ nữ tu, xen lẫn trong một đống lớn nguyên anh tu sĩ bên trong, hướng bị lên ngôi vì Thiên Thọ cung thái tử Tử Duy Ma biểu thị chúc mừng. Khi đó Tử Duy Ma, liền đã trưởng thành, là tương đương với nhân loại ngộ linh kỳ lão tổ siêu cấp cao thủ. Lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Là rõ ràng như thế. Ai biết đã nhiều năm như vậy, nàng còn chưa kịp tự giới thiệu, Duy Ma thái tử liền một chút đưa nàng nhận ra được. Đạo hữu cũng là ở đây cùng Tiêu chân nhân thương nghị như thế nào đối phó kia máu vảy long sao? Duy Ma thái tử khách khí một câu về sau, lập tức hỏi. Đúng vậy, kia hung ma khí diễm ngút trời, chính là ta Nam Châu đại lục tu chân giới công địch, không giết hắn, chúng ta những người này đều chết không có chỗ chôn. Trung niên mỹ phụ chém đinh chặt sắt nói. Duy Ma thái tử bình tĩnh nhìn nàng một cái, bỗng nhiên sửa sang lại bào phục, lần nữa thật sâu chắp tay. Trung niên mỹ phụ lập tức liền có chút chân tay luống cuống, luôn miệng nói, thái tử điện hạ, không được, thiếp thân tuyệt đối không dám nhận.
Mặc dù nàng bây giờ cũng là ngộ linh kỳ đại cao thủ, nhưng ở Duy Ma Thái Tử trước mặt, từ đầu đến cuối có một loại sâu sắc, phức cảm tự ti. Trương Ngũ Tiên Sinh liền hướng Tiêu Phàm giải thích nói, Tiêu Chân Nhân có lẽ nghe nói qua Thiên Thọ Cung chi chiến, trăm năm trước vẫn lạc Thiên Thọ Vương, chính là Duy Ma Đạo Hữu thân huynh đệ. Năm đó Duy Ma Đạo Hữu vì truy cầu vĩnh sinh chi đạo, cam nguyện đem Thiên Thọ Vương chi vị nhường ngôi cho ấu đệ, mình viễn phó Nam Dương biển sâu tu luyện, bế quan ngàn năm. Ai biết lại trở lại Thiên Thọ Cung, sớm đã cảnh còn người mất. Nói, Trương Ngũ Tiên Sinh liền nhẹ nhàng lắc đầu, Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Duy Ma Thái Tử vừa nghe nói trung niên Mỹ phụ cũng muốn cùng một chỗ đối phó máu vảy long, lập tức liền đại lễ gặp nhau. Dưới mắt, bất kỳ cái gì một vị nguyện ý vì diệt sát máu vảy long xuất lực tu sĩ, đều là Duy Ma Thái Tử người trong đồng đạo. Thái Tử Điện Hạ, Trương Ngũ Tiên Sinh, hai vị mời ngồi. Tiêu Phàm mời khách nhập tọa, sớm có đồng nhi dâng lên linh trà. Nghe nói Tiêu Chân Nhân ngay tại chuẩn bị đối phó kia hung ma, tại hạ và ngũ huynh cố ý chạy đến, nguyện tại Tiêu Chân Nhân dưới trướng hiệu lực. Tinh kỳ chỉ, không dám hậu nhân. Duy Ma Thái Tử ôm quyền nói. Không dám, Thái Tử Điện Hạ quá khách khí. Tiêu Phàm chỗ này dám như thế đi quá giới hạn. Trương Ngũ Tiên Sinh khoát tay áo, nói Tiêu Chân Nhân cũng không cần chối từ. Lần này giao diện đại chiến, vì cái gì chúng ta Nam Châu Đại Lục ăn thiệt thòi không nhỏ, không phải chúng ta thực lực không đủ, mà là điều hành vô phương. Không có một cái lãnh tụ tông môn, cũng không có một vị nhân vật thủ lĩnh, từng người tự chiến, năm bè bảy mảng. Cái này mới đưa đến chúng ta vẫn luôn là bị động bị đánh. Bây giờ Vô Cực Môn Đông Sơn tái khởi, lãnh tụ khí thế đã thành. Tiêu Chân Nhân cố nhiên trẻ tuổi, lại là tu chân giới 10.000 năm khó gặp kỳ tài. Hỗn độn linh thể vang danh thiên hạ, tự nhiên là chúng vọng sở quy. Cái này quan trọng trước mắt, mong rằng Tiêu Chân Nhân bài trừ thành kiến. Dũng chọn gánh nặng, Duy Ma Thái Tử cũng nói, chính là, ta cùng ngũ huynh cũng là nghe nói Cửu Âm Quốc Diêm Đạo Hữu đã đến Thiên Tôn Lĩnh. Ngay cả Thương Mô đạo hữu, Phu Sơn đạo hữu, Thất Tinh Các Ngân đạo hữu, Vô Tình Biển Nhữ đạo hữu lâu như vậy lấy không hỏi thế sự thế ngoại cao nhân cũng tụ tập ở chỗ này, lúc này mới đêm tối đi gấp chạy tới. Kia hung ma là trời sinh thánh linh phân thân, không phải một người có thể địch, nhất định phải hợp mưu hợp sức mới có chiến thắng cơ hội. Trương Ngũ Tiên Sinh phụ họa nói, Duy Ma đạo hữu nói cực phải. Lấy yếu chống mạnh, lấy chúng kích quả, nếu như không có một cái mạnh hữu lực nhân vật lãnh tụ đến thống nhất chuẩn bị, thời khắc mấu chốt, rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên trận chiến này chúng ta chỉ có thể thắng không cho phép bại. Một khi bại, chúng ta những lão gia hỏa này có lẽ còn có cơ hội chạy thoát, ngàn tỷ binh sĩ, lại là từng cái chết không có chỗ chôn. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, sắc mặt đã kinh biến đến mức 10 điểm ngưng trọng, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu dạy bảo phải là, Tiêu Mỗ trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Duy Ma Thái Tử cùng Trương Ngũ Tiên Sinh không khỏi liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt đọc được vẻ vui mừng. Hai người bọn họ mặc dù tu vi cực cao, coi là thật giao thủ, tự nhận cũng sẽ không thua Tiêu Phàm vị này nhân tài mới nổi. Nhưng Bạch Mã Trương gia từ trước đến nay điệu thấp, Duy Ma Thái Tử càng là tránh cư hải ngoại, tại Nam Châu Đại Lục bừa bãi vô danh, đều khó mà đảm đương lãnh tụ trách nhiệm. Tương phản Vô Cực Môn cố nhiên suy sụp ngàn năm, dù sao mấy chục ngàn năm hùng trì đại lục, là công nhận Nam Châu Đại Lục tu chân thứ nhất tông môn, bây giờ Đông Sơn tái khởi. Tiêu Phàm càng là tiến giai thần tốc, chỉ là mấy trăm năm thời gian, đã đột phá đến hiểu linh trung kỳ cảnh giới, chính là đảm đương lãnh tụ trách nhiệm nhất thí sinh thích hợp. Đối với những cái kia động một tí sống hai ba thiên tuế thậm chí càng nhiều năm hơn đầu lão quái vật mà nói, Vô Cực Môn uy danh, sớm đã tại trong đầu của bọn họ thâm căn cố đế. Lần này, diệt ma đại chiến, từ Vô Cực Môn trưởng giáo chân nhân dẫn đầu, nhất là danh chính ngôn thuận, đương nhiên. Bất quá xem ra, Tiêu Phàm cũng chỉ là khách khí vài câu. Cũng không có muốn, trốn tránh trách nhiệm, chỉ ý, bọn họ hai vị chưa từng đến nhà trước đó, bên này kỳ thật đã tại làm chuẩn bị. Mấy tháng ở giữa, Vô Cực Môn nhìn qua không có động tĩnh chút nào, một điểm không giống như là đại chiến tiến đến trước khẩn trương tình hình, bên trong lại vẫn luôn tại làm lấy rút lui chuẩn bị. Lần này an bài Vô Cực Môn đệ tử cấp thấp rút lui, cũng mang theo hết sức rõ ràng Tiêu Phàm lạc ấn. Mấy tháng này, Tiêu Phàm một mực tại tổ chức bày trận. Tại Thiên Tôn Lĩnh bên trên kiến tạo 10 cái lâm thời truyền tống trận. Những này truyền tống trận đều là một lần tính, thông hướng Đại Triệu Quốc từng cái phương hướng, lối ra thiết trí cực kỳ bí ẩn. Thiên Tôn Lĩnh trên có một bộ phân đệ tử cấp thấp đã lần lượt chuyển rời đến địa phương khác, nhưng cũng không ít đệ tử cấp thấp lưu lại. Nếu như đột nhiên, phi thường náo nhiệt Thiên Tôn Lĩnh bỗng nhiên người đi nhà trống, trống trơn vắng vẻ, kia thất dạ mãng gì cùng thông minh, lập tức liền sẽ sinh ra hoài nghi.
biết rõ Tiêu Phàm bọn người thiết một cái bẫy chờ lấy hắn đến chui, hắn có phải là còn đuổi theo một đầu sông tới, kia thật là rất khó nói. Lưu lại bộ này phân đệ tử, tương đối mà nói tu vi tương đối cao, kinh lịch khá nhiều, càng thêm nghiêm chỉnh huấn luyện, một khi khai chiến, liền có thể kịp thời khởi động truyền tống trận, đem bọn hắn toàn bộ đưa tiễn. Thái tử điện hạ, người kiến văn quảng bác, cũng biết kia hung ma đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Trung niên Mỹ phụ nhìn không được hỏi, trăm năm trước chiến tử thiên thọ vương, ngay tại qua cửu thiên tuế thọ đàn, mà hắn lại là duy ma thái tử ấu đệ. Thánh linh hậu duệ huynh đệ tỉ muội ở giữa, tuổi tác chênh lệch cực lớn, vị này duy ma thái tử, sợ không có hơn 10.000 tuổi rồi. Lại là trời sinh thánh linh hậu duệ, có lẽ đối thất dạ mãng tình hình, hiểu nhiều hơn một chút. Duy ma thái tử nhẹ gật đầu, nói ta cũng không cùng kia hung ma giao thủ qua, nhưng có một chút là có thể khẳng định, cỗ này thân thể, tuyệt không có khả năng là trời sinh thánh linh chân thân. Theo ta suy đoán, thất dạ mãng hẳn là tại thượng giới gặp được cực lớn kiếp nạn, thậm chí bản tôn đã vẫn lạc. Lúc này mới đem một sợi phân hồn trục xuất hạ giới, tại thất dạ giới một lần nữa ngưng tụ ra một cỗ nhục thân tới. Bất kể là ai, đều muốn tuân thủ giao diện lực lượng pháp tắc, chỉ là nhất định không thể nghi ngờ. Nhưng là cứ như vậy, thực tế có chút giải thích không thông. Nếu như cái này hung ma thực lực, cũng giống vậy dừng lại tại chúng ta dạng này dưới cùng giao diện trạng thái đỉnh phong, hắn có thể nào như thế cường hãn. Cùng giai tu sĩ, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Trung niên Mỹ phụ vẫn như cũ có chút nửa tin nửa ngờ. Thiên thọ cung chi chiến, năm tên ngộ linh kỳ lão tổ đồng thời xuất thủ, còn có mấy chục tên nguyên anh kỳ tu sĩ từ bên cạnh hiệp trợ, kết quả cuối cùng lại là cơ hồ toàn quân bị diệt. Cùng giai giữa các tu sĩ, chênh lệch có thể nào như thế cách xa. Duy ma thái tử nhẹ nói, cái này cũng không kỳ quái, một chút kỳ tài ngút trời chi sĩ, luôn luôn so bình thường cùng giai tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Tỷ như tại cường đại nhất nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trước mặt, đừng bảo là phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hoàn toàn không cách nào cùng kháng, dù coi như là nguyên anh trung kỳ tu sĩ thậm chí đồng dạng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhiều người hợp lực, cũng không phải là đối thủ. Điểm này, Tiêu Phàm từng có nhất bản thân trải nghiệm. Tỷ như thiên ma thiếu chủ chính là như thế. Lại tỷ như chính hắn, cũng là như vậy. Khi bọn hắn ở vào nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh cao nhất thời điểm, bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cơ hồ ngay cả sức lực chống đỡ đều không có, vừa ra tay liền diệt sát đi. Cá thể thực lực chênh lệch quá mức cách xa, yếu thế một phương số lượng lại nhiều, có khi cũng không làm nên chuyện gì. Trung niên Mỹ phụ khẽ gật đầu, song mi nhàu. Duy ma thái tử hướng Tiêu Phàm chắp tay hỏi, Tiêu chân nhân, đối phó kia hung ma, không biết chân nhân có gì kế sách thần kỳ. Tiêu Phàm cười cười, nói kế sách thần kỳ là chưa nói tới, bất quá chúng ta đối phó kia hung ma, mặc kệ là diệt sát hay là phong ấn, đều chỉ có một lần cơ hội. Duy ma thái tử cùng Trương Ngũ tiên sinh đều yên lặng gật đầu, Duy ma thái tử nói, cho nên, muốn đem kia hung ma dẫn vào tuyệt địa, để hắn không đường có thể trốn. Đúng là như thế, anh hùng sở kiến lược đồng. Trung niên Mỹ phụ xen vào nói, mặc dù chúng ta vẫn chưa gióng trống khua chiêng mời đồng đạo, nhưng việc này muốn làm được hoàn toàn giữ bí mật. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Một khi tiết lộ phong thanh, kia hung ma làm sao chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cho nên, bố trí mai phục địa điểm, nhất định phải là hắn nhất định sẽ đi địa phương. Liền ta biết, có hai nơi chỗ, là máu vảy long nhất chắc chắn đi. Ba người nhất thời đều hứng thú, chăm miệng một lời mà hỏi thăm cái gì chỗ. Tiêu Phàm nói, một chỗ chính là chỗ này, Thiên Tôn Lĩnh. Năm đó máu vảy long tại ta vô cực môn thủy tổ trong tay bị nhiều thua thiệt. Một mực xem là vô cùng nhục nhã. Bây giờ hắn ngóc đầu trở lại, ta vô cực môn hắn là nhất định sẽ không bỏ qua. Tiếp theo chính là Tây Mạc Biển cả Toan Nghê Vương Cung. Tại sao là Toan Nghê Vương Cung? Trung niên Mỹ phụ nhìn không được hỏi. Thất dạ mãng vẫn luôn đang tìm kiếm có thể một lần nữa ngưng tụ thánh linh thân thể đồ vật. Năm đó hắn tiến công Thiên Thọ Cung là vì Thái tử Điện Hạ tổ tiên còn sót lại nhục thân xá lợi. Tại chúng ta Nam Châu Đại Lục, còn có một cái sinh ra trời sinh thánh linh chỗ. Chính là Tây Mạc Biển cả Toan Nghê Vương Cung, thất dạ mãng cũng nhất định sẽ đi. Tiêu Phàm chậm rãi nói. Hắn đã đi qua, Duy Ma Thái Tử nói. Ồ, mọi người ánh mắt, lập tức đồng loạt rơi vào Duy Ma Thái Tử trên mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1486, Cửu Lê Tiên Tử. Trước đó vài ngày, tại hạ đã phái người đi qua Tây Mạc Biển cả, muốn báo cho Toan Nghê Vương tộc đạo hữu. Mời bọn họ cẩn thận một chút. Trước đây không lâu, vị kia đạo hữu lấy nghìn dặm phù truyền về tin tức, Tây Mạc Biển cả chỗ sâu Toan Nghê Vương Cung, đã bị san thành bình địa,
trong vương cung ở lại hải tộc đồng đạo, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Duy Ma Thái tử ngữ khí trầm trọng nói. À, trung niên mỹ phụ kinh hãi. Tiêu Phàm lại sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, thấp giọng nói, vừa mới đạt được Cửu Âm quốc gặp tin tức, tại hạ liền đã phái người tiến về Tây Mạc biển cả thông chi Toan Nghê vương tộc đạo hữu, mời bọn họ lập tức rút lui Toan Nghê vương cung, liệu tất kia máu phải long đuổi tới vương cung thời điểm, sớm đã chỉ còn lại có một cái thành không. Duy Ma Thái tử đại hỉ, nhẹ nhàng thở phào một cái, nói, nguyên lai Tiêu chân nhân sớm có sắp xếp, vậy liền quá tốt. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, lại từ khác biệt. Nghĩ không ra vị này Tiêu chân nhân tuy còn trẻ tuổi, thế mà cùng Toan Nghê vương tộc cũng có giao tình, giống như Toan Nghê vương tộc đối với hắn còn 10 điểm tin phục. Cái này đúng thật là năng giả vạn năng. Tựa hồ hiểu rõ Duy Ma Thái tử nội tâm suy nghĩ, Tiêu Phàm liền giải thích một câu, tại hạ và Toan Nghê vương tộc Nguyên Hạo đạo hữu là nhiều năm bạn tri kỷ. Ồ, Nguyên Hạo đạo hữu dưới mắt hẳn là không việc gì chứ? Đều nhờ Thái tử điện hạ lo lắng, Nguyên Hạo đạo hữu rất an toàn, kia máu phải long tìm không thấy hắn. Mặc dù Toan Nghê vương tộc tiến giai thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán, nhưng nghĩ đến trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, Nguyên Hạo cũng rất nhanh liền có thể phóng ra kia một bước cuối cùng, bước vào trưởng thành Toan Nghê vương tộc hàng ngũ. Không có Tiêu Phàm cùng Càn Khôn đỉnh, máu vải long dù coi như biết thanh Toan Nghê thánh linh nguyên địa chỗ, cũng không có cách nào tiến vào. Như thế nói đến, vậy cũng chỉ có thể tại Thiên Tôn lĩnh cùng kia hung ma quyết chiến rồi. Chốc lát, Trương Ngũ tiên sinh trầm giọng hỏi, trong giọng nói xen lẫn một chút lo nghĩ, bất kể nói thế nào, nơi này chính là Vô Cực môn tổ địa, mấy triệu môn nhân đệ tử ký thác tinh thần, thân là Vô Cực môn trưởng giáo chân nhân, dạng này quyết tâm thật là không tốt hạ. Là, mấy tháng nay, tại hạ vẫn luôn đang tiến hành bố trí. Đã kia hung ma nhất chắc chắn đến tìm bản môn suối quẩy. Kia ngay ở chỗ này cùng hắn quyết chiến tốt, Tiêu Phàm thản nhiên đáp, tấm năm cùng Duy Ma Thái tử, liền là nổi lòng tôn kính. Tiêu chân nhân, lại không biết nhân thủ phương diện, chuẩn bị phải như thế nào rồi. Trương Ngũ tiên sinh lại hỏi, Tiêu Phàm có chút nhíu mày, nói, Diêm đạo hữu đã hướng mấy vị ma đạo lão bằng hữu phát ra mời, đoán chừng ít ngày nữa tức sẽ đuổi tới. Thái Cực môn Trần trưởng giáo, Thái Thượng tông Phương tông chủ, Chân Vũ môn Bối đạo hữu, Nguyên Linh giáo Đồng đạo hữu, Thái Ất môn Phổ Hóa đạo hữu, Tây Phương lớn Phục Ma chùa Thiên Tuyệt thần ni mấy vị này cũng sẽ ở gần đây đuổi tới. Dù coi như thế, nhân thủ phương diện cũng vẫn như cũ hơi nghi ngờ không đủ. Trung niên mỹ phụ không khỏi hãi nhiên, nói cái này rất nhiều đạo hữu đồng tâm hiệp lực, kia hung ma coi như thật là thánh linh hạ phàm, sợ cũng ngăn cản không nổi a. Tiêu chân nhân phải chăng đem thực lực đoán chừng phải quá cao rồi. Tấm lấy ngón tay cũng có thể đếm ra được, cái này đã có gần 20 tên ngộ linh kỳ tu sĩ tề tụ. Trong đó gần một nửa còn có ngộ linh trung kỳ trở lên tu vi. Kia máu vảy long tại giao diện chi lực áp chế xuống, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra ngộ linh hậu kỳ đại thành tu sĩ uy năng, bị nhiều như vậy cùng giai tu sĩ vây công, chẳng lẽ còn thật có thể nghịch thiên không thành. Lại càng không cần phải nói. Còn có Thiên Tôn lĩnh thất sát đại trận hỗ trợ trợ. Đây chính là từ huyền linh thượng giới lưu truyền tới nay tuyệt trận. Nếu như vậy còn không giết được hắn, đâu có là lý. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nói, Phu Sơn đạo hữu cũng không nên quên, cái này máu vảy long cũng không phải một mình tác chiến. Hắn là thất dạ giới thủy tổ, tại phía sau hắn, có dòng dã một cái giao diện cao thủ tương trợ. Nếu như đến lúc đó hắn là lẻ loi một mình đến đây, kia là không còn gì tốt hơn. Nhưng vạn nhất, hắn không phải độc thân đến đây đâu. Trung niên mỹ phụ kêu lên, người nói là, hắn sẽ mang những người khác cùng một chỗ giết tới. Chí ít chúng ta không thể loại trừ khả năng này. Duy Ma Thái tử chậm rãi gật đầu, nói Tiêu chân nhân nói có lý, đối phó cái này hung ma, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Nếu như kế hoạch làm được không đủ chu toàn, đến lúc đó liền vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc. Mặc dù cho tới nay, tựa hồ máu vảy long đều là đơn độc hành động, nhưng ai cũng không thể đảm bảo. Hắn mỗi lần đều như vậy. Người ta có một đại bang, tiểu đệ, mang không mang ra đến khoe khoang nhìn tâm tình của hắn, lại không phải địch thủ của hắn có thể giúp hắn quyết định. Trương Ngũ tiên sinh sau mi chăm chú vặn cùng một chỗ, nói thế nhưng là chúng ta Nam Châu đại lục ngộ linh kỳ đồng đạo, chính là nhiều như vậy, hải tộc bên trong ngược lại còn có một số, bất quá vội vàng ở giữa, khó mà tất tập. Kia hung ma nhưng chưa chắc sẽ chờ chúng ta đem hết thảy đều bố trí tốt mới động thủ. Trung niên mỹ phụ trầm ngâm nói, nếu như chúng ta có thể chinh chi kia hung ma hành tung, nghĩ cách đem nó dụ tiến vào chúng ta vòng mai phục, vậy là tốt rồi. Đánh hắn trở tay không kịp,
Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hoàn toàn không có khả năng. Máu vảy long xuất quỷ nhập thần, căn bản liền không có cách nào biết hành tung của hắn. Chúng ta chỉ có thể nhịn dưới tính tình chờ đợi. Duy Ma Thái tử nói, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nếu có một vật, là kia hung ma nhất định phải được, vậy chúng ta liền có thể dùng cái này dẫn dụ hắn hiện thân. Tiêu Phàm không khỏi hai mắt sáng lên, tỷ như nói đâu. Duy Ma Thái tử nói, tỷ như nói, chúng ta dạ xoa tộc thủy tổ nhục thân xá lợi. Trung niên Mỹ phụ kêu lên, thế nhưng là, Thái tử điện hạ, quý tộc thủy tổ nhục thân xá lợi, không phải đã bị kia hung ma cướp đi rồi sao? Duy Ma Thái tử từ tốn nói, chúng ta dạ xoa tộc thủy tổ xá lợi, cũng không chỉ một viên. Năm đó ta tiến về biển sâu tu luyện, liền đem nhục thân xá lợi một phân thành hai, tùy thân mang đi một nửa. Một nửa kia, lưu tại ngũ đệ trong tay. Trương Ngũ Tiên Sinh lập tức nói, không được, dạng này quá nguy hiểm. Duy Ma Thái tử cười cười, nói ta lại không phải muốn cùng hắn liều mạng, chỉ là mang theo hắn túi mấy vòng mà thôi, dù coi như có chút hung hiểm, cũng đừng gấp. Thế nhưng là các ngươi dạ xoa tộc cũng không lấy độn thuật tăng trưởng. Coi như chỉ là mang theo hắn túi mấy vòng, kia cũng không phải nói chơi vui. Duy Ma Thái tử nhìn hắn một chút, mỉm cười nói, may mắn ta còn có một cái tinh thông độn thuật bằng hữu, Bạch Mã Trương gia đại danh đỉnh đỉnh, cũng không phải may mắn mà tới. Bạch Mã Trương gia nổi danh nhất công pháp, chính là bọn hắn Bạch Mã độn thuật. Coi là thật như thời gian qua nhanh, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tấm Nam liền khe khẽ thở dài, cùng Duy Ma Thái tử tương giao nhiều năm, đối với hắn cái này tính nết. Trương Ngũ Tiên Sinh nhưng là hiểu rõ cực kỳ, chớ nhìn hắn bên ngoài đồng hồ ôn hòa, nhận định sự tình, rốt cuộc kéo không trở lại. Ngay vào lúc này, một cái thanh âm êm ái, bỗng nhiên vang lên. Tiêu chân nhân, tại hạ đường xa mà đến, không biết có thể cùng chân nhân gặp mặt một lần. Thanh âm này mặc dù nhu hòa, lại là biết bao phiêu miểu, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, hoàn toàn bắt đoán không được, đến cùng đến từ phương nào. Mọi người không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, cần biết đang ngồi bốn người, liền không có một cái là tên soàng xính, có thể nói, đây đã là trước mắt Nam Châu đại lục mạnh nhất mấy vị siêu cấp cao thủ. Thế mà ngay cả một thanh âm đầu nguồn đều không thể xác định, người tới thần thông chi quảng đại, có thể thấy được chút ít. Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói, các hạ ở xa tới là khách, gì không hiện thân gặp mặt. Ta cũng sớm đã đến, kia thanh âm êm ái tiếp tục phiêu miểu nói. Ba vị lại mời rộng ngồi, Tiêu Mỗ đi đi liền về. Tiêu Phàm liền là hai tay chắp tay, lạnh nhạt nói. Trung niên Mỹ phụ bận bịu tức nói, Tiêu chân nhân. Người này ý đồ đến không rõ, hay là cẩn thận là hơn. Thiếp thân nguyện cùng đi chân nhân đi một chuyến. Tiêu Phàm cười cười, nói, đa tạ Vu Sơn đạo hữu ý đẹp. Vị đạo hữu này nếu là đường xa mà đến, Tiêu Mỗ chưa khắc viễn nghênh, chung quy là có chút thất lễ. Cho Tiêu Mỗ đi nói lời xin lỗi cũng tốt, một lời chưa tất, Tiêu Phàm thân thể liền một trận gợn nước vặn vẹo. Tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Duy Ma Thái tử cùng Trương Ngũ Tiên Sinh lại liếc nhau, cũng tịnh không quá lo lắng. Lấy Tiêu Phàm hiện nay tu vi thần thông, chỉ cần không phải kia hung ma đích thân tới, toàn bộ Nam Châu đại lục, đã rất khó có người có thể đối với hắn cấu thành bao lớn uy hiếp. Sau một lát, Tiêu Phàm liền xuất hiện tại Thiên Tôn lĩnh phía tây, cách hắn vừa rồi vị trí vườn hoa, đã cách mấy trăm bên trong xa. Khoảng cách như vậy, bây giờ tại Tiêu Phàm mà nói, cơ bản liền xem như gần trong gang tấc. Nơi này đã là Thiên Tôn lĩnh bên ngoài, một mảnh băng thiên tuyết địa, ít ai lui tới, cũng rất ít có môn nhân đệ tử tại cái này băng tuyết bao trùm vách núi treo leo bên trên tu luyện, dõi mắt chỗ đến, trừ trắng noãn băng tuyết, không còn có nhìn thấy nửa cái bóng người. Tiêu Phàm từ tốn nói, Tiêu Mỗ đã đến, ba vị đạo hữu liền mời hiện thân đi. Ha ha, Cửu Lê tiên tử, bần đạo đã sớm nói, Tiêu chân nhân thần thông quảng đại, trời huyễn chi thuật là không gạt được hắn. Tiêu Phàm vừa dứt lời, một cái phóng khoáng thanh âm liền vang lên. Hừ, chúng ta lại tới đây, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu gian nan hiểm trở, bốc lên bao lớn phong hiểm, cẩn thận một chút, có lỗi gì. Lúc trước cái kia thanh âm êm ái nói, cũng đã trở nên lạnh như băng, không có mảy may ôn nhu ấm áp. Tiên tử nói đúng, bất quá đã nhiên Tiêu chân nhân đã đến, chúng ta lại trốn tránh không gặp người, không khỏi quá thất lễ. Tiêu Phàm cười cười, nói, ba vị nếu như nhất định phải tại trong huyễn trận gặp nhau, ngược lại cũng không sao. Dù sao ba vị ở xa tới là khách, Tiêu Mỗ rất nguyện ý chủ tùy khách tiện. Nói, ống tay áo lắp một cái, thú mắt vàng mắt dọc bay múa mà ra, Tiêu Phàm tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết phi tốc bắn vào dựng thẳng trong mắt, trong chớp mắt quang mang bắn ra bốn phía,
một đạo đen nhánh cột sáng, bắn thẳng đến mà trước, chỉ nghe, xùy, một tiếng xé vải nhẹ vang lên, nhìn như không có vật gì vách núi một bên, bỗng nhiên bị xé mở một đường vết rách, Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, liền tiến vào lỗ hổng kia, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thật mắt chi quang, kia lạnh như băng giọng nữ cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu chân nhân còn tu luyện có loại pháp bảo này. Quỷ thủy mặc kỳ lân đích hệ huyết mạch hậu duệ, chính là các loại huyễn trận huyễn thuật khắc tinh, bỗng nhiên tại Tiêu Phàm thủ hạ xuất ra, dù coi như là cửu lê tiên tử, cũng có chút trở tay không kịp. Chỉ bất quá đơn thuần dựa vào một món pháp bảo, liền nghĩ dễ như trở bàn tay xé mở cửu lê tiên tử tự tay bố trí huyễn trận, không khỏi quá ngây thơ chút. Đang lúc cửu lê tiên tử liền muốn cách làm, một lần nữa điều chỉnh huyễn trận thời điểm, lại bị bên người đạo sĩ một phát bắt được lấy cổ tay, lấy ánh mắt ngừng lại động tác của nàng. Đạo sĩ lập tức lắc một cái ống tay áo, đem trước người huyễn trận xé mở, trực tiếp hướng Tiêu Phàm đi tới. Cửu lê tiên tử chỉ hơi quằn quại, lập tức liền hòa yên tĩnh. Bất kể nói thế nào, hôm nay bọn hắn không phải đến thiên tôn lĩnh đến đấu khí, càng không phải là đến nháo sự. Chương 1487, cao cổ giới người tới. Đứng tại Tiêu Phàm trước mặt hai người, nam tử làm mão vàng ăn diệt, ước chừng 40-50 tuổi niên kỷ, dưới hàm râu ngắn, quần áo cách ăn mặc đều rất phẳng thực mộc mạc, cùng trong ngày thường nhìn thấy du phương đạo sĩ không khác nhau chút nào. Nếu như Tiêu Phàm tu vi hơi yếu một chút, chỉ sợ căn bản liền không cảm ứng được, tên này đạo nhân vậy mà cũng là một vị ngộ linh trung kỳ siêu cấp đại cao thủ. Nữ tử ăn diệt, thì xinh đẹp hơn được nhiều, người mặc ngũ thải cẩm y, phơi bầy tuyết trắng cánh tay cùng bắp đùi thon dài, phấn quang tinh tế, cực kỳ mê người, xem xét cũng không phải là bình thường phụ nhân. Dung nhan càng là kiều diễm vô song, chỉ là thần sắc hơi có chút âm lãnh, để kia phần cực hạn kiều mị thoảng qua thiếu mấy phân mị hoặc. Bất quá nếu ai coi nàng là thành bình thường mùa hoa thiếu phụ mà đối đãi, thậm chí miệng ba hoa muốn lấy chút lợi lộc lời nói, vậy coi như gặp vận rủi lớn. Tên này nhìn qua kiều diễm vô song mỹ mạo thiếu phụ, tu vi cực cao, vậy mà không chút nào tại kia mão vàng đạo nhân phía dưới. Tiêu Phàm sắc mặt có chút ngưng lại, từ trên người hai người này, hắn ẩn ẩn cảm ứng được một cỗ không giống bình thường khí tức, đến cùng có khác biệt gì, trong lúc nhất thời, lại là nói không ra. Biết rất rõ ràng có chỗ khác biệt, lại vẫn cứ nói không nên lời cái nguyên cớ tới, loại cảm giác này đặc biệt quỷ dị. Có lẽ là nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, đạo sĩ kia hai tay ôm quyền chắp tay, trầm giọng nói, Tiêu chân nhân cũng đã nhìn ra, tại hạ hai người khí tức, không giống bình thường. Bần đạo Ngọc Hư, vị này là cửu lê tiên tử, chúng ta đều là từ cao cổ giới mà tới. Cao cổ giới, dù là Tiêu chân nhân kiến thức rộng rãi, lúc này cũng có chút trợn tròn mắt. Thực tế cao cổ giới cách có chút xa. Lần trước giao diện đại chiến, ngược lại là có cao cổ giới đại quân tham dự, một lần kia là thất dạ giới, cao cổ giới, huyền ta giới cùng mấy cái giao diện đồng thời tiến công toa ma giới. Đương nhiên là lấy thất dạ giới làm chủ. Sau đại chiến, mấy cái giao diện tách ra, từ đây liền mất đi liên hệ, cao cổ giới tại toa ma giới tồn tại cảm rất yếu. Nhất là lần này, chỉ có thất dạ giới cùng Nam Châu Đại Lục khai chiến, cao cổ giới vẫn chưa công kích toa ma giới. Liền càng thêm không người nhớ được còn có như thế một cái, hàng xóm, tồn tại. Tiêu Phàm cũng chưa từng nghĩ đến, một ngày kia, sẽ có hai vị cao cổ giới ngộ linh trung kỳ đại cao thủ xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá Tiêu Phàm lập tức liền lấy lại tinh thần, bây giờ cao cổ giới, cố nhiên cùng toa ma giới không có giao tập, lại cùng thất dạ giới gặp nhau rất sâu. Thậm chí tại trăm năm trước hướng thất dạ giới khởi xướng đại quy mô tiến công. Về phần trận chiến kia kết quả cuối cùng như thế nào? Vậy liền không được biết. Gặp qua Ngọc Hư chân nhân, cửu lê tiên tử, hai vị đường xa mà đến, vất vả. Tiêu Phàm ôm quyền làm lễ, cao giọng nói. Hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được. Ở trong huyễn trận này, còn có người thứ ba tồn tại, bất quá người kia tu vi không cao, còn tại Nguyên Anh Kỳ, nghĩ đến là Ngọc Hư đạo nhân hoặc là cửu lê tiên tử vãn bối đệ tử. Đã Ngọc Hư đạo nhân không để hắn lộ diện, Tiêu Phàm cũng liền ngậm miệng không đề cập tới. Tiêu chân nhân chắc hẳn cũng đang nghi ngờ. Làm sao cao cổ giới tu sĩ, chạy đến toa ma giới đến rồi. Ngọc Hư đạo nhân tựa hồ là cái thẳng tính, nói chuyện rất thích đi thẳng vào vấn đề. Điểm này, ngược lại là rất đúng Tiêu Phàm khẩu vị. Lập tức cũng không phủ nhận, mỉm cười, nói, tại hạ quả thật có chút lo nghĩ, còn xin hai vị giải hoặc. Ngọc Hư đạo nhân cười khổ một tiếng, nói, kỳ thật cũng không có gì cổ quái, bần đạo cùng cửu lê tiên tử, đều chẳng qua là cá lọt lưới, sống sót sau tai nạn người. Tiêu Phàm song mi có chút nhào lên, nói cao cổ giới cùng thất dạ giới ở giữa lên xung đột, điểm này, tại hạ ngược lại cũng đã được nghe nói,
chẳng lẽ chỉ là 100 năm, liền đã phân ra được thắng bại. 100 năm thời gian, tại phàm tục thế giới tự nhiên là 10 điểm dài dằng dặc, nhưng tại tu chân giới, nhưng cũng không tính là gì. Giao diện đại chiến, 100 năm liền phân ra thắng bại, thực tế có thể coi là rất nhanh chóng. Nghe Ngọc Hư đạo nhân lời ấy, chẳng những phân ra được thắng bại, mà lại được chia 10 điểm triệt để. Ngay cả đường đường hai tên ngộ linh trung kỳ siêu cấp đại cao thủ, đều biến thành cá lọt lưới. Cửu Lê tiên tử hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, nếu không phải kia thất dạ thủy tổ, dựa vào thất dạ giới thực lực, lại sao là ta cao cổ giới đối thủ. Mặc dù đã sớm biết, 100 năm trước thất dạ mãng đi cao cổ giới, nhưng nghe xong lời ấy, Tiêu Phàm hay là lấy làm kinh hãi. Chiếu Cửu Lê tiên tử ngụ ý, thất dạ giới thực lực tổng hợp còn không bằng cao cổ giới, thuần túy là dựa vào thất dạ mãng lực lượng một người, cải biến toàn bộ chiến tranh kết cục. Tiêu Phàm chưa hề đánh giá thấp qua thất dạ mãng, cũng không có tồn mảy may lòng cầu gặp may, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không như vậy trịnh trọng việc, lớn phí chắc trở làm chuẩn bị nghênh chiến. Mà bây giờ xem ra, bọn hắn đối thất dạ mãng nhận biết, hay là 10 điểm không đủ. Đương nhiên, Cửu Lê tiên tử có lẽ có ít nói quá sự thật, cao cổ giới thực lực chưa chắc liền mạnh hơn thất dạ giới, nhưng cao cổ giới có can đảm chủ động hướng thất dạ giới tiến công, thực lực nhất định cũng sẽ không quá kém. Hai vị không ngại, có thể hay không nói cho Tiêu Mỗ, cao cổ giới chiến sự, kết quả đến cùng như thế nào? Tiêu Phàm nhẹ giọng hỏi, thất bại thảm hại, Ngọc Hư đạo nhân lời ít mà ý nhiều, dùng 4 chữ liền khái quát tất cả. Trên cơ bản, hiện tại toàn bộ cao cổ giới đều đã hướng thất dạ giới thần phục, có can đảm phản kháng tông môn, đều bị tiêu diệt phải tinh quang. Tiêu Phàm nhíu mày hỏi, chẳng lẽ toàn bộ cao cổ giới, liền không có nghĩ cách đối kháng kia thất dạ mãng? Cửu Lê tiên tử cả giận nói, Tiêu chân nhân như thế xem thường ta cao cổ giới đồng đạo a. Ngọc Hư đạo nhân lắc đầu, chậm rãi nói, sống chết trước mắt, tự nhiên sẽ liều mạng một lần, bất quá kết quả của trận chiến này, Tiêu chân nhân cũng đã thấy. Chỉ còn lại chúng ta mấy cái này cá lọt lưới. Nếu không phải kia thất dạ mãng vội vã chạy về Nam Châu Đại Lục đến, chúng ta cũng là rất khó chạy thoát được hắn ma trường. Từ cao cổ giới đi ngang qua thất dạ giới, lại đến Nam Châu Đại Lục, chúng ta quả thực kinh lịch không ít hiểm cảnh, kém một chút liền bị kia hung ma phát giác được. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, hai vị đạo hữu thứ lỗi, không là tại hạ không tin được hai vị, thực tế là can hệ trọng đại. Hai vị lấy cái gì để chứng minh thân phận của các ngươi? Hai cái hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua ra hỏa, bỗng nhiên ở trước mặt hắn xuất hiện, đối với hắn nói bọn hắn là thất dạ mãng tử địch, muốn cùng hắn cùng một chỗ đối phó kia hung ma, Tiêu Phàm còn thật không dám tùy tiện liền tin tưởng. Đây không phải hắn chuyện riêng, quan hệ đến toàn bộ Nam Châu Đại Lục sinh tử tồn vong. Thậm chí có thể nói, là quan hệ đến phiến tinh không này bên trong mấy cái giao diện sinh tử tồn vong. Tự tin như Tiêu Phàm, cũng không thể không hết sức cẩn thận. Ngọc Hư đạo nhân cùng Cửu Lê tiên tử nghe xong, chẳng những không có sinh khí, ngược lại nhẹ nhàng thở phào một cái, liếc nhìn nhau, đều lộ ra vui mừng thần sắc. Tiêu Phàm nói như vậy, trên thực tế liền biểu thị chuẩn bị kết giao bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có thể cầm ra chứng cứ chứng minh thân phận của mình là được. Tiêu chân nhân mời xem, Ngọc Hư đạo nhân ống tay áo lắc một cái, một khối ngũ thải tinh thạch bắn ra, quay tròn tại ba người trước người xoay chậm chậm, Ngọc Hư đạo nhân tay phải năm ngón tay luân chuyển. Từng đạo pháp quyết đánh vào trong tinh thạch dần dần quang hoa đại phóng, chiếu rọi ra một đoạn hình ảnh ra. Pháp bảo bay loạn, tiếng giết rung trời. Hình ảnh bên trong, mười mấy tên tu sĩ cấp cao vây quanh một tên huyết quang thiếu niên, không ngừng phát động tấn công mạnh. Hình ảnh này 10 điểm rất thật, thậm chí có thể cảm ứng được những tu sĩ kia khí tức trên thân, không hề tầm thường, đều là ngộ linh kỳ lão tổ, từng cái thần thông kinh người. Trong đó người đầu lĩnh, chính là Ngọc Hư đạo nhân. Chỉ không gặp Cửu Lê tiên tử. Tên kia huyết quang thiếu niên, Tiêu Phàm càng là dị thường quen thuộc, đúng là hắn từng tới giao thủ qua thất dạ giới thủy tổ máu vải long. Bất quá là năm đó hắn đối kháng chỉ là một bộ linh thân, hình ảnh này bên trong huyết quang thiếu niên, thân thể dày đặc, huyết khí tràn đầy như biển, chính là thật sự huyết nhục chi khu. Long thần đảo cái kia kén máu, rốt cục thai nghén thành công. Huyết quang thiếu niên đơn thương độc mã, đại chiến mười mấy tên cao cổ giới ngộ linh tu sĩ. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, phần này hình ảnh, chân thật ghi chép lúc ấy chiến cuộc, mà lại là toàn phương vị, không có bất kỳ cái gì góc chết. Tiêu Phàm xem xét chính là tốt mấy canh giờ, như tại phàm tục thế giới, cứ như vậy đem Duy Ma Thái Tử, Trương Ngũ Tiên Sinh bọn người vứt xuống, tự nhiên là cực kỳ không lễ phép hành vi, coi như tại tu chân giới, cũng giống vậy rất không lễ phép. Chỉ là cái này quan trọng trước mắt, lại không nghĩ ngợi nhiều được.
Tiêu Phàm thấy ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, tựa hồ sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Ngay từ đầu, song phương có công có thủ, đánh cho nan giải khó phân, Huyết Quang thiếu niên vẫn chưa chiếm được tiện nghi, thậm chí còn thoảng qua cư tại hạ phong. Ngọc Hư đạo nhân điều hành có phương, các loại bảo vật cùng pháp trận chi lực đều dùng đi lên, mười mấy tên ngộ linh kỳ cao thủ dần dần hình thành một vòng vây, hướng ở giữa không ngừng nắm chặt, chuẩn bị dựa vào lấy người đông thế mạnh, tươi sống đem Huyết Quang thiếu niên vây chết. Tiêu Phàm thấy khẽ vuốt cằm, không hề nghi ngờ, hắn rất tán đồng Ngọc Hư đạo nhân loại này đấu pháp. Người đông thế mạnh, coi như đánh không chết hắn, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn. Thẳng đến Huyết Quang thiếu niên hóa thành hình rồng, sắc nhọn tiếng long ngâm bay thẳng cửu tiêu, ngập trời trong cơn sóng máu, một đầu ngàn trượng chi cự huyết sắc giao long phóng lên tận trời, vô số huyết quang từ huyết long thể nội bắn ra, hóa thành thật dài tia sáng màu đỏ, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn cắt mà đi. Những này huyết sắc tia sáng không biết là loại vật nào huyễn hóa mà thành, uy lực cực mạnh, sắc bén tuyệt luân, mặc kệ là pháp bảo gì, chỉ cần vừa tiếp xúc với huyết sắc tia sáng, lập tức liền bị hết thảy hai đoạn, ngay cả nửa điểm kháng cự chi lực đều không có. Chiến cuộc đến tận đây đại biến, vây công Huyết Quang thiếu niên mười mấy tên ngộ linh kỳ tu sĩ, vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này liền có hơn 10 người vẫn lạc tại máu dưới ánh sáng. Phía sau chiến cuộc, liền bày biện ra nghiêng về một bên trạng thái. Huyết sắc giao long đánh đầu thắng đó, huyết quang những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì sức lực chống đỡ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Phàm giật mình nói. Mặc dù chỉ là một phần hình ảnh, cũng thấy Tiêu chân nhân mồ hôi lạnh gợn sóng mà hạ. Bởi vì đây là chân thật nhất ghi chép, nhất là Huyết Quang thiếu niên hóa rồng về sau, toàn thân khí tức càng là tăng vọt, gần như trong nháy mắt đột phá loại này dưới cùng giao diện chỗ có thể cho phép cực hạn, xông phá hiểu linh kỳ ràng buộc. Cho người cảm giác Ngọc Hư Tử bọn người, là tại cùng một loại không phải người lực lượng đối kháng. Mạnh yếu cực kỳ cách xa. Không biết, Ngọc Hư đạo nhân đàng hoàng đáp, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ sợ hãi thần sắc. Nhưng ta có thể khẳng định, vào thời khắc ấy, kia hung ma tuyệt đối đột phá giao diện mạnh nhất ràng buộc, hắn. Hắn đem lên giới chi lực mang xuống đến. Chương 1488, hóa rồng chi lực. Thượng giới chi lực, kia không có khả năng. Chương Ngũ Tiên Sinh lắc đầu liên tục. Biểu thị không tin. Đây đã là mấy canh giờ về sau, Ngọc Hư đạo nhân cùng Cửu Lê tiên tử rốt cục lấy được Tiêu Phàm tín nhiệm, Tiêu Phàm cũng lấy được tín nhiệm của bọn hắn, thế là cùng đi đến Vô Cực môn trưởng giáo chân nhân nơi ở hậu hoa viên bên trong, cùng Trương Ngũ tiên sinh, Duy Ma thái tử bọn người gặp mặt. Đã muốn hợp lực tác chiến, lẫn nhau ở giữa, tổng muốn có hiểu biết mới được. Trạng thái tốt nhất đương nhiên là mọi người cùng nhau thao luyện mấy lần, lấy được ăn ý, bất quá Tiêu Phàm cũng biết như thế thực tế không lớn. Có thể đem những này tâm cao khí ngạo ngộ linh kỳ lão quái gom lại một đống, đã tương đương không dễ dàng, lại muốn cùng một chỗ thao luyện, quả quyết không có khả năng. Cũng may cái này cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao ngộ linh kỳ lão quái không phải luyện khí kỳ đệ tử, tranh đấu kinh nghiệm chi phong phú, không cùng luân so, vừa đánh nhau, tự nhiên hiểu được như thế nào phối hợp. Cho nên, khi Ngọc Hư đạo nhân nói chuyện đến thất dạ mãng hóa thành hình rồng về sau, vô cùng có khả năng có được thượng giới chi lực lúc. Cơ hồ tất cả mọi người không tin tưởng lắm. Giao diện pháp thì không phải vậy nói đùa, dù coi như là trời sinh thánh linh, cũng không thể đột phá, bằng không mà nói, hết thảy liền đều lộn xộn. Ngọc Hư đạo nhân cũng không nhiều lời, trực tiếp đem ngũ thải tinh thạch tế ra. Mọi người lập tức đều an yên tĩnh, không chớp mắt tiếp cận không trung phơi bày ra hình tượng, coi như vừa mới nhìn qua một lần Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ. Dạng này hình ảnh, rất rõ ràng chỉ nhìn một lần là còn thiếu rất nhiều. Muốn phục chế rất nhiều phần, phân phát cho mỗi một cái tham chiến đồng đạo, tận khả năng nhiều quen thuộc thất dạ mãng tình hình. Thượng giới chi lực, nhìn thấy thất dạ mãng hóa rồng thời khắc, một mực nửa tin nửa ngờ Trương Ngũ tiên sinh bọn người, cũng không khỏi phải ngây người, lại không nghi ngờ Ngọc Hư đạo nhân là ra vẻ kinh người ngữ điệu. Một đám ngộ linh kỳ lão quái tại cuồn cuộn mà đến huyết sắc tia sáng cắt phía dưới, hoàn toàn không có kháng cự chi lực, nếu như không phải thượng giới chi lực. Lại là cái gì? Buồn cười bọn hắn lúc trước còn cảm thấy lấy nhân thủ hiện có, đầy đủ đối phó kia hung ma. Hiện tại xem ra, dù coi như kia hung ma hoàn toàn không khiến người ta giúp đỡ, bọn hắn cũng xa không phải là đối thủ. Cái này cũng chẳng có gì lạ. Chốc lát, Duy Ma Thái tử chậm rãi nói, sắc mặt nghiêm túc. Mọi người nhao nhao chú mục, Duy Ma Thái tử cũng không để ý tới mọi người ánh mắt. Tiếp tục không chậm không nhanh nói, cùng loại kinh lịch, chư vị kỳ thật đều từng có. Tại nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong thời điểm, ngẫu nhiên cũng có thể phát động một chút thiên địa lực lượng,
trong nháy mắt đặt chân ngộ linh kỳ cảnh giới. Cái này không tính là gì bí mật, tin tưởng chư vị đối loại tình hình này cũng sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Đúng vậy, Duy Ma đạo hữu lời ấy, rất hợp ý ta. Dù coi như kia thất dạ mãng thật sự là trời sinh thánh linh hạ giới, hắn cũng không có khả năng đối kháng giao diện chi lực. Bởi vậy, ta cho rằng đây cơ hồ là giải thích duy nhất. Ngọc Hư đạo nhân lập tức phụ họa theo đuôi. Đây cũng là hắn tại sao phải hóa thành hình rồng về sau, mới có thể thi triển ra cường đại như vậy sát chiêu. Dù sao hắn bản tôn là trời sinh thánh linh, hình rồng mới có thể triệt để kích phát thể nội tiềm lực, trong nháy mắt đặt chân càng cao hơn một tầng cảnh giới, câu thông thượng giới chi lực. Duy Ma Thái Tử nói, mọi người tại chỗ, hắn là duy nhất trời sinh thánh linh hậu duệ, mà lại thánh linh huyết mạch cực kỳ nồng đậm, đối trời sinh thánh linh hết thảy, tự nhiên không có người so hắn càng hiểu hơn. Kể từ đó, chúng ta chẳng phải là không có phần thắng chút nào. Trung niên Mỹ phụ nhíu mày nói, đầy mắt đều là lo nghĩ. Duy Ma Thái Tử quả quyết lắc đầu, kia cũng chưa chắc. Loại tình hình này kéo dài thời gian nhất định sẽ không quá dài. Mà lại Vu Sơn đạo hữu cũng nhìn thấy, tại hắn chuyển đổi thành hình rồng thời điểm, cũng vẫn là cần một chút thời gian. Đã chúng ta đã biết, tự nhiên sẽ không lại bị hắn đánh trở tay không kịp. Chỉ cần có thể kịp thời tránh đi kia tơ máu công kích. Chờ hắn đánh về nguyên hình tái chiến, cái này hung ma cũng liền vô pháp khả thi. Mọi người khẽ vuốt cằm, trong đầu lại luôn chẳng phải an tâm. Dù sao đây chỉ là Duy Ma Thái Tử suy đoán chi từ, chân tướng phải chăng đến tột cùng như thế, kia vẫn chưa biết được. Nhược quả kia hung ma coi là thật có thể lâu dài đạt được thượng giới chi lực, kia cùng hắn đối chiến, cơ hồ chính là tự hành muốn chết. Phu nhân xin yên tâm, vì đối phó kia hung ma hóa rồng chi lực, bần đạo cùng Cửu Lê tiên tử, chuyên đem Lâm đạo hữu từ cao cổ giới mang đến nơi này. Ngọc Hư đạo nhân chậm rãi nói, Lâm đạo hữu, mọi người ánh mắt, nhao nhao rơi vào phía sau hắn khoanh tay đứng thẳng tên kia nam tử trẻ tuổi trên thân. Nhớ được Ngọc Hư đạo nhân cho mọi người dẫn giới qua, người này họ Lâm. Đối với một tên nguyên anh kỳ hậu sinh vãn bối, lúc ấy căn bản là vô người để ý, nhưng gật đầu mà thôi. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người đem người này xem như Ngọc Hư đạo nhân hoặc là Cửu Lê tiên tử vãn bối. Về phần tại sao đem như thế một vị tu vi không cao vãn bối ngàn tỷ bên trong xa xôi từ cao cổ giới đưa đến Nam Châu Đại Lục, vậy liền không được biết, lúc này, từ cũng không có người đi mảnh cứu. Nghe Ngọc Hư đạo nhân chỉ ý, vị này Lâm đạo hữu vậy mà là phá giải thất dạ mãng hóa rồng chi lực nơi mấu chốt. Nhưng cái này sao có thể? Cái này họ Lâm nam tử trẻ tuổi, bất quá là nguyên anh hậu kỳ tu vi, thậm chí chưa đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong. Dạng này cảnh giới, tại kia hung ma trước mặt, ngay cả nửa phân chạy trối chết cơ hội cũng sẽ không có. Về phần nói đến sức lực chống đỡ thậm chí là phá giải hóa rồng chi lực, vậy đơn giản chính là nói đùa. Thấy một đám ngộ linh kỳ lão tổ nhao nhao nhìn chăm chú mình, họ Lâm nam tử trẻ tuổi bận bịu tức có chút khom người, rất là khiêm cung lễ phép. Chư vị nhất định rất kỳ quái, vì cái gì bần đạo cùng Cửu Lê tiên tử sẽ đem Lâm đạo hữu ngàn tỷ bên trong xa xôi từ cao cổ giới mang đến toa ma giới. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm đạo hữu là Trảm Long Quyết, duy nhất dòng chính truyền nhân. Lời vừa nói ra, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo trưởng, cái gì gọi là Trảm Long Quyết? Ngọc Hư đạo nhân nhìn họ Lâm nam tử trẻ tuổi nam tử một chút, trầm giọng nói, Trảm Long Quyết là thượng giới truyền thừa. Tại chúng ta cao cổ giới, có tam đại thượng giới truyền thừa, Trảm Long Quyết chính là trong đó một trong. Nghe nói là thời kỳ viễn cổ, có đại năng từ huyền linh thượng giới phá giới mà xuống, cuối cùng tại ta giới tọa hóa, lưu lại ba đại công pháp truyền thừa. Nhiều năm trước, đã từng cực thịnh một thời, nhưng là về sau, dần dần suy vi xuống dưới, cái khác hai đại truyền thừa cơ bản đều thất truyền. Chỉ có Trảm Long Quyết một mực truyền thừa cho tới bây giờ, bất quá cũng đã phong quang không còn. Mà Lâm gia, vẫn luôn là Trảm Long Quyết chính tông nhất truyền nhân. Lâm Kỳ đạo hữu chính là Lâm gia thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất. Cái gọi là Trảm Long Quyết, tên như ý nghĩa, là đối giao long nhất tộc có hiệu quả rồi. Ngọc Hư đạo nhân nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Trảm Long Quyết đối chủng tộc khác, cũng vô khắc chế chi lực. Uy lực cũng chỉ bình thường, duy chỉ có đối giao long chi thuộc. Có đặc biệt khắc chế chi lực, mà lại muốn cùng giao long chi thuộc hóa thành hình rồng về sau, loại này khắc chế chi lực liền đặc biệt rõ ràng. Tiêu Phàm trong lòng hơi động, hỏi, đạo trưởng, cái này Trảm Long Quyết như thế nào khắc chế giao long chi lực, có thể nói tới càng thêm cụ thể chút ha? Ngọc Hư đạo nhân nói, cái này Trảm Long Quyết thi triển đi ra. Có thể nháy mắt đem giao long chi lực giam cầm năm thành trở lên. Kia không có khả năng, Ngọc Hư đạo nhân vừa dứt lời.
trung niên mỹ phụ liền lắc đầu liên tục. Giam cầm năm thành trở lên công lực, còn đến mức nào? Chẳng phải là nói, giao long chi thuộc đụng phải cái này trảm long quyết, cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết rồi. Mà mặc kệ là loại nào thuộc tính giao long, từ trước đều là chỗ giao diện mạnh nhất chủng tộc một trong. Cái này, trảm long quyết, coi là thật như thế lạ thường lời nói, truyền thừa môn công pháp này Lâm gia chỉ sợ sớm đã bị giao long nhất tộc liệt vào tử địch. Bị chém tận giết tuyệt, tựa hồ sớm đã ngờ tới chúng người nghi ngờ trong lòng, Ngọc Hư đạo nhân nói, chính là bởi vì trảm long quyết quá mức nghịch thiên, cho nên rất sớm trước kia, liền lọt vào ta giới giao long nhất tộc truy sát, Lâm gia đệ tử cơ bản đều bị diệt sát rơi. Lâm Kỳ đạo hữu cái này một chi, năm đó là mai danh ẩn tích may mắn truyền thừa xuống, sớm đã suy thoái. Nhiều năm ẩn tàng, mới lấy tránh thoát giao long nhất tộc truy sát. Dù coi như kia trảm long quyết thật có to lớn uy lực, lấy Lâm đạo hữu dưới mắt tu vi. Chỉ sợ căn bản liền dựa vào gần không được kia hung ma bên người a. Chưa tới gần, đã hồi phi yên diệt, nói thế nào thi triển, trảm long quyết. Cho nên, tại giao chiến thời điểm, chúng ta muốn đem Lâm đạo hữu che giấu, không để kia hung ma phát giác. Một khi chờ hắn hóa thành hình rồng, liền kịp thời xuất thủ, phải một kích tất chúng. Ngọc Hư đạo nhân trầm giọng nói, chỉ cần cầm giữ kia hung ma năm thành pháp lực, ta cùng lúc đó xuất thủ, lập tức liền có thể đưa nó vào chỗ chết. Cái này hiển nhiên, nhưng muốn ẩn tàng Lâm đạo hữu không bị phát giác, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Ngọc Hư đạo nhân liền nhìn Cửu Lê tiên tử một chút. Cửu Lê tiên tử nói, ta có thể bố trí một cái huyễn trận, để Lâm đạo hữu ẩn nấp trong đó, có bảy thành trở lên nắm chắc, không để kia hung ma phát giác. Trung niên mỹ phụ lập tức hỏi, thế nhưng là, tại ở gần kia hung ma xuất thủ thời điểm, còn có thể không bị phát giác à? Chỉ cần có chớp mắt giảm sóc, lấy song phương thực lực chênh lệch chi cách xa, đủ để cho thất dạ mãng diệt sát Lâm Kỳ mấy trăm lần. Cửu Lê tiên tử xinh đẹp đại mi không khỏi nhau. Nói thật, tại tự mình lĩnh giáo qua kia hung ma thủ đoạn về sau, Cửu Lê tiên tử đối lòng tin của mình cũng đã sớm phát sinh dao động. Tiêu Mỗ có lẽ có thể nghĩ biện pháp, để Lâm đạo hữu che giấu khí tức, không bị kia hung ma phát giác. Đang lúc tất cả mọi người nhíu mày trầm ngâm thời điểm, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Mọi người không khỏi đại hỉ, lấy Tiêu Phàm thân phận địa vị, đã nói như vậy, kia cơ hồ liền biểu thị hắn có tự tin 100%. Chỉ bất quá, Lâm đạo hữu tu vi hay là quá thấp, dù coi như có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận kia thất dạ mãng, thi triển ra trảm long quyết, ta lo lắng, chỉ sợ uy lực cũng xa không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Lẫn nhau chênh lệch thực tế quá mức cách xa, mọi người nghe xong, lập tức lại nhao nhao nhíu mày. Lại không biết Nam Châu Đại Lục nhưng có cái gì phương pháp tốc thành, có thể để Lâm đạo hữu trong thời gian ngắn nhất đột phá đến ngộ linh kỳ. Chốc lát, Ngọc Hư đạo nhân nói, ngữ khí có chút chần chờ. Không người trả lời, dạng này phương pháp tốc thành, chỉ sợ bất kỳ một cái nào dưới cùng giao diện cũng sẽ không có. Cần biết ngộ linh kỳ, đã là dưới cùng giao diện tối cao đẳng cấp cảnh giới. Để Lâm đạo hữu trong thời gian ngắn nhất đột phá đến ngộ linh kỳ, có thể là khó mà làm được. Nhưng để hắn trong nháy mắt bộc phát ra ngộ linh kỳ chiến lực, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Sau một lát, Duy Ma Thái tử chậm rãi nói. Ồ, Duy Ma đạo hữu lại có này diệu pháp, mọi người lại đại hỉ. Duy Ma Thái tử trên mặt nhưng cũng không có vui mừng, hai mắt nhìn qua Lâm Kỳ, trầm giọng nói, kỳ thật cũng không có gì kỳ diệu, đến lúc đó chỉ cần Lâm đạo hữu nuốt vào thủy tổ bộ tộc ta còn sót lại nhục thân xá lợi, liền có thể trong nháy mắt kích phát đạo hữu tất cả tiềm lực, đột phá đến ngộ linh kỳ cảnh giới. Nhưng làm như vậy, hậu hoạn vô tận, đạo hữu cần phải hiểu rõ, tiền bối, tại hạ cả tộc đều bị thất dạ giới ma nhân làm hại, chỉ cần có thể diệt sát kia hung ma, Lâm Mỗ chết không có gì đáng tiếc, còn gì phải sợ. Một mực giữ im lặng Lâm đạo hữu, mặt trong nháy mắt lộ ra dứt khoát quyết nhiên thần sắc, cắn răng nghiến lợi nói. Chương 1489, cái bẫy. Thấp thoáng tại trong quần sơn Bạch Mã Sơn Trang, một mảnh tĩnh mịch. Đỉnh núi cao, một cái đỉnh nghỉ mát, lẻ loi cô lập, trong lương đình, Trương Ngũ Tiên Sinh cùng Duy Ma Thái tử ngồi đối diện nhau, trước mặt trên bàn đá, trưng bày hai chén thanh hương lượn lờ linh trà. Bất quá hai người ai cũng không có đi động kia hai chén trà, chỉ là yên lặng ngồi đối diện, sắc mặt nặng nề. Đồng đạo hữu bối đạo hữu bọn hắn, đến cùng làm gì dự định? Mặc tọa một lát, Duy Ma Thái tử chậm rãi hỏi, ngữ khí trầm thấp. Trương Ngũ Tiên Sinh lắc đầu, nói, Huyền Âm Bắc Cực cung triệt để bị phá hủy, Nguyên Linh giáo cùng chân vũ môn, khẳng định là thủ không được. Đoán chừng sẽ trực tiếp hướng Triệu quốc, nước Triệu, Tề quốc rút lui. Duy Ma Thái tử liền khe khẽ thở dài. Trước đây không lâu,
Thất Dạ Giới Ma Quân tại Bắc Minh Đại Lục một lần nữa đăng lục, mấy ngộ linh kỳ lão quái, liên thủ công kích Huyền Âm Giáo. Huyền Âm Bắc Cực Cung mặc dù danh xưng là ma đạo 10 đại tông môn một trong, thế hệ này cũng không có ngộ linh kỳ tu sĩ tọa chấn. Tại mấy ngộ linh kỳ lão quái liên thủ công kích phía dưới, hoàn toàn bất lực ngăn cản, Huyền Âm Bắc Cực Cung tùy theo thất thủ, bị ma quân phá hủy. Huyền Âm nước tu chân giới tàn quân, như thủy triều tuôn hướng Nguyên Linh Giáo cùng chân vũ môn địa bàn. Bất quá đối mặt khí thế hùng hổ ngóc đầu trở lại ma đại quân người, tại trăm năm trước giao diện đại chiến bên trong thụ trọng thương, nguyên khí chưa hồi phục hai đại tông môn, cơ bản không có tử chiến đến cùng động lực, cũng không có thực lực như vậy. Nhất là Thất Dạ Mãng tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện dưới tình hình, dù coi như là Nguyên Linh Giáo tôn cùng chân vũ thần quân dạng này ngộ linh kỳ lão tổ, cũng lật lật lo lắng. Tại biết rõ tuyệt không thủ thắng khả năng dưới tình hình, không thể nào chết được thủ Nguyên Linh Thành cùng chân vũ nước, hướng nam rút lui chính là tất nhiên lựa chọn. Xem ra kia hung ma là thật dự định muốn nhất thống thiên hạ, muốn đem chúng ta mấy cái này giao diệt, cả đám đều diệt tộc. Duy Ma Thái Tử nói, Trương Ngũ Tiên Sinh có chút nhăn đầu lông mày, có chút không hiểu nói, cái này hung ma nếu là từ thượng giới xuống tới. Cuối cùng là phải trở lại thượng giới đi, coi như nhất thống thiên hạ, mấy cái giao diện đều bị hắn thu phục, với hắn lại có thứ gì chỗ tốt. Duy Ma Thái Tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lòng người khổ không đủ. Tựa như phàm tục ở giữa những cái kia đế vương, biết rõ hẳn phải chết, lại luôn tại sinh thời nhớ mãi không quên khai cương thác thổ. Đánh xuống to lớn cương vực, cuối cùng còn không phải không có quan hệ gì với hắn. Có lẽ kia hung ma muốn chính là loại này chinh phục hết thảy cảm giác. Tính ngươi tiểu bối này còn có mấy phân kiến thức, không hổ là thánh linh hậu duệ. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên tại hai người vang lên bên tai. Hai người thất kinh, vội vã hướng một bên nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa hư không một trận vặn vẹo, một tên huyết quang thiếu niên hiện thân mà ra, hướng đỉnh nghỉ mát bên này nhìn sang, trên thân khí tức thâm bất khả trắc. Chính là máu vảy long, ngươi chính là Thiên Thọ Cung kia tiểu Dạ Xiên huynh trưởng a. Huyết quang thiếu niên ánh mắt, chỉ ở Trương Ngũ Tiên Sinh trên mặt khẽ quét mà qua, không chút nào dừng lại, định tại Duy Ma Thái Tử trên thân. Trong mắt hắn, cái gọi là Nam Châu Đại Lục đệ nhất thế gia. Căn bản chẳng phải là cái gì. Duy Ma Thái Tử nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt, bắn ra một tia huyết sắc, gắt gao tiếp cận huyết quang thiếu niên, chậm rãi nói, ta Dạ Xoa tộc cùng ngươi ngày xưa không thù gần đây không oán. Các hạ bất quá là muốn nhục thân xá lợi, vì sao đại khai sát giới? Huyết quang thiếu niên không thèm quan tâm nói, chắc hẳn ngày đó hình ảnh ngươi đã nhìn qua. Ta không phải không cho kia tiểu Dạ Xiên cơ hội, chỉ cần hắn ngoan ngoãn đem Từ Thiên Thọ nhục thân xá lợi giao ra, ta liền đáp ứng tha cho hắn một mạng. Là chính hắn không thức thời, nhất định phải muốn chết, trách được ai đây? Duy Ma Thái Tử lạnh lùng nói, nhục thân xá lợi đã là thủy tổ lột xác. Tự nhiên không có giao cho ngoại nhân đạo lý. Hắc hắc, nói như vậy, vậy còn dư lại một viên nhục thân xá lợi, ngươi là chắc chắn sẽ không giao ra đúng không? Huyết quang thiếu niên ánh mắt lập tức nghiêm túc, nhàn nhạt hỏi. Ta biết các hạ là trời sinh thánh linh phân hồn hạ giới, thần thông quảng đại. Nhưng coi như người bản sự thông thiên, muốn từ trong tay của ta lấy đi thủy tổ xá lợi, đó cũng là mơ mộng hão huyền. Duy Ma Thái Tử chém đinh chặt sắt nói. Rất tốt, ta liền biết, trên thế giới này tổng có một ít đầu não không thanh tỉnh ra hỏa. Tự cho là có cốt khí, kỳ thật chỉ là muốn chết thôi. Huyết quang thiếu niên tiếp cận Duy Ma Thái Tử, cũng không tức giận, khẽ gật đầu một cái, lập tức chuyển hướng Trương Ngũ Tiên Sinh. Người tiểu bối này chính là cái gì Bạch Mã Trương gia gia chủ đúng không? Gọi là tấm năm, Trương Ngũ Tiên Sinh nhàn nhạt nhìn xem hắn, không rên một tiếng. Bản nguyên tổ nghe nói, các người Bạch Mã Trương gia danh xưng là Nam Châu Đại Lục tu chân đệ nhất thế gia. Thứ nhất không nói trước. Một cái nho nhỏ tu chân thế gia, có thể kiếm dưới như thế lớn một phần gia sản, cũng không dễ dàng. Xem ra ngươi không phải người ngu. Tấm năm, bản nguyên tổ cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Chỉ cần ngươi làm gốc thủy tổ lưu lại bên cạnh ngươi cái này tiểu Dạ Xiên, ta liền cho ngươi một mặt miễn tử kim bài, tha cho ngươi cả tộc lão tiểu nhân tính mệnh. Bằng không mà nói, nhất định phải giết đến ngươi Bạch Mã Sơn Trang chó gà không tha. Đây là ngươi cả tộc lão tiểu duy nhất sống sót cơ hội, cần phải hiểu rõ. Ha ha ha, Trương Ngũ Tiên Sinh ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười lại là phẫn uất lại là khinh thường. Lão ma, ngươi cũng không tránh khỏi quá tử lớn, ngươi nghĩ rằng chúng ta đã dám ở chỗ này chờ ngươi, sẽ không có chút nào phòng bị a. Chốc lát, tiếng cười im bặt mà dừng, Trương Ngũ Tiên Sinh gục đầu xuống, một mực tiếp cận huyết quang thiếu niên, hai mắt bên trong tinh sáng lóng lánh, sắc bén như đao.
Thủy Tổ đại nhân tự xưng thần thông cái thế, công lực thông huyền, có bản lĩnh liền đến bắt chúng ta tốt. Lão Phu Lệch không tin cái này ta, ngược lại muốn xem ngươi cái này lãnh huyết mãng xà, đến cùng có thứ gì thủ đoạn. Tiểu bối, sắp chết đến nơi, còn tại trình miệng lưỡi lợi hại. Huyết quang thiếu niên khẽ quát một tiếng, thủ đoạn vừa nhấc, một con mấy trượng lớn nhỏ long chảo nổi lên, huyết quang chói mắt, vào đầu liền hướng Na Đình Nghỉ Mát bắt xuống dưới. Một chảo này nhìn như phổ thông, thường thường không có gì lạ, kỳ thực bao hàm vô cùng vô tận kinh lực, vừa ra tay, cuồn cuộn bốn phía sát khí cũng đã đem cả lương đình đều bao phủ nó dưới, bốn phía không khí nháy mắt trở nên cứng như kim thiết. Răng rắc, hào không ngoài suy đoán, Đình Nghỉ Mát tại huyết long chảo phía dưới như là vỏ trứng gà đồng dạng yếu ớt, lên tiếng trả lời mà nát. Ngay sau đó, Trương Ngũ Tiên Sinh cùng Duy Ma Thái Tử cũng rơi vào long chảo bên trong, bị tóm đến phấn thân toái cốt. Một cỗ không gian ba động thoáng hiện, Trương Ngũ Tiên Sinh cùng Duy Ma Thái Tử đã xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua huyết quang thiếu niên. À, còn có chút ý tứ. Huyết quang thiếu niên hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Tấm năm cùng Duy Ma Thái Tử tránh qua hắn một kích, cũng không làm hắn giật mình, chân chính để hắn ngoài ý muốn chính là thuấn di tốc độ nhanh chóng. Khoảng cách xa, nằm ngoài dự đoán của hắn. Thời gian qua nhanh, chính là Bạch Mã Sơn Trang truyền thừa mạnh nhất, cũng là Trương Ngũ Tiên Sinh dựa vào thành danh chủ tu công pháp. Quả nhiên nhanh chóng vô cùng, xuất quỷ nhập thần. Giờ phút này thi triển đi ra, ngay cả Thất Dạ Mãng đều cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi coi là dạng này liền có thể chạy thoát được bản nguyên tổ lòng bàn tay, vậy coi như 10 phần sai. Đã các ngươi muốn chơi, trái phải vô sự, bản nguyên tổ liền cùng các ngươi chơi đùa. Dù sao giống đối thủ như vậy, dưới cùng giao diện thật đúng là tìm không ra mấy cái đến, giết một cái liền thiếu đi một cái, mỗi một cái đều giá trị phải hảo hảo, chân quý. Bất quá, tại bắt các ngươi trước đó, bản nguyên tổ muốn cho các ngươi một bài học, để các ngươi biết, ngỗ nghịch bản nguyên tổ là muốn trả giá đắt. Muốn tại bản nguyên tổ trước mặt mạo xưng anh hùng hảo hán, bản nguyên tổ liền muốn để ngươi đời đời con cháu đều đi theo ngươi cùng một chỗ không may. Nói, huyết quang thiếu niên nâng lên chân phải. Nhẹ nhàng một cước đập mạnh xuống dưới. Ầm ầm, trong chốc lát đất rung núi chuyển, cả ngọn núi cũng bắt đầu sụp đổ, một cỗ cường đại vô luân sóng xung kích, như là thao thiên cự lãng, hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Sóng xung kích những nơi đi qua, mặc kệ là đình thai lâu các hay là giả núi nước chảy, lại hoặc là núi cao vách đá, khôn cùng rừng rậm, nhao nhao bị cuốn vào, đảo mắt hóa thành cho tàn. Phạm vi mấy trăm dặm bên trong hết thảy, đảo mắt liền bị san thành bình địa. Cũng không tiếp tục phục ngày xưa hùng vĩ. Vật giống như đây, người làm sao chịu nổi. Giữa không trung Trương Ngũ Tiên Sinh, lại chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, không có chút nào lo nghĩ bi thương vẻ phẫn nộ, khóe miệng ngược lại hiện lên một tia nhàn nhạt cười lạnh. Đã sớm liền ở chỗ này chờ Thất Dạ Mãng tới cửa, Trương Ngũ Tiên Sinh sao có thể một điểm phòng bị đều không có. Trước đó, Bạch Mã Sơn Trang đã sớm biến thành một cái thành không, một ít nhân viên hoạt động khí tức. Bất quá là lấy trận pháp bắt trước được đến, che giấu tai mắt người mà thôi. Cái này lão ma quả nhiên tính tình ngang ngược, một lời không hợp, liền diệt cả nhà người ta. Sóng xung kích còn chưa hoàn toàn tan hết, lại là một trận, ầm ầm, âm thanh âm vang lên, như là sấm rền, ẩn ẩn là từ lòng đất truyền đến. Ngay sau đó, toàn bộ đại địa đều run rẩy, không ngừng run run. Phảng phất sâu trong lòng đất có một đầu viễn cổ man hoang quái thú, đang muốn phá đất mà lên. Huyết quang thiếu niên sau nghi có chút một dương, lập tức phát giác khác thường, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng giữa không trung bay đi. Cùng lúc đó, từng đạo to lớn chùm sáng, từ trước kia mấy ngọn núi vị trí bắn ra, thật giống như có người chỉ huy đồng dạng, không hẹn mà cùng hướng về giữa không trung huyết quang thiếu niên thẳng bắn xuyên qua. Mà một chương sữa tấm võng lớn màu trắng, cũng từ trong hư không nổi lên, hướng về huyết quang thiếu niên bao phủ xuống. Đây là Bạch Mã Sơn Trang hộ vệ đại trận. Toàn lực mở ra. Trong khoảnh khắc, to lớn cột sáng liền triệt để đem huyết quang thiếu niên bao phủ, sữa tấm võng lớn màu trắng cũng che đậy xuống dưới, đem huyết quang thiếu niên gắt gao vây ở trong lưới. Quả nhiên là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Cột sáng cùng lớn trong lưới, đều lộ ra một cỗ cường đại đến cực điểm sát khí. Từ khi Bạch Mã Sơn Trang hộ vệ đại trận xây thành về sau, 10.000 năm ở giữa, còn chưa hề toàn lực mở ra, uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Chỉ sợ cũng không người biết được. Ước chừng một chén trà quang cảnh, sữa cột sáng màu trắng bên trong, một cỗ huyết sắc rỉ ra. Ngay sau đó, huyết sắc càng ngày càng đậm, liền phảng phất có vô số máu tươi, chính liên tục không ngừng từ màu ngà sữa quang trận bên trong cốt toát ra.
Oanh, tiếng vang kinh thiên động địa, một cỗ to lớn huyết quang, phóng lên tận trời, nháy mắt liền đem màu ngà sữa quang trận cùng lưới lớn xông đến thất linh bát lạc, huyết quang những nơi đi qua, sữa cột sáng màu trắng nhao nhao chôn vùi, không có chút nào kháng cự chi lực. Mấy hơi thở ở giữa, hộ vệ đại trận to lớn uy năng liền bị triệt để áp chế xuống. Huyết quang thiếu niên hiện thân mà ra, nhìn bốn phía một phen, hừ lạnh một tiếng, liền là đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng đông phương truy giết tiếp. Chương 1490, thành không. Vào đông chiếu dọi thiên tôn lĩnh, hết sức yên tĩnh, dõi mắt chỗ đến, một mảnh trắng ngần bạch tuyết, cực kỳ tráng lệ. Vô cực sơn dưới đô lương thành, lại so ngày xưa càng thêm náo nhiệt. Trong thành tụ tập tu sĩ, bỗng nhiên nhiều hơn, thất dạ giới đại quân ngóc đầu trở lại, huyền âm bắc cực cung toàn quân bị diệt tin tức, sớm đã chấn động toàn bộ Nam Châu đại lục. Bất quá lần này, cũng không có giống trăm năm trước như thế, xuất hiện lần nữa ẩm ẩm sóng dậy sử thi lớn chém giết. Trăm năm trước tử thủ Bắc Minh đại địa, cùng ma quân giữ lẫn nhau không dưới nguyên linh giáo cùng chân vũ môn, cơ hồ là không hẹn mà cùng làm ra quyết định, từ bỏ riêng phần mình tổ địa, hướng Nam Châu đại lục nội địa rút lui. Từ xưa đến nay, tu chân văn minh phồn thịnh nhất Nam Châu đại lục Đông Bắc bộ địa khu, liền thành Bắc Minh các tông môn phụ thuộc mục tiêu chủ yếu. Nhất là có vô cực môn tọa trấn đại triệu quốc, càng là bỗng nhiên tuôn ra tiến đến trăm vạn mà tính chính ma hai đạo tu sĩ. Trong đó một chút tu vi tương đối cao người, thì nhao nhao tuôn ra tiến vào đô lương thành, như ong vỡ tổ phóng tới các lớn phường thị, không tiếc linh thạch, trắng trợn chọn mua. Phàm là pháp bảo pháp khí, đan dược phù lục, binh khí vật liệu cùng các loại, đều trở thành những này kẻ ngoại lai liều mạng mua sắm đối tượng. Đại chiến khởi động lại, những này có thể tăng cường thực lực, bảo toàn tính mệnh đồ vật, lập tức liền giá trị bản thân gấp trăm lần. Đô lương thành bên trong giá hàng lên nhanh, các lớn phường thị loay hoay quên cả trời đất. Nhưng tất cả những thứ này, đều cùng thiên tôn lĩnh không quan hệ. Thông hướng thiên tôn lĩnh tất cả thông đạo, đều bày ra cực mạnh cấm chế, có trọng binh chấn giữ. Vô luận là ai, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, không có đạt được vô cực môn lệnh bài thông hành, bất kỳ người nào đều không cho thông qua. Dưới mắt thiên tôn lĩnh, đã trở thành vòng cấm. Điểm này, mọi người ngược lại là đều có thể lý giải. Dù sao đây đã là, thời gian chiến tranh, vô cực môn gấp rút quan phòng, chính hợp tình hợp lý. Tự nhiên ai cũng không biết, cấm chỉ bọn hắn tới gần thiên tôn lĩnh. Nhưng thật ra là vì bọn hắn tốt, nếu như không phải sợ đánh cỏ động rắn, Tiêu Phàm thậm chí sẽ đem toàn bộ đô lương thành cư dân toàn bộ di chuyển. Thất sát trận một khi toàn lực mở ra, lan đến gần phạm vi, coi như không chỉ giới hạn tại thiên tôn lĩnh bốn phía, có lẽ hơn phân nửa đô lương thành đều sẽ bị cuốn vào. Bất quá nếu là giao diện đại chiến, luôn luôn phải có điều hy sinh. Tiêu Phàm cố nhiên trạch tâm nhân hậu, lại không phải lòng dạ đàn bà, không lại bởi vậy mà hỏng đại kế. Chỉ hy vọng đến lúc đó có thể tận lực khống chế thất sát trận liên lụy phạm vi, tận lực giảm bớt sát thương. Dưới mắt thiên tôn lĩnh, đã gần như một cái thành không, tuyệt đại bộ phân vô cực môn đệ tử, đã sơ tán. Chỉ có vạn hơn người lưu ở trên núi, phân biệt tập trung ở từng cái truyền tống trận phụ cận, thời khắc chờ tổng đàn mệnh lệnh, chỉ cùng tiêu trưởng giáo ra lệnh một tiếng, liền lập tức khởi động truyền tống trận. Cao chạy xa bay, Tiêu Phàm ngồi ngay ngắn ở vô cực điện bên trong, cửa điện mở rộng. Trừ hắn ra, to lớn vô cực điện không có một ai, yên tĩnh dị thường. Nhưng mà lại cũng không cho người ta lãnh lãnh thanh thanh cảm giác. Cứ việc trong đại điện chỉ ngồi Tiêu Phàm một người, cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Lại đâu đâu cũng có, tràn ngập tại đại điện mỗi một góc. Bỗng nhiên ở giữa, một tiếng bén nhọn kêu to, một đạo hỏa hồng phù lục từ ngoài điện bay vụt mà tới. Tiêu Phàm nhấc tay vừa nhấc, đem kia trương vạn bên trong phù chộp trong tay, thần niệm chi lực quét qua, sắc mặt bình tĩnh hơi động một chút, liền là khôi phục bình thường, bờ môi khẽ nhúc nhích, từng đạo mệnh lệnh im lặng phát xuống dưới. Sau một lát, thiên tôn lĩnh các nơi, hào quang màu nhũ bạch lấp lánh, từng đợt không gian ba động càn quét mà ra. 10 cái truyền tống trận đồng thời khởi động, đem cuối cùng lưu thủ vô cực môn đệ tử, đều mang đến phương xa. Thiên tôn lĩnh triệt để biến thành một cái thành không. Cùng lúc đó, đô lương thành phương nam bên ngoài mấy vạn dặm trên trời cao, một đạo thanh sắc độn quang hướng về thiên tôn lĩnh phương hướng kích xạ mà đến. Tốc độ nhanh chóng, thật khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không dám tin. Đừng bảo là phổ thông tu sĩ, dù coi như là cùng trương ngũ tiên sinh từ trước giao hảo duy ma thái tử, cũng có chút không tưởng được. Bạch mã trương ra, thời gian qua nhanh, thần thông, toàn lực thi triển ra, tốc độ bay vậy mà có thể nhanh đến tình trạng như vậy, hoàn toàn vượt qua duy ma thái tử ngoài ý liệu. Nếu không phải như thế,
bọn hắn có thể nào nắm kia hung ma tại Nam Châu Đại Lục các nơi túi ròng rã 2 năm vòng tròn. Nghĩ đến có thời gian 2 năm, đầy đủ Tiêu Phàm đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ bất quá, Bạch Mã Trương gia độn thuật cố nhiên cao minh, Thất Dạ Mãng càng là thần thông kinh người, trải qua 2 năm truy đuổi, đã đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến hơn 1000 dặm bên trong. Khoảng cách như vậy, tại thế giới người phàm, tự nhiên là cực kỳ xa xôi, nhưng đối với bọn hắn cảnh giới cỡ này đại cao thủ mà nói, bất quá là chớp mắt là tới. Cũng may, Thiên Tôn Lĩnh đã thấy ở xa xa, vị kia tuổi quá trẻ chính đạo thứ nhất tông trưởng giáo tổ sư, ứng sẽ không phải để bọn hắn thất vọng. Tiểu bối, đùa 2 năm vòng tròn, cũng nên đủ chứ. Nhìn các ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Màu xanh độn quang về sau, là một đạo thật dài tơ máu, tại bầu trời xanh thẳm bên trên lôi ra một đạo thật dài huyết sắc cầu vồng, khiến người gặp một lần phía dưới, liền kìm lòng không được hãi hùng khiếp vía. Trên đường đi phàm là cảm ứng được cỗ này mùi huyết tinh tu sĩ, đều lui tránh xa, bỏ trốn mất dạng, ngay cả đầu cũng không dám về. Bất quá nghe Thất Dạ Mãng thanh âm, cái này lão ma đã rất tức giận. Từ khi hắn ngưng tụ nhục thân, rời đi Long Thần Đảo, những nơi đi qua, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm dạng này, tiêu khiển, với hắn. Phàm là địch nhân của hắn, chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Cái này 2 tên tiểu tặc, cũng không ngoại lệ. Chỉ là chạy lâu như vậy, thủy tổ đại nhân kiên nhẫn, đã bị làm hao mòn phải sạch sẽ. Cùng bắt lấy cái này 2 tên tiểu tặc, nhất định phải làm cho bọn hắn hảo hảo lãnh giáo một chút siêu hồn luyện phách tư vị. Thủy tổ đại nhân chí ít có 100 loại phương pháp khác nhau, để bọn hắn hối hận tại sao phải sinh đến trên thế giới này tới. Lão ma, loại này nói nhảm, người đã nói qua rất nhiều lần, thật là có bản lĩnh, người ngược lại là xuất gia a. Chờ người bắt đến chúng ta lại nói khóe miệng, không lại chính là đánh giám. Tấm năm cười lạnh nói, ngôn từ trở nên thô tục vô so, cùng dĩ vãng đoàn người trong ấn tượng trầm mặc ít nói, uy nghiêm nặng nề Trương Ngũ tiên sinh, tưởng như 2 người. Có lẽ, là vì triệt để chọc giận cái này lão ma, Trương Ngũ tiên sinh mới cố ý nói như vậy. Nhưng là rất hiển nhiên, làm như vậy hiệu quả tốt vô cùng. Tiểu tặc, để ngươi tự khoe, Thất Dạ Mãng giận tím mặt, người đạo trưởng kia dài huyết tuyến, bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, nguyên bản liền nhanh đến cực điểm tốc độ bay, lại bộc phát ra mạnh hơn hậu kình, trong chớp nhoáng liền đem khoảng cách của song phương kéo gần thêm không ít. Màu xanh độn quang bên trong, Duy Ma Thái Tử về sau nhìn thoáng qua, hơi kinh hãi. Nguyên lai tưởng rằng dạng này tốc độ bay, cũng đã là kia lão ma cực hạn, không nghĩ tới hắn lại còn có lưu dư lực. Cứ theo đà này, bọn hắn nhưng chưa hẳn có thể bình yên đến Thiên Tôn Lĩnh. Cuối cùng này mấy vạn dặm lộ trình, hẳn là sẽ để cho kết cục hoàn toàn cải biến. Tấm năm hừ lạnh một tiếng, xoay tay phải lại, một chương thanh lóng lánh phù lục nổi lên, tờ phù lục này mặc dù còn không có bị kích phát, lại từ bên trong truyền ra một cỗ cường đại phong linh chi lực. Duy Ma Thái Tử nhẹ nhàng lắc đầu, lo âu nói, Ngũ huynh, đây đã là ngươi 2 tháng bên trong lần thứ 3 vận dụng phong linh phù. Linh phù cố nhiên thần kỳ, nhưng sử dụng như thế bình thường, hiệu quả giảm bớt đi nhiều không nói, chỉ sợ sẽ thương tới bản nguyên. Phong linh phù chính là Bạch Mã Trương gia bí chế phù lục. Chuyên môn dùng để phụ trợ, thời gian qua nhanh, thần thông, diệu dụng vô tận. Bất quá không vận dụng một lần, đều muốn điều động bản nguyên chi lực đến dung hợp. Sử dụng phong linh phù quá mức tấp nập, dù coi như là tấm năm dạng này tạo nghệ, cũng giống vậy sẽ làm bị thương bản nguyên. Tấm năm hít một hơi thật sâu, nói, hỏa thiêu lông mày mau, lại chú ý trước mắt lại nói. Đang khi nói chuyện, khoảng cách của song phương lại rút ngắn rất nhiều. Tấm năm không do dự nữa, cổ tay khẽ đảo. Đem tấm kia thanh lóng lánh phù lục dán tại trên người mình, miệng lẩm bẩm, trong chốc lát thanh quang lóa mắt, siêu, một tiếng, tốc độ bay trống rỗng nhanh 3 phân, mặc dù vẫn là không thể cùng sau lưng tơ máu tốc độ đánh đồng, nhưng nghĩ đến kiên trì xong cuối cùng đoạn đường này, tại huyết quang thiếu niên đuổi kịp bọn hắn trước đó đuổi tới Thiên Tôn Lĩnh, cũng không thành vấn đề. 2 vệt độn quang một đuổi một chạy, tại cao vạn trượng không hướng về Thiên Tôn Lĩnh nhanh như điện chớp kích bắn đi. A, hỗn độn chi khí, xa xa Thiên Tôn Lĩnh thấy ở xa xa, khoảng cách song phương, đã rút ngắn đến 100 dặm xa. Huyết sắc độn quang bên trong bỗng nhiên truyền đến huyết quang thiếu niên kinh ngạc thanh âm. Đây là địa phương nào? Tại Nam Châu Đại Lục, Thiên Tôn Lĩnh cố nhiên đại danh đỉnh đỉnh, nhưng đối với huyết quang thiếu niên đến nói, đây cũng là một cái xa lạ chỗ. Lần thứ nhất giao diện đại chiến thời điểm, hắn hóa thân tại Nam Châu Đại Lục tung hoành tứ ngược, khi đó, vô cực Thiên Tôn chưa tại Thiên Tôn Lĩnh khai tông lập phái. Huyết quang thiếu niên đối Thiên Tôn Lĩnh cũng liền không có chút nào nhận biết.
về sau hắn hóa thân bị Vô Cực Thiên Tôn đánh bại, triệt để diệt sát, Thất Dạ giới cùng Nam Châu Đại Lục ở giữa không gian thông đạo cũng tại không lâu sau đó đổ sụp, lưỡng giới triệt để đoạn tuyệt vãng lai. Không nghĩ tới ở đây cảm nhận được cực kỳ thuần chính hỗn độn chi khí, cùng năm đó Tiêu Vô Cực trên thân lộ ra hỗn độn khí tức cơ hồ giống nhau như đúc. Dù coi như là Thủy Tổ đại nhân, cũng kinh hãi. Trương Ngũ Tiên Sinh cùng Duy Ma Thái Tử không hẹn mà cùng thở phào một hơi, màu xanh độn quang nhanh như thiểm điện hướng Thiên Tôn lĩnh vọt tới. Tiểu tặc, sắp chết đến nơi còn tại giả thần giả quỷ. Chịu chết đi, huyết quang thiếu niên lập tức giận tím mặt, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, từ trong huyết quang truyền ra, toàn bộ huyết sắc độn quang, bỗng nhiên vỡ ra, huyết quang thiếu niên như là ra khỏi nòng như đạn pháo, bị cỗ này sức nổ bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, chớp mắt liền xẹt qua trăm dặm hư không, giết tới màu xanh độn quang phía sau. Nhấc tay một chưởng đánh ra, một cỗ hủy diệt cự lực, như bài sơn đảo hải hướng hai người đánh tới. Lần này quả nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị, Trương Ngũ Tiên Sinh cùng Duy Ma Thái Tử đều bị đánh trở tay không kịp, lại cũng không nghĩ ra, cái này hung ma lại còn có dạng này áp đáy hòm tuyệt kỹ. Cho dù bọn hắn tu vi cực cao, cái này điện quang thạch hỏa nháy mắt, cũng vẫn là không kịp làm ra cái gì né tránh động tác, lại càng không cần phải nói sức lực chống đỡ. Kia cỗ hủy diệt cự lực khoảnh khắc liền giết tới trước mặt. Đúng lúc này, ba, một tiếng vang nhỏ, một cái chữ vòng xoáy màu đỏ bỗng nhiên ở bên cạnh họ nổi lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân hình của hai người chớp mắt liền bị chữ vòng xoáy màu đỏ hút vào, biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi, kia bài sơn đảo hải lực lượng hủy diệt, xinh xinh đánh vào không trung. Tiểu tặc, lại là ngươi, thật to gan, trên trời cao, huyết quang thiếu niên gào thét như sấm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1490.